phần thiên thần hoàng, chu thiên thần tôn, man hoang chiến tộc. Phần thiên thần hoàng trở lại thần cảnh. Đó chính là vị thần của man hoang chiến tộc sao? Hắn không phải man thiên cương. Hắn là ai? Đó chính là thông thiên tháp sao? Hắn là làm gì, ngăn chặn sinh tử giới? Cuồng ngạo. Đây là một cái bẫy. Mẫu thân nó, đây là một cái bẫy. Chỉ bằng bọn hắn, cũng vọng tưởng nghĩ chúng ta thành con mồi. Bạch hổ yêu thần, tử kim long thần, liên tiếp lộ ra thể hiện hung hãn, căm tức nhìn Khương Phàm. Chính là hắn. Huyết ma hoàng thì khóa chặt đế tổ của man hoang chiến tộc, chính là cái thứ không biết trời cao đất rộng này đã giết ma hoàng huyết ma tộc kia của bọn hắn, thật to gan, lại còn dám trắng trợn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Các vị các lão bằng hữu, đã lâu không gặp, 1000 năm, ta thật sự nhớ các ngươi muốn chết. Hôm nay đặc biệt tạo cục này, cùng mọi người nói chuyện cũ một chút. Theo lý thuyết, lão bằng hữu gặp mặt, phải nói là không say không về, nhưng chúng ta cũng không cần phải khách khí như thế, phải nói. Không chết không thôi. Hai con ngươi của Khương Phàm đỏ sáng, bên trong thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, như thật sự có hai tôn chu tước đang giương cánh bay lên, khuấy động lệ khí kinh khủng, tám bản thân giao hòa, cuồng bạo đánh thẳng vào chiến khu, giống như là muốn hắn nổ tung, mang đến đau đớn vô tận, càng nương theo chiến ý nóng bỏng cùng liệt diễm sôi trào đến gần như mất khống chế, mang đến uy áp hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Phần thiên thần hoàng, ngàn năm không gặp, vẫn cuồng ngạo giống như lúc trước nhỉ. Chỉ hai tôn thần mà dám vọng tưởng một mẻ hốt gọn chúng ta. Bạch hổ yêu thần oai hùng thần tuấn, khí tức sát lục bạo động, cách rất xa đã khóa chặt Khương Phàm. Lão Miêu, quên ta rồi. Tu La bạo động hồn khí, phóng lên tận trời, tái nhập đỉnh Côn Lôn. Tu La, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chủ nhân Tu Di Sơn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, khẽ vuốt cằm đối với Tu La. Hừ hừ, Tu La, cố gắng hưởng thụ cho tốt đi. Bạch hổ, cự long, huyết ma hoàng đều hừ lạnh lên tiếng. Vị chủ nhân Tu Di Sơn này tại ngàn năm trước chắc chắn sẽ không là đối thủ của Tu La, nhưng tại U Minh địa ngục này, chủ nhân Tu Di Sơn chính là khắc tinh tuyệt đối của Tu La, không chỉ có thể trấn áp, thậm chí có thể sử dụng Phật quang đốt sống hắn. Huống chi bọn người Khương Phàm đi lên đã liền giết Hoàng Kim Thần Tôn, chủ nhân Tu Di Sơn cùng thuộc Thái Sơ Đại Lục đã tức giận. Nơi này là U Minh địa ngục, chúng ta đương nhiên phải tận tình rồi. Tu La hướng chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền phát ra tiếng gào rít bén nhọn. Huyết Hà bạo động, khí lãng vô biên, lít nha lít nhít những bộ y phục đỏ tươi gào thét bay lên, xen lẫn thành một tòa đài cao, kéo chủ nhân Huyết Hà, bay lên không 10 vạn mét. Hoàng Tuyền gặp nhau, cửu Tuyền trung dung, hiện ra chân thân chủ nhân Hoàng Tuyền, lại là một hài đồng toàn thân ướt nhẹp, nhưng hắn lại mọc ra 9 cái mặt kinh khủng, chen ở kia trên một cái đầu to lớn. Hai vị quỷ hoàng, các ngươi quên quy củ của sinh tử lưỡng giới. Ra tay thì dễ, thu dọn tàn cuộc, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Tử kim long thần đong đưa thân thể cực lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, tập trung vào hai vị quỷ hoàng U Minh. Bạch hổ yêu thần đều nhíu mày, tập trung vào chủ nhân Hoàng Tuyền. Mặc dù trước khi đến rất chờ mong khiêu chiến quỷ hoàng, nhưng tình cảnh tưởng tượng là nó đi dây dưa và kéo dài, mà không phải bị quỷ hoàng khóa chặt như bây giờ. Giọng của chủ nhân Huyết Hà lạnh lẽo, không phập phồng chút nào, nghe được lòng người hoảng loạn. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, liên thủ tiến U Minh, quy củ là các ngươi phá. Ta nhắc nhở ngươi là, ngươi thu thập tàn cuộc được sao? Tử kim long thần tản mát ra long uy kinh khủng, đe dọa nhìn chủ nhân Huyết Hà. Chủ nhân Huyết Hà lạnh lùng đáp lễ. Tới một tên, giết một tên. Bạch hổ yêu thần gào thét, âm thanh rít gào động trời. U Minh là muốn tuyên chiến thiên khải sao? Hoàng Tuyền quỷ chủ. Phụng bồi tới cùng. Khương Phàm cũng không nghĩ tới hai vị này quỷ hoàng lại thống khoái như thế, liệt diễm bạo động, tiếng gáy to vang trọng trời cao. Giết! Ầm ầm. Chu Thiên Thần Tôn là người đầu tiên giết ra ngoài, thần uy cuồn cuộn, mắt sáng như đuốc, Chu Thiên Thần kiếm mở ra trời đất, chặt đứt đại đạo, đuổi giết Thiên Mệnh Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn, người đây là thần phục phần Thiên Thần Hoàng. Ngu xuẩn, thật đáng buồn. Thiên Mệnh Thần Tôn nắm tay bạo kích, trong chốc lát đã phát động một loại uy lực thần triều, nghênh kích Chu Thiên Thần Tôn. Hắn lấy linh hồn là quân, nội tạng kinh mạch là thần, huyết nhục hài cốt là sông núi thành trì, cho nên toàn bộ cơ thể tựa như là Thiên Mệnh Thần triều hóa thân, ngọc tỷ truyền quốc càng là năm này tháng nọ hấp thu quốc vận hoàng triều, uy lực sơn hà, giờ phút này đã giao hòa cùng hắn, một quyền phát ra như là mấy triệu hùng binh đang gào thét,
như là 10 vạn dặm sơn hà thần triều đang bạo động, càng muốn thẩm phán vương hầu bách quan. Ầm ầm, trọng quyền nghênh kích thần kiếm, đại thế thần triều đối kháng cùng Chu Thiên kiếm khí, bạo tạc kinh khủng như là đại đạo đang sụp đổ, thần triều đang diệt vong, nương theo cường quang vô biên bắn ra tại bầu trời u minh. Tần Thế Võ, Loan Đình cũng gào thét đuổi giết cường giả thiên mệnh thần triều, cùng cường giả Hoàng Kim Thiên Phủ đang nổi giận. Man Hoang chiến tộc, bọn tạp toái vong ân phụ nghĩa các ngươi, nhận lấy cái chết. Toàn thân huyết ma hoàng nổ lên khí lãn kinh khủng gờ, xen lẫn thành núi thây biển máu lĩnh vực khủng bố, dậm chân phóng lên trời, đuổi giết Man Hoang chiến tộc. Thỏa thích hưởng thụ, giết đến tận hứng cho ta. Man Hoang đế tổ cười lạnh, hai cánh vỗ mạnh, một mảnh chiều cường không gian vén trời lên, trong chớp mắt, như là toàn bộ thiên địa đều hoắc loạn nhấc lên ở phía trước, thậm chí là vỡ vụn, hắn hoành hành không trở ngại giữa đất trời bị chôn vùi, như ẩn như hiện, đột ngột xuất hiện ở trước mặt huyết ma hoàng. Thời đại Man Hoang vi tôn, đến rồi. Man Hoang đế tổ không có bất kỳ cái truyền thừa xinh đẹp gì, hắn tuôn ra một quyền, cuồng lực cuồn cuộn, cương mãnh không gì sánh được. Huyết ma hoàng sôi trào chiến huyết, hét lớn luân phiên đánh quyền, không chút yếu thế nào. Bên trong chiến khu khôi ngô của hắn khuấy động huyết chiều cực kỳ khủng bố, nói là một vùng biển mênh mông đều không chút quá đáng nào, cho nên uy lực một quyền, như là biển cả vô biên đang rít gào, nhấc lên hàng tủ đòn quyền kinh. Bành! Răng rắc! Như là thế giới vỡ nát, đại dương mênh mông bị lật úp, uy lực và năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng. Huyết ma hoàng run rẩy, ngửa mặt bay ra ngoài. Man Hoàng đế tổ nửa bước đã lui, ngược lại là biến mất trong nháy mắt, sau một khắc đã xuất hiện ở đỉnh chóp chiến khu huyết ma hoàng đang bay đi, khóe miệng khẽ nhếch, móng vuốt xé rách không gian, thẳng đến mặt nó. Huyết ma hoàng kinh mà chưa loạn, đột nhiên dữ tợn hét lớn, toàn thân dâng lên lít nha lít nhít xiềng xích màu máu, như vạn mũi tên cùng bắn, trùng kích chiến khu của Man Hoàng đế tổ. Xiềng xích cực kỳ bá đạo, một khi đánh chúng, dù là một mũi cũng có thể cách ra thịt hoắc loạn huyết khí mục tiêu, người nghiêm trọng còn có thể bị mất mạng ngay tại chỗ. Hắn biết chiến khu của Man Hoang chiến tộc vô cùng cứng rắn, nhưng bộc phát và trùng kích với khoảng cách gần như vậy, đủ để đánh xuyên chiến khu của đối phương, cũng chôn vùi bên trong huyết khí. Nhưng, Man Hoang đế tổ cũng không phải Man Hoang chiến khu trong nhận thức của hắn, hắn là siêu cấp nhân ma được hai tôn đế quân thai nghén ở thời đại Hồng Hoang, càng là tồn tại kinh khủng trăm vạn năm cũng không từng bị táng diệt. Thương thương thương, toàn bộ xiềng xích đều đánh vào Man Hoang đế tổ, vạch ra vết tích dày đặc, nhưng không có một sợi nào đánh xuyên, mặc dù chấn động mãnh liệt đã làm đảo loạn huyết khí trong cơ thể Man Hoang đế tổ, nhưng không mất mạng. Man Hoang đế tổ vung đánh móng vuốt không trở ngại, trong chốc lát đã đánh vỡ nát đầu huyết ma hoàng. Huyết ma hoàng mang theo chiến khu tháo chạy gào thét bay lên, giống như là một viên thiên thạch đỏ xẹt qua bầu trời, đập xuống. Chỉ với chút thực lực ấy, Man Hoang đế tổ thoáng biến mất, lần nữa truy kích. Giống. Chỗ cổ huyết ma hoàng đảo mắt đã liền mọc ra một cái đầu hoàn toàn mới, hắn cuồng dã gầm thét, như đại dương huyết khí, tượng trưng cho như đại dương sinh cơ, hắn đã triệt để nổi giận, huyết khí thiêu đốt chiến khu, bên trong tiếng vang lốp bốp kỳ quái, xông ra bốn chiến khu giống nhau như đúc. Một kẻ ngưng tụ huyết mâu, chiến ý ngập trời. Một kẻ ngưng tụ huyết đao, nhìn hằm hằm tám phương. Một kẻ ngưng tụ xiềng xích, bạo động như sấm. Kẻ cuối cùng trải rộng ra huyết ngục lĩnh vực khổng lồ, bao phủ khắp đất trời. Luyện ngục như là lò luyện kinh khủng, nhưng không luyện binh khí, chỉ luyện huyết khí, có thể cướp đoạt thậm chí là khống chế máu tươi, thậm chí là chấn áp cả huyết mạch của mục tiêu trong lĩnh vực. Man Hoang đế tổ bị nhốt ngay tại chỗ, giống như là bị vây ở trong một thế giới huyết dịch mênh mông bát ngát, huyết khí toàn thân không bị khống chế mà kịch liệt nhấc lên, khi thì ngược dòng, khi thì loạn tuôn, đau đớn không chịu nổi. Ngay cả trái tim đều bành bành nhảy lên, giống như là muốn nổ tung. Nhưng, hắn không kinh không giận, ngược lại còn cười nói. Lúc này mới chút giống dáng vẻ đế tộc, lần trước giết ma hoàng các ngươi, chỉ đánh lén, không có tận hứng, lần này. Theo giúp ta chơi đùa thật vui nào. Cuồng ngạo, năm tôn huyết ma hoàng giống to, trừ một kẻ khống chế lĩnh vực, còn lại toàn bộ đều đuổi giết Man Hoang đế tổ. Chủ nhân huyết hà, giao cho ta, thiên mệnh thần tôn. Tu Di lão tổ, Hắc Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, đều lấy ra dáng vẻ thần ma các ngươi nên có. Bọn hắn không yếu, các ngươi càng mạnh. Tử Kim Long thần mãnh liệt đong đưa thân rồng 10 vạn mét như là đè sập không gian, long khí tàn phá bừa bãi, đất trời cũng vì đó mà run rẩy. Hắn cuồng bạo đuổi giết chủ nhân Huyết Hà,
Long uy huyết mạch triệt để kích phát, vảy rồng toàn thân đều hiện ra ký hiệu sáng chói, đó là ấn ký long văn đặc hữu của cự long, ẩn chứa ảo diệu vô thượng. Theo long mạch kích phát, long văn hiển hiện, giữa thiên địa như là xuất hiện tiếng chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, dung chuyển mười phương. Long ngâm, long khí, long uy, xen lẫn thành năng lượng kinh khủng, bao phủ khắp đất trời, thao thao bất tuyệt. Biển máu vô tận đều nổi lên sóng cả. Tử kim long thần bộc phát, thực lực tăng vọt, cũng không yếu hơn chủ nhân huyết hà quá nhiều. Chủ nhân huyết hà đưa ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tử kim long thần, long khí cùng uy áp đập vào mặt để chiến ý yên lặng đã lâu trong nàng rốt cuộc cũng được khôi phục. Long tộc đúng là sinh mạng thể mạnh nhất thế gian, nhất là cự long có được truyền thừa đế mạch, nhưng nơi này là u minh địa ngục, mà nàng là quỷ hoàng huyết hà được huyết hà vô tận tạo nên. Ầm ầm, ngàn vạn bộ y phục đỏ tươi dâng lên, như là vạn đạo huyết hà bay lên trời. Nhấc lên tiếng vang lớn chấn thiên động địa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía cự long, tử kim long thần. Mỗi bộ y phục đỏ này đều chịu qua u minh huyết hà thấm vào trong thời gian vô tận, khuấy động khí tức huyết sát khủng bố, năng lượng khủng bố đến mức để chúng sinh tuyệt vọng, thậm chí giống như là từng siêu cấp quỷ vật phục sinh. Đã nhiều năm không có giao thủ cùng cự long, đừng để ta thất vọng. Tầng tầng lớp lớp xiềng xích trong đôi mắt quỷ bí của chủ nhân huyết hà bỗng nhiên bạo động. Trong nháy mắt, huyết triều nghìn dặm cuồn cuộn dưới thân kịch liệt cuồn cuộn, hàng vạn sợi xiềng xích màu máu quấn chặt lấy siêu cấp chiến khu hơn 10 vạn mét của tử kim long thần. Huyết y kịch liệt gào thét, như chiến đao, như là ác thú, tiến lên đánh đến trên người cự long, cùng vảy rồng cứng cỏi nặng nề bộc phát ra tiếng oanh minh kịch liệt. Tử kim long thần nhấc lên, lấy uy lực nghịch loạn càn khôn dữ dội nghiền nát không gian, đánh rách tả tơi xiềng xích. Thân rồng hơn 10 vạn mét xoay quanh, thanh thế cực kỳ to lớn. Long khí cuồn cuộn sôi trào tuôn ra, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, táng diệt nhật nguyệt, tràn ngập đất trời nhào về phía chủ nhân huyết hà. Cùng lúc đó, bạch hổ yêu thần gào thét giữa trời cao, trong chốc lát đã bộc phát hung uy, như là hiện ra chiến trường núi thây biển máu giết chóc, nó lộ ra răng nanh dữ tợn, đuổi giết chủ nhân hoàng tuyền, mỗi cái móng vuốt rơi xuống, đều đánh rách tả tơi không gian, lay động trời đất, chiều dâng sát phạt vô tận ở xung quanh ngưng tụ ra 81 cây cây giáo giết chóc. Chuẩn bị thông thiên, khí tức sát phạt như lôi đình vần quanh. Ngươi ở bên ngoài diễu võ dương oai, yêu tộc đều là sợ uy lực sát phạt của ngươi, nhưng ở nơi này, ngươi muốn khiêu chiến ta. Vẫn nên để đế quân của ngươi tới đi. Chủ nhân hoàng tuyền lao nhanh tới bầu trời, trong chớp mắt đã vạch ra 9 đường quỹ tích khác nhau, như là nhanh chóng vượt qua hư không, sau mấy cái lấp lóe thì đã xuất hiện ở trước mặt bạch hổ. Trên cái đầu to lớn của chủ nhân hoàng tuyền tụ lấy 9 cái mặt quỷ. Tất cả đột nhiên dữ tợn, tuôn ra một quyền, chọc khí giữa thiên địa bạo động, như cuồng phong gào thét, như sơn hải bạo động, khí tức sát lục cuồng bạo xâm nhập. Keng! Nắm đấm như bạch ngọc của chủ nhân hoàng tuyền giao kích cùng móng vuốt kinh khủng của bạch hổ, sóng âm nổ tung kinh hãi thế tục, trong chớp mắt đã khuấy động ngàn dặm trên bầu trời, những nơi sóng âm đi tới, vạn vật băng diệt, ngay sau đó chính là năng lượng bạo động nhanh chóng khuếch tán. Bạch hổ yêu thần run rẩy toàn thân, bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhân hoàng tuyền nhanh chóng theo vào, một phát bắt được cái đuôi hổ to lớn, cánh tay phát lực, bỗng nhiên kéo căng đuôi hổ, buông thả bạch hổ yêu thần cao ngạo vòng bay ra ngoài. Chín mặt của chủ nhân hoàng tuyền gào rít, chín mảnh chiều cường hoàng tuyền thành hình ở xung quanh, phun trào chọc khí thế gian, xâm nhập sinh linh vạn vật, nhanh chóng giao nhau đánh về phía bạch hổ yêu thần. Hống hống hống, bạch hổ yêu thần bỗng nhiên dừng lại, há miệng gào lớn, 18 viên tràng hạt bạch cốt xông ra. Như là 18 viên tinh thần sáng chói, dọi khắp vạn vật, chấn sát thương linh, kéo lấy tiếng oanh minh ù ù, đối diện bạo kích 9 mảnh chiều cường hoàng tuyền. Ầm ầm. Mình mông hoàng dã hỗn loạn, trời đất như là đều thuộc về hỗn độn. Thật cho mình là đế quân rồi. Hống hống hống. Bạch hổ yêu thần đong đưa mãnh liệt, sát huy tăng vọt, huyết khí sôi trào, điên cuồng bạo phát đánh rách tả tơi càn khôn. Bạo tẩu. Bạch hổ truyền thừa, bạo tẩu truyền thừa. Không thể nghi ngờ là huyết mạch tổ tông bạo tẩu của tất cả yêu tộc. Từ linh hồn đến huyết nhục, đều bị sát niệm điên cuồng tràn ngập. Nó dậm chân phóng tới, xông ra một mảnh sát thần lĩnh vực, đánh đâu thắng đó, không sợ vạn hùng. Bạch hổ yêu tộc, có nguyện liên thủ. Trên chiến trường hoang dã, bát thủ thiên long, lôi đình cự long đồng thời gào thét, thống ngự long tộc đuổi giết thiên hậu. Giống, bạch hổ yêu tộc nhao nhao thay đổi phương hướng. Thống ngự kỳ hai đại yêu tộc đào một và cùng, toàn thể đuổi giết thiên hậu.
Long tộc cao ngạo còn chưa bao giờ nói liên thủ qua cùng Bạch Hổ yêu tộc bọn hắn. Tuy nhiên trận phản kích này hôm nay, Long tộc Bạch Hổ liên thủ mới là đặc sắc nhất. Chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Hậu cầm Quang Minh Thần kiếm trong tay, đánh tới hai đại đế tộc cùng hai đại hoàng tộc phía xa. Hống hống hống. Địa ma thụ mang theo ma hoa đua nở, huyết quang chiếu trời, ma uy kinh khủng giống như là núi lửa phun trào chảy ngược ở trên cao, địa ma thụ hiển hiện ra chủ thể, ma hoa gào thét ở trong huyết hải. Hơn 1000 sợi dây leo cuồng dã huy động, nghiền ép tàn phá huyết hà cùng hoang dã, nghênh kích Long tộc và Bạch Hổ yêu tộc. Đều toàn lực ứng phó cho ta, không được khinh địch. Đó là đế tộc, là đế tộc. Đan Hoàng hô to, không thể không đề tỉnh một câu cho tất cả mọi người. Cường giả đế tộc tuyệt đối không như với cường giả Thương Huyền bọn hắn đánh lúc trước. Trước đó bọn hắn đều tự xưng có thể lấy một địch hai, nhưng đối diện với Bạch Hổ, Cự Long, bọn chúng đều là những kẻ lấy một địch ba, càng có thể bộc phát ra uy lực huyết mạch kinh khủng. Đào Ngột và Cùng Kỳ càng là đám siêu cấp hung thú nổi danh như Thao Thiết, hoàn toàn không sợ chết. Đông Hoàng tộc, xin nhờ. Ngô Chính Uyên hô to, muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải chém giết không màng sống chết, cho nên. Bọn hắn một mực giết, có thể sống hay không thì phải nhìn Đông Hoàng tộc cứu viện. Một trận đại chiến khoáng thế bao gồm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, cùng quỷ tộc, ầm vang bộc phát tại vùng đất Bách Chiến Côn Lôn. Dưới sự va chạm cùng hỗn loạn ngắn ngủi, dần dần tạo thành vòng chiến khác biệt. Khương Phàm đối kháng với Hắc Ma Hoàng. Man Hoàng Đế Tổ đối kháng với Huyết Ma Hoàng. Tu La đối kháng với Tu Di Lão Tổ. Chu Thiên Thần Tôn nghênh chiến với Thiên Mệnh Thần Tôn. Tử Kim Long Thần chém giết chủ nhân Huyết Hà. Bạch Hổ Yêu Thần ác chiến với chủ nhân Hoàng Tuyền. Hoàng Kim Thiên Phủ đang nổi giận, nghênh chiến Man Hoang chiến tộc. Huyết Ma tộc cùng U Ảnh Ma tộc cũng điên cuồng nhào về phía Man Hoang chiến tộc. Các thánh hoàng của Hắc Ma tộc, Thôn Thiên Ma tộc cùng Thiên Mệnh Thần Triều thì dắt tay nghênh kích bọn người Tần Thế Võ. Các cường giả còn lại của Thôn Thiên Ma tộc cùng Thiên Mệnh Thần Triều thì phối hợp với hơn ngàn tăng lữ Tu Di Sơn, trấn áp quỷ tộc. Cự Long tộc, Thiên Long tộc, Bạch Hổ yêu tộc, Cùng Kỳ yêu tộc, Đào Một yêu tộc, toàn bộ nhào về phía các chủ lực của Thiên Hậu. Đội hình hai bên so sánh nhìn đều có lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có ưu thế quá tuyệt đối. Cho nên hai bên chém giết càng ngày càng điên cuồng, mỗi chiến trường thần ma đều muốn mình nơi đó đột phá, cho dù là thắng thảm, sau khi thoát thân cũng có thể nhanh chóng hiệp trợ chiến trường thần ma khác, cuối cùng hình thành áp chế, thay đổi vòng chiến. Mà thánh linh cảnh, nhất là chiến trường cảnh giới thánh hoàng, cũng hận không thể hình thành áp chế tại chỗ mình, sau đó bước ra hiệp trợ chiến trường thần ma. Bên trong tất cả chiến trường kịch liệt nhất thuộc về Khương Phàm cùng Hắc Ma Hoàng. Hắc Ma Hoàng không giống với Thiên Diện Ma Hoàng, lúc bắt đầu đã điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, lấy, ma nghịch thương thiên, tăng vọt thực lực trọn vẹn 4 lần, mà hình thành cộng minh mãnh liệt cùng đế huyết bên trên Hắc Ma Bia, thực lực tăng vọt đã đến đỉnh phong tuyệt đối. Hắn bước lên Ma Hoàng cảnh giới vẻn vẹn 300 năm, so với thần ma khác đều trẻ hơn, nhưng hắn là người thừa kế cấp chí tôn do Hắc Ma đế tộc dùng trọn vẹn 700 năm mới, thai nghén, ra, trong hơn 10 năm ngắn ngủi đã có thể bước vào Ma Hoàng cảnh giới. Mà còn được đế quân chút xuống tâm huyết vô tận, thực lực vô cùng cường hãn. Khương Phàm cùng Hắc Ma Hoàng giết đến khó bỏ khó phân, Liệp Thần Thương cũng không còn là tác chiến đơn độc, mà là cường cường liên hợp cùng hắn, ngạnh kháng Hắc Ma Bia và Huyết Ma Hoàng trấn áp. Va chạm mãnh liệt giống như là từng cái thế giới chôn vùi tại đỉnh Côn Lôn, cuồng chiều năng lượng bộc phát liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào những chiến trường khác. Đốt ma khu ta, đốt linh hồn ta, Hắc Ma, tử chú. Hắc Ma Hoàng điên cuồng hét lên đầy giận dữ, ma khí cuồn cuộn lấp lóe quỷ mang, xen lẫn thành ngàn vạn chú ấn, cưỡng ép đánh tan Khương Phàm đang bạo kích đi qua. Thực lực đỉnh phong tuyệt đối, giao phó Hắc Ma tử chú uy lực khế ước kinh khủng. Nhất là tại đỉnh Côn Lôn này, nơi sinh tử pháp tắc xen lẫn, Hắc Ma tử chú cứ như là giao hòa cùng U Minh đại đạo, mỗi đạo đều như là tử thần hoành không. Khương Phàm cưỡng ép ổn định, phần thiên diệt thế viêm kịch liệt sôi trào. Diễn biến ra hàng ngàn hàng vạn tôn chu tước, mỗi tôn chu tước đều cùng ý thức tương thông, hiện ra lăng thiên thuật, truy kích không gian đại đạo, tràn ngập đất trời đánh tới. Khi Hắc Ma tử chú được thả ra, sau một khắc, hàng tỷ liệt diễm chu tước đã đến. Như là vạn thú chém giết, dẫn phát đại bạo động kịch liệt. Phần thiên diệt thế viêm bá đạo tuyệt luân, vô tình thiêu tấn Hắc Ma tử chú. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, đánh vỡ nát không cùng xiềng xích không gian, lưu lại không gian nát bấy. Vọt vào trong liệt diễm đang bộc phát. Nhưng,
ở bên trong ngàn vạn tử chú bị chôn vùi lại xuất hiện hơn 30 đạo tử chú không tầm thường. Bọn chúng lại gánh vác được liệt diễm chu tước oanh kích, gánh vác được liệt diễm đốt cháy, nhanh chóng như sấm, dễ như trở bàn tay xung kích về đằng trước, đối diện bạo kích Khương Phàm. Bên trong những tử chú này có huyết dịch tinh nguyên của Hắc Ma Hoàng, càng là có khí tức linh hồn của hắn, không chỉ có uy lực kinh người, uy lực khế ước càng là kinh khủng hơn. Trong đó có 8 đạo tử chú, lại còn mang theo từ bên trên Hắc Ma Bia, dùng đế huyết làm dẫn dắt. Bộc phát tại giờ khắc này, là Hắc Ma Hoàng mưu đồ đã lâu. Khương Phàm nhanh chóng trốn tránh, nhưng vẫn bị 3 đạo tử đánh chú trúng mục tiêu, tử chú trong nháy mắt đã dung nhập thân thể, hình thành khế ước cùng huyết nhục và linh hồn. Trong đó một đạo lại còn do đế huyết tạo thành. Khương Phàm nhận lấy cái chết. Hắc Ma Hoàng hét lớn, sau khi phát giác được khế ước đã ký kết, trong chớp mắt, hắn lập tức muốn chôn vùi sinh cơ. Nhưng, tình huống Khương Phàm bây giờ quá, không bình thường, 8 bản thân bành trướng bạo động, phóng thích ra sinh cơ và huyết khí không có tận cùng, khế ước vừa mới ký kết mà đã bị cưỡng ép tách ra. Duy chỉ có đạo tử chú đế huyết kia đã lập tức ăn mòn huyết khí cùng sinh cơ toàn thân. Huyết khí cùng sinh cơ 8, bản thân, thả ra mất khống chế ngay tại chỗ. 8, bản thân, thực sự bộc phát năng lượng quá mạnh, vốn là mang cho Khương Phàm tổn thương cực nặng, giờ khắc này mất khống chế, để toàn thân hắn phồng lên, muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Khương Phàm có biết bao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn giận dữ hét lên, dựa thế vĩnh thế, trực tiếp thả ra, thoát sinh thuật, cũng chính là Niết Bàn, Ngọa Tào, ngươi, Hắc Ma Hoàng bỗng nhiên biến sắc. Trái tim đều co quắp một chút, lão tử muốn giết chết ngươi, mẫu thân nó. Ngươi lại giết chết mình trước tiên. Ầm ầm, ầm ầm. 8, bản thân, cuồng bạo phóng thích, huyết khí vô tận thôi động ra cuồng chiều năng lượng, sôi trào ra phần thiên diệt thế viêm hỗn loạn. Triệt để dẫn bạo tại thời khắc này, tương đương với thần linh đỉnh phong hủy diệt bản thân. Trong chốc lát, cường quang nở rộ tại đỉnh Côn Lôn, như là mặt trời tuyên cổ đột nhiên rơi xuống, rọi khắp mấy vạn dặm u minh. Càng thuận thông thiên tháp, trùng kích cửu u thâm không, chiếu rọi chiến trường thiên khải. Ngay sau đó, năng lượng bạo động như đại dương mênh mông bị lật úp, giống như biển động sôi trào, cửu hoàng Hắc Ma Bia hình thành thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận bị cưỡng ép tách ra. Bọn chúng giống như là từng tòa ma sơn, đột ngột nhảy lên, bên trong uy thế khủng bố lay động đất trời, tán loạn về 4 phương 8 hướng. Liệt diễm cùng năng lượng liên miên bất tuyệt thực sự quá to lớn, lấy thanh thế hủy trời diệt đất bao phủ cả bầu trời. Từ đỉnh Côn Lôn trùng kích đến trăm dặm, ngàn dặm, thẳng tới bên ngoài vạn dặm. Ngay cả bọn người Chu Thiên Thần Tôn đang chém giết đều bị vô tình lật tung ra ngoài, số lượng lớn ác quỷ cũng bị làm một trận chôn vùi. Cho dù là cường giả hỗn chiến trong hoang dã phía dưới, đều nhận phải năng lượng cùng phong bạo trùng kích, giống như là lá khô tung bay đầy trời. Phát nổ, Niết Bàn sao? Ngu xuẩn, ngươi không biết hắn là Chu Tước sao? Ngươi không biết hắn có thể Niết Bàn sao? Mẫu thân nó, ngươi nên đề phòng chút đi chứ. Tử Kim Long Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh Côn Lôn, dưới ánh lửa chiếu ứng bởi liệt diễm đang lao nhanh, đầu vị này cự Long Thần cao ngạo đều bị bóp méo. Bản Hoàng đang đề phòng đây, câm miệng ngươi lại, ta đánh cả ngươi bây giờ. Hắc Ma Hoàng bị đánh bay đi mấy trăm dặm, toàn thân rách dưới, thịt nát treo ở trên hài cốt, chiến khu kiêu ngạo nhất Hắc Ma tộc cứ phế đi như vậy. Thực lực cưỡng ép tăng lên cũng theo đó mà tán loạn. Hắn vẫn luôn đang đề phòng Khương Phàm Niết Bàn, nhưng mẫu thân nó, không nghĩ tới lại Niết Bàn như thế này. Trách không được hỗn đản này bị gọi là tên điên, mẫu thân nó phản ứng quá nhanh, cũng quá hung ác. Nói bạo liền phát nổ chính mình. Khương Phàm dục hỏa đoàn tụ trong liệt diễm, nhanh chóng khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Nhưng, hậu quả trực tiếp của Niết Bàn tự bạo chính là 8 bản thân biến mất toàn bộ, không thể nào lại cưỡng ép tăng thực lực lên. Nhưng... Hắc Ma Hoàng cũng đã tàn phế. Hắc Ma Hoàng, người có biết Liệp Thiên Ma Hoàng của các người bị đánh xuống thiên khải chiến trường như thế nào không? Khương Phàm trùng sinh trong chốc lát, cường thế gọi Liệp Thần Thương về. Liệp Thần Thương và Hắc Ma Bia đều vừa mới bị năng lượng cuồng bạo đánh bay, nhưng Hắc Ma Bia là trọng khí phòng ngự, mạnh tại phòng ngự, Liệp Thần Thương thì mạnh tại tập kích, có thể đánh xuyên không gian, cho nên, bọn chúng gần như đồng thời nhận lấy triệu hoán, Liệp Thần Thương lại càng nhanh chóng trở về hơn. Không có Hắc Ma Bia chấn áp thô bạo, Liệp Thần Thương kịch liệt chấn động, bạo phát ra thực lực chân chính, nháy mắt đã kích phát bạo động hỗn loạn lắc lư đỉnh Côn Lôn, bóp méo không gian đang sụp đổ. Huyết quang yêu dị, mênh mông vạn trượng, sát huy vô tận lạnh thấu xương lan tràn ra vạn dặm hoang dã,
khiến cho toàn bộ sinh linh, cùng ác quỷ hỗn loạn. Giết! Khương Phàm vừa mới niết bàn lại dùng hết toàn lực cơ thể, đánh ra liệp thần thương. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh Côn Lôn triệt để sụp đổ, mình mông hoang dã đều vỡ vụn, u minh đại đạo bị đứt đoạn, trật tự sinh tử bị xé rách, liệp thần thương bỗng nhiên xoay tròn, xuyên qua hết thảy mọi thứ, trong chớp mắt đã đánh về phía Hắc Ma Hoàng. Hắc Ma Bia, chấn! Hắc Ma Hoàng không lo được tái tạo chiến khu, hắn điên cuồng thôi động Hắc Ma Bia. Hắc Ma Bia còn đang trên đường tới, khoảng cách 200-300 dặm, nhưng dưới sự cưỡng ép thôi động của Hắc Ma Hoàng, lại còn cảm ứng lẫn nhau, đi đầu tổ kiến ra thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận. Ầm ầm, chín tòa Hắc Ma Bia như là chín tôn ma hoàng thức tỉnh, ma uy bạo động kinh khủng, cả không gian mang theo ma khí vô tận lao nhanh đến khắp nơi. Một loại uy thế trấn áp thiên địa, ngăn cách vạn vật, bạo động trong mấy trăm dặm. Đế ngấn chưa bao giờ triệt để tiêu tán ở mặt ngoài liệp thần thương lại lần nữa thức tỉnh, cưỡng ép kiềm chế thế công của nó. Nhưng, tốc độ của liệp thần thương vẫn quá nhanh, Hắc Ma Bia trấn áp cũng không có hoàn toàn thành hình, nó đã giết tới trước mặt Hắc Ma Hoàng. Phốc phốc, liệp thần thương xuyên qua lồng ngực Hắc Ma Hoàng, cuồng chiều sát lục thảm liệt, vùng vẩy lấy xiềng xích tử vong, trong chớp mắt, huyết nhục toàn thân hắn đều bắn bay ra ngoài. Ngay cả linh hồn đều suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Chấn, chấn chấn chấn. Hắc Ma Hoàng đau đớn nhưng không có hỗn loạn, hắn cuồng loạn thôi động Hắc Ma Bia tiếp tục chấn áp, tiếp tục hoành hành tới nơi này, áp xúc phạm vi, tăng lên uy lực và năng lượng. Nếu rốt cuộc Khương Phàm cũng đánh liệp thần thương ra, cũng đừng nghĩ dùng tiếp được nữa. Sau khi liệp thần thương đánh xuyên Hắc Ma Hoàng, nhưng dự uy khó nói hết, tốc độ lại quá nhanh, nó tiếp tục bạo kích hơn trăm dặm. Mà theo Hắc Ma Bia tiếp tục tiến lên, thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận tăng thêm chấn áp, cùng đế ngấn trên liệp thần thương thượng được kích phát, liệp thần thương lần nữa nhận lấy kiểm chế, muốn trở lại bên cạnh Khương Phàm là gần như không thể nào. Khương Phàm, đến đây, nhận lấy cái chết, không có liệp thần thương, ta xem Chu Tước ngươi đây còn là đối thủ với Hắc Ma ta như thế nào. Hắc Ma Hoàng hét lớn, lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, cưỡng ép tăng thực lực lên. Bởi vì thân thể bị phá toái. Hài cốt bị đánh gãy, loại thiêu đốt tiềm lực này không cách nào kích phát thực lực gấp bội được, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tại trạng thái bình thường, nhưng hắn có thể phát giác được Khương Phàm đã suy yếu, cũng tuyệt đối không có khủng bố biến thái như lúc trước. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến khi liệp thần thương bị trấn áp triệt để, Hắc Ma Bia sẽ thành vũ khí mạnh nhất của hắn, trấn áp Khương Phàm ngược lại. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, dương cánh gáy to, lấy lăng thiên thuật đuổi giết Hắc Ma Hoàng. Toàn thân sôi trào liệt diễm. Cường thế diễn biến thành vô thượng chí tôn kiếm. Ngươi biết thiên diện ma hoàng chết như thế nào không? Cũng như ngươi đây một dạng. Hắn là hắn, ta là ta. Hắn vứt xuống tôn nghiêm tại U Minh, ta đoạt lại một lần nữa. Khương Phàm, ngươi có từng lĩnh giáo qua. Sát thần chú. Ma khí cuồn cuộn xung quanh Hắc Ma Hoàng, hiện ra dị tượng khủng bố đến tuyệt vọng. Máu thiên thần bay lả tả, đại địa trải thây ngang khắp đồng, thần linh vô tận tại đang lạc, mục nát. Dị tượng rung động để cho người ta tê cả da đầu, càng dẫn động tử vong pháp tắc tại U Minh địa ngục. Sát thần chú. Đối với những cường giả khác thì vô hiệu, duy chỉ có đối với thần linh là áp chế chí mạng. Bất luận là loại huyết mạch nào, chỉ cần chúng mục tiêu, chính là tổn thương chí mạng. Ầm ầm, ầm ầm. Bên trong dị tượng xung quanh Hắc Ma Hoàng xuất hiện trên trăm sợi xiềng xích, dẫn dắt ma uy kinh khủng, U Minh tử vong đại đạo, đối diện đánh về phía Khương Phàm. Vô thượng chí tôn kiếm bị cuốn lấy, dưới uy thế đặc biệt của sát thần chú, thần uy hao hết, theo đó vỡ nát, ngay sau đó sát thần chú cảm nhận được thần uy từ Khương Phàm, thì lập tức đánh tới dày đặc như lôi đình. Khương Phàm nhanh chóng né tránh, mạnh như lăng thiên thuật căn bản cũng tránh không khỏi sát thần chú dây dưa. Sau vài phút, trong tiếng gầm thét dữ tợn của linh hồn Hắc Ma Hoàng, sát thần chú vô tình đánh xuyên người Khương Phàm. Phốc phốc phốc, huyết nhục bay lả tả, liệt diễm hỗn loạn. Yêu thể hơn 500 mét của Khương Phàm bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, sát thần chú giao hòa cùng huyết nhục, bắn ra ma uy kinh khủng, huyết mạch Chu Tước nhanh chóng bình phục, linh văn sáng chói bỗng nhiên ảm đạm. Cảnh giới cùng khí thế tại thời khắc này tấn mãnh hạ xuống. Khương Phàm trải qua trăm đắng ngàn cay bước lên cảnh giới thần linh, tại thời khắc này chợt hạ xuống đến cảnh giới thánh hoàng, mặc cho hắn điên cuồng bạo động, cảnh giới cũng miễn cưỡng kẹt tại thánh cảnh đại hoàn mãn. Ngươi đến đây đi. Hắc Ma Hoàng thao túng xiềng xích, hai tay cuồng kích, kéo Khương Phàm về phía mình. Cùng lúc đó, hắn làm ra quyết định giống thiên diện Ma Hoàng trước đó,
chính là trước khi huyết nhục bị tạc nát, cưỡng ép diễn biến thành hắc ma tử chú. Huyết nhục tản mát nhao nhao dâng lên huyết khí, giống như là kích phát nguyền rủa. Thiên hậu, Tu La, chứng kiến thời khắc này đi. Linh hồn hắc ma hoàng gào thét lên, quanh quẩn tại đỉnh Côn Lôn đang hỗn loạn, kinh động đến tất cả cường giả trước đó bị năng lượng niết bàn của Khương Phàm tách ra. Giờ khắc này, số lượng lớn ánh mắt đều nhìn lên đỉnh Côn Lôn. Đầu tiên đập vào mắt chính là hắc ma tử chú dày đặc bay lên không, bởi vì là do huyết nhục biến thành, mỗi đạo tử chú đều yêu dị quỷ bí, bắn ra ma uy, càng lấp lóe huyết quang, thậm chí đã dẫn phát tử vong pháp tắc tại đỉnh Côn Lôn dung chuyển, nhìn như ngàn vạn tử chú bạo kích, càng giống u minh pháp tắc thẩm phán. Bởi vì đỉnh Côn Lôn là nơi lực lượng tử vong của u minh địa ngục dày đặc nhất, giờ khắc này bộc phát, để đỉnh Côn Lôn như là biến thành pháp trường thiên phạt. Một màn này mang theo hình ảnh thảm liệt, như là để đám tử kim long thần trở lại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, chỉ là nơi này. Không phải Đăng Thiên Kiều, mà là u minh địa ngục. Tốt, đây mới là dáng vẻ hắc ma đế tộc nên có. Xiết xiết xiết, giết Chu Tước kia, đánh gãy mất luân hồi của hắn. Long tộc, Bạch Hổ và các yêu tộc nhao nhao chờ mong. Phần Thiên Thần Hoàng, người lại nổ một cái niết bàn cho ta xem. Hắc ma hoàng đưa một tay khống chế sát thần chú, điên cuồng áp chế năng lượng bạo động trong Khương Phàm, một tay dẫn dắt tử chú đầy trời, phát ra tử vong vô tận đang bao quanh đánh về phía Khương Phàm. Ngay lúc này đây, hắn hoàn toàn không sợ Khương Phàm niết bàn, cảnh giới cùng huyết mạch đã bị áp chế, cho dù niết bàn bạo tạc cũng khó có thể khiến hắn bị thương. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã thôi phát đến cực hạn, một khi toàn bộ hắc ma tử chú trúng mục tiêu, khế ước là không gì phá nổi. Nhưng, Khương Phàm đột nhiên dừng giãy giụa lại, hai con người với ánh lửa liệt liệt nhìn về phía hắc ma hoàng. Lịch sử, sao mà tương tự, thiên diện ma hoàng cũng là chết như vậy, người ép ở thần mạch, ép không được thiên uy. Hắc ma hoàng, đất trời đưa tang cho ngươi. Ầm ầm, hơn 300 dặm không gian xung quanh trong chốc lát đã bị chôn vùi, không có bất kỳ quá trình gì, trực tiếp đã trở về với hư vô. Trước đó nhìn Khương Phàm như chật vật giãy giụa, nhưng thật ra là tranh thủ thời gian thôi động ý thức xuyên suốt thiên địa đại táng, giao hòa cùng 300 dặm không gian. Giờ khắc này hắn phóng thích toàn diện, triệt để táng diệt 300 dặm không gian, cùng tất cả mọi thứ trong đất trời. Huyết nhục biến thành hắc ma tử chú trước một giây chúng mục tiêu là Khương Phàm, tất cả đều biến thành bụi, tiêu tán ở trong hư vô. Xiềng xích sát thần chú quấn quanh Khương Phàm cũng vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Thần mạch của Khương Phàm nhận phải áp chế, nhưng thiên uy lại được bộc phát toàn diện. Lấy ý niệm thần linh, hiện lên uy lực thương thiên, tuyên án đất trời táng diệt. Giờ khắc này phóng thích có thể sụp đổ mấy vạn dặm, nhưng cưỡng ép áp xúc đến 300 dặm, cũng làm cho uy lực tăng vọt hơn 100 lần. Hắc ma hoàng lọt vào bạo kích kinh khủng, khung xương cứng cỏi lập tức bò đầy vết nứt. Giữa một cái chớp mắt này, hắn như là bị thế giới này vứt bỏ, bị vùng trời đất này mai táng, chiến khu rách dưới như là trải qua thời gian vô tận, muốn mục nát biến chất. Hắn trở nên suy yếu đến mức trước nay chưa từng có, hắn không dám tin mà ngắm nhìn Tôn Chu Tước Hoa Lệ sâu trong bóng tối kia. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Sát thần chú đâu? Hắc ma tử chú đâu? Đây là huyễn cảnh sao? Khương Phàm giải trừ giết thần chú áp chế, cảnh giới nhanh chóng trở về tới cảnh giới thần linh, cách hư vô hắc ám, lạnh nhạt ngóng nhìn hài cốt ở xa xa. Hắc ma chiến khu, quả nhiên đủ cứng, thiên địa đại táng đều không thể muốn mạng của ngươi. Thiên diện ma hoàng chính là chết như vậy. Linh hồn hắc ma hoàng hồi hộp, quả quyết quay người, xông về phía hắc ma bia còn tại chân áp liệp thần thương. Phía ngoài, hắc ma bia quả quyết bỏ qua liệp thần thương. Giống như là chín vị thiên ma sôi trào lên ma khí vô tận, xông về mảnh hư không bị chôn vùi. Từ sau khi thiên diện ma hoàng vẫn lạc, hắc ma đế tộc càng trọng thị hắc ma hoàng, cũng trong thời gian ngắn nhất để hắc ma hoàng nhận chủ cùng hắc ma hoàng. Thời điểm trước đó, đế quân còn muốn dùng đế ngấn của mình cướp đoạt lại liệp thần thương, đến mức tiêu trừ lực độ trưởng khống của thiên diện ma hoàng đối với hắc ma bia, nhưng bây giờ hắc ma bia lại hoàn toàn thuộc về hắc ma hoàng khống chế. Thời khắc nguy hiểm mãnh liệt này, cũng xúc động hắc ma bia. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến liệp thần thương mà là nhao nhao bạo động, xông phá hết thảy ngăn trở, nghĩ cách cứu viện hắc ma hoàng. Khương Phàm niết bàn lần thứ hai, khôi phục trạng thái toàn thịnh, lập tức truy kích, dùng lăng thiên thuật mạnh hơn tốc độ côn bằng. Tầng thứ 7 trong thông thiên tháp mãnh liệt nổ tung, một cái bảo luân màu vàng giống như liệt dương hoành không dâng lên, rọi khắp hư vô, giống như bảo ấn Phật Đà,
sôi trào lên khí lãng kinh khủng, đánh về phía Hắc Ma Hoàng đang chạy trốn. Sau khi Hắc Ma Hoàng bị ánh sáng bao phủ, ma khu cứng cỏi lại bắt đầu bốc hơi một cách không thể tưởng tượng nổi, linh hồn phiêu đãng bên trong ma khu thì phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, giống như là muốn bị chôn vùi. Thứ quỷ gì? Hắc Ma Hoàng cưỡng ép xoay chuyển, nhìn Bảo Luân từ trên trời giáng xuống, lại nhìn Khương Phàm đang nhanh chóng tới gần từ nơi xa, hắn bi thương gầm thét, chiến khu bỏ đầy vết nứt nổ tung trong nháy mắt. Bản hoàng có chết cũng sẽ không để cho các ngươi lăng nhục. Ầm ầm. Chiến khu cứng cỏi của Hắc Ma Hoàng kịch liệt co rút lại, tiếp đó là bộc phát ra năng lượng kinh khủng, có thể so với trận niết bàn tự bạo trước đó kia của Khương Phàm. Hài cốt Hắc Ma tộc là vũ khí kiêu ngạo nhất của bọn hắn, từ sinh ra đã được rèn luyện thai nghén, ẩn chứa ma khí như đại dương, thời khắc này dẫn bạo toàn diện, nhấc lên ma khí chồng chất, phá tan 300 dặm không gian hư vô, lật ngược Khương Phàm cùng Bảo Luân của hắn, bạo động về bốn phương tám hướng. Lại tới nữa. Không xong rồi. Mẫu thân nó, ta vừa mới ổn định. Quần hùng vừa mới cùng nhau giết tới một lần nữa lại bị cuồng chiều năng lượng như đại dương trùng kích, mặc dù không còn là loại liệt diễm phần thiên diệt thế trước đó kia, nhưng lại khuấy động bá thế cương mãnh không có gì sánh kịp, trùng kích hơn vạn dặm không gian hình thành vết nứt thảm liệt, như là muốn bầu trời u minh đều vỡ nát. Xảy ra chuyện gì? Hắc Ma Hoàng tự bạo rồi. Hắn coi mình là Chu Tước sao, phát nổ còn có thể trùng sinh. Không phải Hắc Ma Hoàng săn giết phần thiên thần hoàng sao? Làm sao chỉ mới chớp mắt mà Hắc Ma Hoàng phát nổ rồi? Ta thật phục Hắc Ma tộc, Hắc Ma bia cho bọn hắn dùng cứ như là để trang trí vậy. Mẫu thân nó, từng tên đánh, từng tên bạo sao? Còn không phải dây dưa với Liệp Thần Thương sao? Ta đã nói bọn gia hỏa chơi chú này là dùng đầu óc đổi thực lực. Thứ mất mặt xấu hổ, nếu như Tam Đại Ma Hoàng toàn bộ chết trên tay phần thiên thần hoàng, chết tiệt. Ta sẽ phải hiệu triệu toàn thiên khải, xóa tên Hắc Ma tộc khỏi hàng ngũ đế tộc. Cùng là đế tộc, Bạch Hổ yêu tộc và Long tộc chửi mắng đến mức không cho Hắc Ma tộc chút mặt mũi nào. Đúng vào lúc này, trong cuồng chiều bạo động, chín Hắc Ma bia phóng lên tận trời, giống như ma sơn với ma khí vô biên, ù ù xoay tròn thoát khỏi chiến trường. Trước khi đi, chín tòa Hắc Ma bia như là chín vị ma hoàng, quét ngang chiến trường, cuốn đi Hắc Ma tộc cùng thôn thiên ma tộc. Hắc Ma hoàng không chết. Xác thực mà nói là không chết. Hắn tàn nhẫn tách rời hài cốt của mình, bảo vệ linh hồn mình tránh thoát khỏi thời khắc đuổi bắt sống còn kia, dung nhập vào bên trong Hắc Ma bia. Hắc Ma Hoàng bi phẫn không thôi, từ đầu đến cuối đều không có chủ quan, trước khi rời khỏi Hắc Ma tộc, hắn thậm chí còn cẩn thận tìm hiểu qua truyền thừa Chu Tước của phần thiên thần Hoàng kiếp trước. Nhưng, hôm nay trực tiếp đối mặt với phần thiên thần Hoàng, đối phương lại mạnh xa hơn rất nhiều so với những gì hắn mong muốn. Mà Liệp Thần Thương quả nhiên là Liệp Thần Thương, không khống chế thực tế, hoàn toàn không nghiệm được đến sự nhanh nhẹn dũng mãnh của nó. Một khi gặp phải, Hắc Ma Bia nhất định phải toàn lực ứng phó chân áp, căn bản không có dư lực cung cấp trợ giúp cho hắn. Đồ hỗn trướng, bọn hắn sao có thể chạy? Trở lại cho ta. Hắc Ma Hoàng, người đã nghĩ rõ ràng hậu quả chưa? Hôm nay người vứt bỏ chiến trường ở chỗ này, sau này phải chuẩn bị sẵn sàng bị chúng ta vứt bỏ. Bạch Hổ yêu thần. Tử Kim Long thần nhao nhao gào thét, hoàng uy bạo động cuồn cuộn trên chiến trường, lay động khắp không gian nơi đây. Hắc Ma Hoàng, ngươi là đang để ma tộc hổ thẹn, Hắc Ma đế quân đã nuôi dưỡng được cái thứ gì? Huyết Ma Hoàng đều gầm thét từ sâu trong huyết ngục. Hắn niết bàn hai lần, hắn bị tạc trọng thương, tiếp theo giao cho các ngươi. Hắc Ma Hoàng cũng mặc kệ bọn hắn ngao ngao cái gì, không đánh. Chạy khỏi nơi này trước rồi lại nói sau. Hắc Ma đế tộc chỉ có một ma hoàng hắn đây, tuyệt đối không thể chết tại đây. Mà, hôm nay hắn đã rõ ràng biết được thực lực chân chính của phần thiên thần hoàng, lần tiếp theo. Hắn sẽ thắng về vinh dự một lần nữa. Tại sao dừng lại, tiếp tục đánh đi chứ? Đã nói xong không chết không thôi, hôm nay nhất định hầu hạ đến cùng. Khương Phàm bước ra từ chiều cường ma khí bạo động, tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng khắp toàn trường, toàn thân hắn be bét máu thịt, lộ ra cả xương cốt. Bộ dáng nhìn vô cùng thê thảm, rõ ràng là đã nhận lấy trọng thương từ trong trận bạo tạc của Hắc Ma Hoàng, mà còn hai lần niết bàn, để sinh cơ của hắn tiêu hao rất nhiều, bây giờ căn bản là đã phế đi. Nhưng, không có Hắc Ma Hoàng kiềm chế, nhất là không có Hắc Ma bia trấn áp, đệ nhất sát khí hồng hoang, Liệp Thần Thương uy hiếp toàn trường. Thiên Mệnh Thần Tôn, chủ nhân Tu Di Sơn, Huyết Ma Hoàng, thậm chí là Bạch Hổ yêu thần cùng Tử Kim Long thần, cũng bắt đầu cảnh giác. Mặc dù cứ kêu gào Hắc Ma Hoàng là tên ngu xuẩn,
nhất định phải dùng hắc ma bia trấn áp Liệp Thần Thương, nhưng thời điểm bọn hắn thật sự trực diện với Liệp Thần Thương thì vẫn đều rất khẩn trương. Bọn hắn đều là người chứng kiến cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, ấn tượng sâu nhất không thể nghi ngờ là Liệp Thiên Ma Hoàng cách mấy vạn dặm đánh ra một kích động trời. Nếu như toàn bộ bọn hắn đều nâng cao tinh thần đề phòng, bao nhiêu kẻ còn có chút lòng tin có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ thân ở chiến trường, còn bị dây dưa, hơi không chú ý phía dưới bị đến một thương từ bên trên như vậy, mẫu thân nó. Thật có thể muốn mệnh. Trong lòng bọn họ lại lần nữa mắng lên Hắc Ma Hoàng, gia hỏa này đều tàn phế, người cũng có thể ở lại nơi đó uy hiếp cơ mà. Chỉ cần Hắc Ma Bia còn ở đó, Liệp Thần Thương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết! Thiên Hậu gào lên, giống như tiếng kèn lệnh chiến tranh vang vọng chiến trường mênh mông. Chiến trường vừa mới bình tĩnh lại lần nữa sôi trào, Thiên Hậu tăng vọt chiến ý, sát thế ngập trời. Khương Phàm thoát khốn tương đương với việc bọn hắn có tư cách săn giết toàn trường, thế cục rốt cuộc cũng đảo hướng có lợi cho bọn hắn. Rút lui! Thiên Mệnh Thần Tôn quả quyết hạ lệnh, Ngọc Tỷ Thần Triều tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, giống như là hàng tỷ con dân dung nhập chiến khu, 10 vạn dặm sơn hà rót vào hải cốt. Trong chớp mắt đã bộc phát ra uy thế khủng bố, quét sạch cả bầu trời, Chu Thiên Thần Tôn đang giết tới cũng bị cưỡng ép đẩy lui. Muốn rút lui, vậy thì bước qua xác ta trước đi. Chu Thiên Thần Tôn tuyệt đối không phải người lương thiện, trận chiến này đối với hắn và thần điện càng là có ý nghĩa phi phàm, cho nên. Thần uy cuồn cuộn, thần văn phát uy, giờ khắc này cuồng tính đã được hiển thị rõ, Chu Thiên kiếm chiều chém chết vạn vật, cưỡng bức bổ ra thiên mệnh chiều dâng bạo động. Uy thế cùng tràng diện trong nháy mắt giống như là một kiếm bổ ra một mảnh thần triều. Chu Thiên Thần Tôn sôi trào chiến huyết, hắn gầm thét lao thẳng đến Thiên Mệnh Thần Tôn. Sơn Hà xã tắc kiếm. Bất diệt chân thân của Thiên Mệnh Thần Tôn giao hòa hoàn mỹ cùng Ngọc Tỷ truyền quốc, mỗi cái tế bào toàn thân đều giống như con dân một phương hò hét, mỗi khối hài cốt đều giống như một tòa sơn mạch bạo động, trong chớp mắt uy lực và năng lượng cường thế ở bên trong ánh sáng ngập trời ngưng tụ thành một thanh trường kiếm kinh thế, ánh sáng vô biên. Như là thần triều 10 vạn dặm sơn hà vần quanh. Trường kiếm thông thiên, càng giống như thần triều biến thành, khuấy động uy nghiêm đại thế vô tận. Keng! Sơn hà xã tắc kiếm cùng Thiên Mệnh Thần kiếm va chạm, trong nháy mắt truyền ra tiếng giòn vang răng rắc vô cùng một ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra vết nứt, quần hùng sợ hãi, vạn vật tuyệt vọng. Ngay sau đó, cơn bão năng lượng va chạm vào nhau quét sạch đến khắp nơi, gần như là tai nạn. Cuồn cuộn phế tích trên bầu trời, giống như là muốn ép nơi này về hỗn độn. Người đi không được. Cơ thể Chu Thiên Thần Tôn răng rắc giòn vang, trong cuồng chiều bắn nổ đỏ tươi hắn lại hóa thân thành một thanh huyết kiếm. Kiếm đạo mạnh nhất, lấy hồn là phôi, lấy huyết cốt luyện kiếm. Keng. Huyết kiếm thông thiên, cuồng quyển khắp đất trời, huyết quang tinh hồng giống như huyết nguyệt giáng lâm, kiếm khí sôi trào như là phong bạo tận thế, Chu Thiên huyết kiếm cùng Chu Thiên Thần kiếm song kiếm liên hợp. Bộc phát ra tuyệt thế kiếm uy kinh khủng, hắc ám thâm không đều đang sụp đổ, như là xuyên suốt vũ trụ vô tận, mang theo thiên uy chu sát thần ma. Chu Thiên, ngươi muốn bán mạng cho Khương Phàm sao? Thiên Mệnh Thần Tôn cau chặt lông mày, hai bên đều là lão bằng hữu, hắn đương nhiên biết giờ khắc này Chu Thiên Thần Tôn bộc phát là có ý vị như thế nào, đó là liều mạng tàn phế cùng ngủ say chiều sâu, thả ra uy lực nghịch thiên. Nói cách khác, tương đương với việc Chu Thiên Thần Tôn liều chết thiêu đốt mình. Bộc phát ra thực lực cực hạn, bởi vì thực lực tăng vọt quá kinh khủng, tốc độ thiêu đốt cũng vô cùng dọa người, lấy những gì Thiên Mệnh Thần Tôn hiểu rõ, hẳn là chỉ có chừng 10 phút mà thôi. Nếu như đã đến giờ nhưng vẫn không thể chu sát kẻ địch, hắn sẽ nhanh chóng lụi bại, không cách nào ức chế được sơn ngủ say, mặc cho người ta chém giết. Nhưng cho dù là thành công, cũng sẽ nhanh chóng suy yếu đến ngủ say, đánh mất sức chiến đấu. Đông Hoàng Càn, chuẩn bị cứu thần tôn của chúng ta. Tần Thế Võ ở phía xa lập tức có phản ứng. Hắn đương nhiên biết cái truyền thừa kinh khủng này, mặc kệ thành bại, thần tôn đều sẽ ngã xuống sau chừng 10 phút đồng hồ nữa. Giết! Đông Hoàng Càn bị khơi dậy cuồng tính, ngay cả Chu Thiên Thần Tôn đều có thể như vậy, bọn hắn càng không thể yếu đi khí thế. Ầm ầm, kiếm mang liệt trời. Chu Thiên Thần Tôn liên thủ Chu Thiên Thần Kiếm, khi thì phân tán, khi thì giao hòa, như là hai tôn chân thần cùng nhau đuổi giết Thiên Mệnh Thần Tôn. Kiếm mang phá toái hư không, nở rộ tia sáng vô tận. Thiên Mệnh Thần Tôn cau chặt lông mày, hơi do dự, hắn tế lên Ngọc Tỷ Thần Triều, ngang nhiên nghênh đón. Cùng lúc đó, chiến trường của Tu La đột nhiên xuất hiện dị biến. Ai cũng không tưởng tượng nổi, sau khi Khương Phàm điều dưỡng trong thời gian ngắn ngủi,
hắn tiếp tục đánh ra liệp thần thương, nhưng lại là chỉ hướng nhân vật cấp chí tôn đương kim Phật đạo, chủ nhân Tu Di Sơn. Ngay cả bản thân chủ nhân Tu Di Sơn cũng không nghĩ tới. Dù sao hắn là đại biểu của đương kim Phật đạo, phía sau là thế lực Phật đạo của toàn bộ Thái Sơ Đại Lục. Hắn tới đây càng không phải là địch cùng Khương Phàm, mà xuất phát từ đại nghĩa Phật đạo, trấn áp quỷ tộc. Nhưng, sau khi Khương Phàm nuốt luyện đan dược hòa hoãn thương thế, hắn không chần chờ chút nào, cứ trực tiếp bắn một phát đối với chủ nhân Tu Di Sơn. Ngươi dám là địch với ta, lão tử còn không dám làm gì ngươi rồi. Quản ngươi Phật đạo tăng đạo, ở dưới liệp thần thương, không kém một cái hồn ngươi đây. Trên đỉnh đầu chủ nhân Tu Di Sơn treo cao lấy bình bát, bên trong nhuệ khí bốc hơi, giống như một mảnh hỗn độn, bao phủ lấy hắn, hình thành bảo vệ tuyệt đối. Bất luận là bí thuật u minh gì, đối với hắn mà nói đều giảm uy lực đi rất nhiều. Trong tay hắn thì nắm một tôn bảo sử, phía trên khắc đầy đường vân Phật đạo, vô cùng nặng nề, càng ẩn chứa Phật uy vô lượng. Tại lúc liệp thần thương khóa chặt hắn trong chốc lát, chủ nhân Tu Di Sơn đã quả quyết vung lên bảo sử, đối kháng một kích chính diện cùng Tu La. Bảo sử mang theo thần năng vô lượng, như là chấn động u minh pháp tắc. Ầm ầm, tử khí bị đánh tan, không gian vặn vẹo, xuất hiện dày đặc vết nứt, cuồng bạo lại càng cường thế hơn. Tu La bị cưỡng ép đẩy lui. Chủ nhân Tu Di Sơn bộc phát Phật văn trên trán, xông ra 18 đạo Phật ấn, như là 18 vòng mặt trời, hoành hành giữa thâm không, tiếp tục đánh lui Tu La, đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Hắn thì ngồi xếp bằng xuống trước tiên, bình bát móc ngược như là trút xuống ra một cái thế giới hỗn độn, hình thành bảo vệ lĩnh vực khổng lồ ở xung quanh. Ông, ma, ni, bái, mễ. Tiếng thiện sướng hùng vĩ vang lên, giống như là có chư thiên thần Phật đang tụng kinh, chân ngôn vang vọng đến mười phương, vang vọng mãi ở bên tai không dứt. Thế giới hỗn độn mãnh liệt ở xung quanh lập tức hiện ra Phật quang thần thánh, số lượng lớn Phật ảnh thành hình, có người ngồi ngay ngắn ở tầng mây, có người ngồi xếp bằng trong núi, có người vang tiếng tụng kinh cao vút, có người thì gõ vang tiếng chuông Phật. Thế giới hỗn độn mênh mông như là hiện ra thế giới Phật đạo. Ầm ầm ầm, liệp thần thương như là tuyệt thế sát thần, xô trào cuồng chiều sát lục như đại dương bao la, huyết văn ở mặt ngoài như huyết hà lao nhanh, để lại tàn hồn thần ma gào thét giữa u minh. Không có hắc ma bia kiềm chế, nó như đang điên cuồng phát tiết sự cường đại của mình. Mênh mông đất trời đều lâm vào khoảng không gian đỏ tươi quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới của liệp thần thương. Thế giới hỗn độn xung quanh chủ nhân Tu Di kịch liệt ba động, hàng tỷ Phật ảnh ở bên trong phát ra tiếng Phật âm hùng vĩ, tạo nên tiếng chuông Phật trang trọng. Ầm ầm, xiềng xích xiết chóc vô tận bao quanh liệp thần thương, một kích xuyên qua thế giới hỗn độn, chôn vùi vô số Phật ảnh, như giết xuyên qua cả một thế giới, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Nhưng phòng ngự này không chỉ có như thế giới giống như kiên cố, bên trong Phật quang cùng Phật chung càng có thể thanh lý sát khí, đối với liệp thần thương uy lực và năng lượng có cực mạnh ức chế tác dụng. Chủ nhân Tu Di ngồi xếp bằng ở sâu trong thế giới mở hai mắt ra, một tay nắm chặt bảo sử Phật môn, đánh ra một kích tinh chuẩn đối với liệp thần thương đang giết tới. Keng! Bảo sử nghênh kích chính diện với liệp thần thương, hình thành sóng chiều hủy diệt kinh khủng, thế giới hỗn độn ở xung quanh ầm vang đổ sụp. Hư ảnh sơn hà vô tận nhanh chóng bao phủ, chủ nhân Tu Di Sơn cùng vài trăm dặm hoang dã u minh đều vô tình bị phá hủy. Răng rắc, bảo sử vỡ nát ngay tại chỗ, liệp thần thương không ngớt sát uy, vô tình xuyên qua bả vai chủ nhân Tu Di, khí tức sát lục kinh khủng đánh vỡ nát toàn bộ bả vai. Chủ nhân Tu Di chật vật lật bay ra ngoài. Nhưng, hắn đây là gánh vác được. Lấy cái giá là một cánh tay, tiếp nhận một kích của liệp thần thương. Chủ nhân Tu Di Sơn nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Côn Lôn, Phật ấn uy nghiêm hùng vĩ lạnh nhạt. Phần Thiên Thần Hoàng, ta đang trấn áp quỷ vật u minh, ngươi lại vận dụng liệp thần thương muốn tính mệnh ta, ngươi nhất định phải làm loại người giết chóc vô độ kia. Ngươi nhất định phải làm kẻ địch của dân chúng. Sau khi Khương Phàm đánh ra liệp thần thương, thân thể lập tức mệt mỏi giống như bị rút sạch năng lượng, trở nên rất suy yếu, nhưng đối mặt với lời chất vấn của chủ nhân Tu Di Sơn, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Chỉ một tay lên trời, triệu hoán liệp thần thương trở về. Ta biết ngươi có hận đối với Thiên Khải, cũng hiểu ngươi báo thù với Thiên Khải, nhưng ngươi không nên đối với ta. Chủ nhân Tu Di Sơn đang muốn thuyết phục Khương Phàm thu tay lại, vẻ mặt lại khẽ biến đổi, bỗng nhiên quay người, bình bát hùng vĩ bộc phát chiều cường hỗn độn, khuấy động bốn phương tám hướng. Tu La bị đánh lui mấy trăm dặm đã giết trở lại, vừa giết tới gần hỗn độn, trong chốc lát đã tuôn ra một quyền, giờ khắc này,
linh hồn trong thân thể Tu La có một mảnh huyết quang bắn ra, trong giây lát đã nhanh chóng lan tràn, như là ngàn vạn huyết hà lao nhanh, lại như hàng tỷ sợi mạch máu lan tràn, giờ khắc này hắn như là đang tái hiện hình dáng khi còn sống. Một mảnh huyết chiều tuyệt thế kinh khủng bạo động trong hồn thể, nở rộ trên nắm tay, hóa thành vạn đòn huyết quyền, như lưu tinh tràn ngập đất trời hung hăng đập vào bên trên chiều cường hỗn độn xung quanh chủ nhân Tu Di Sơn. Trong lúc giao phong lúc trước, chủ nhân Tu Di Sơn bởi vì được thế giới hỗn độn bảo vệ rất tốt, cà sa trên người càng tương tự như một cái pháp trận, mỗi lần đều có thể chống cự huyết quyền xâm nhập, nhưng bây giờ, cánh tay phải của hắn đã bị vỡ vụn toàn bộ, máu thịt be bét, cà sa cũng bị xé rách, khi Tu La mang theo quyền chiều đỏ tự oanh kích thế giới hỗn độn thì đã lập tức nổ lên huyết khí vô tận. Đây cũng không phải là huyết đạo thế công bình thường, mà là bí thuật huyết hà của chủ nhân huyết hà. Khi huyết khí nhuộm dần thế giới hỗn độn, huyết dịch khắp người chủ nhân Tu Di Sơn tùy theo hỗn loạn ngược dòng, không có cà sa và da thịt bảo vệ, máu tươi đều chỗ cụt tay phun ra ngoài. Giống Tu La bạo tẩu, bên trong hồn thể mãnh liệt không ngừng bắn ra huyết quang, tiếp tục khuấy động hồn thể, huyết chiều tuôn ra, ù ù nổ rung trời, hắn không ngừng tuôn ra quyền chiều, mấy vạn, 100 ngàn, mười mấy vạn, mấy trăm ngàn, không có tận cùng. Trong 7-8 phút ngắn ngủi, hắn đã bao phủ hoàn toàn thế giới hỗn độn xung quanh chủ nhân Tu Di Sơn. Minh bát ù ù vang lớn, tiếp tục chảy ngược khí tức hỗn độn, diễn biến thế giới bao la, cưỡng ép ngạnh kháng huyết quyền. Chủ nhân Tu Di Sơn không buồn không vui, trang nghiêm lạnh nhạt, kim quang tràn ngập ở phía sau diễn biến ra một tôn Phật Đà kim thân khổng lồ, đại đạo uy nghiêm, Phật quang phổ chiếu, kim thân thông thiên đạt địa, chấn nhiếp u minh, hình thành hàng vạn Phật trưởng, nhấc lên lít nha lít nhít tàn ảnh, chặn đánh huyết quyền. Nhưng, huyết khí chí âm chí tà, ẩn chứa u minh tử vong pháp tắc, kéo dài bạo tạc không ngừng hoắc loạn thế giới hỗn độn, cũng thông qua tay cụt ảnh hưởng đến huyết khí trong cơ thể chủ nhân Tu Di Sơn, máu tươi từ chỗ tay cụt không được cầm mà phun tung tóe, để thế công của hắn càng ngày càng yếu. Trái lại thế công của Tu La còn mạnh hơn xa so với trước đó mấy lần. Cứ như trước đó đều là đang khắc chế, đều đang yếu thế. Cho tới bây giờ, mới đang bộc phát toàn diện. Chủ nhân Tu Di Sơn cảm nhận được áp bách cùng uy hiếp mãnh liệt. Tu La đánh ra trọn vẹn mấy triệu huyết quyền, sau đó phóng lên tận trời, linh hồn mãnh liệt trong thân thể tiêu tán huyết quang, tiếp đó là nổi lên một mảnh tà quang, khuấy động hồn thể, hình thành hình dáng hàng tỷ mạch máu, lần nữa hiển hiện bộ dáng chân thân kiếp trước, tuy nhiên lần này không còn là chiến khu màu đỏ, mà là chiến khu hoàng tuyền đục ngầu. Hắn phóng lên trời 10 vạn mét, uy lẫm chiến trường, hồn thể bạo động lên hà triều, hết thảy chín đường, trùng kích 4 phương 8 hướng, như là ác long xuất huyên, va chạm mãnh liệt, nhanh chóng giao kích. Đó là hoàng tuyền. 9 dòng hoàng tuyền. Sau lưng Tu La nở rộ minh quang, dọi khắp u minh, một thanh tuyệt thế cung tiễn ẩm vang thành hình, chiều cường trên 9 dòng hoàng tuyền va chạm giao hòa, hóa thành một cái mũi tên ngàn mét hoàng tuyền. Hơi nước vô biên, chọc khí ngập trời, hoàng tuyền đặc hữu vạn ác chi nguyên lực, tại hoàng tuyền trên tên phát huy đến cực hạn. Khi chủ nhân Tu Di Sơn đang điên cuồng chống cự lại huyết quyền bạo động thì Phật văn nơi mi tâm dung chuyển đã để hắn nhận ra khí tức hoàng tuyền cực kỳ khó chịu. Mà ngay giờ phút này, nương theo trận bạo hưởng kinh thiên động địa, hoàng tuyền tiễn ra kích, đánh vào thế giới hỗn độn bị huyết khí ăn mòn, huyết khí tùy theo bạo động, chống cự lại hỗn độn cùng Phật quang trấn áp, là mũi tên hoàng tuyền mở đường. Ngực của chủ nhân Tu Di Sơn lấp lóe ấn ký chữ Vạn, một loại uy lực từ bi, một loại uy lực siêu độ, như một con sông to lớn đang giận dữ lao nhanh, phóng lên tận trời, nghênh kích mũi tên hoàng tuyền. Bành! Ầm ầm! Mũi tên hoàng tuyền mạnh hơn uy lực và năng lượng thả ra trong lúc kịch chiến trước đó, như là không phải do Tu La thi triển, mà là chủ nhân hoàng tuyền đang phóng thích. Chủ nhân Tu Di Sơn cố gắng chống cự, chỉ chốc lát, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, mũi tên hoàng tuyền lập tức đánh xuyên Phật quang, vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn. Ấn ký chữ Vạn chiếu sáng rạng rỡ trong nháy mắt đã bị âm tà chọc khí hoàng tuyền xâm nhiễm. Phật quang có thể áp chế âm tà có thể ăn mòn Phật quang. Chủ nhân Tu Di Sơn chật vật tháo chạy, rốt cuộc cũng lộ ra sự kinh sợ. Đây là thực lực thật sự của Tu La. Vừa rồi hắn đang làm cái gì, yếu thế, dây dưa, sau đó, chờ một cơ hội sao. Nhưng, Tu La còn không có ngừng lại. Bên trong hồn thể mãnh liệt lần nữa hiện ra từng luồng hắc khí, khuấy động ra lít nha lít nhít vết tích, như là đi nhanh dọc theo mạch máu bên trong hồn thể. Chủ nhân Tu Di, người sẽ vĩnh trấn luyện ngục. Tu La tuôn ra một quyền,
vòng trời tối tăm đột nhiên xuất hiện xiềng xích vô tận, như là tuôn ra lôi chiều, bao phủ cả bầu trời, xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó lại biến thành thế giới luyện ngục giống như núi thây biển máu, chân áp xuống phía chủ nhân Tu Di Sơn. Luyện ngục, ngươi còn ký khế ước cùng chủ nhân luyện ngục, Tu La, ngươi vĩnh viễn không thể quay về nhân gian giới. Trong đôi mắt chủ nhân Tu Di Sơn hiện lên vài tia phức tạp, sau khi hơi chần chờ, hắn lại không tiếp tục phản kháng, mà ngồi xếp bằng xuống dưới, toàn thân hiện ra Phật ấn thần thánh, phong ấn bản thân. Sau đó bên trong hắc ám vô tận xuất hiện một chiếc Phật đăng vĩnh viễn không dập tắt, tiếp nhận thế giới luyện ngục chân áp. Tu La cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục ký kết xiềng xích luyện ngục, gắt gao phong ấn chủ nhân Tu Di Sơn, tiếp đó là bay lên không đuổi giết chiến trường Bạch Hổ Yêu Thần và chủ nhân Hoàng Tuyền. Hắn có thể thi triển năng lực của chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Luyện Ngục, cũng không phải là bởi vì ký kết khế ước, hoặc không hoàn toàn bởi vì loại khế ước kia, mà là bởi vì linh văn đặc biệt của hắn. Đó là một trong những linh văn, khởi nguyên đế quân, tại thời đại Hồng Hoang được tôn vị trí tôn nhân tộc, khởi nguyên. Linh văn này đã biến mất ngay sau thời đại Hoang Cổ, sau này, trong trăm vạn năm lịch sử chỉ có 3 lần được ghi chép, mỗi một cái đều chấn động một thời đại. Khởi nguyên linh văn thức tỉnh tại thời kỳ đầu sẽ ngưng tụ một viên khởi nguyên thần thai ở trong cơ thể, đó là thứ còn quan trọng hơn so với linh văn. Tại thời điểm tiếp nhận võ pháp đả kích, cường hoành sẽ, dung hợp, loại thế công này, là dung luyện năng lượng nguyên thủy nhất, sau đó đi đến thần thai, diễn biến một lần nữa, biến thành võ pháp càng mạnh hơn, thả ra ngoài phản kích. Tựa như người phóng thích một loại bí thuật đối với hắn, hắn không những bình yên vô sự, còn có thể trả ngược lại cho ngươi, mà so với người thả ra lại càng mạnh hơn nữa. Sau khi bước lên thần cảnh, thần thai đại thừa chân chính, thần thai bất diệt, chân thân bất hủ, còn có thể không ngừng liên tục luyện hóa năng lượng đất trời, cùng với dung hợp tự nhiên. Tự nhiên không suy, thần thai vĩnh tồn. Cũng chính là nương tựa theo thần thai đặc biệt, hắn bỏ qua cơ thể, rơi vào u minh, dùng thần thai cùng không gian địa ngục dung hợp, hóa thân thành quỷ. Ký kết khế ước Huyết Hà, để bên trong thần thai tràn ngập cuồn cuộn huyết triều. Ký kết khế ước Hoàng Tuyền, cũng tương đương với việc rót Hoàng Tuyền vào bên trong thần thai. Bây giờ lần nữa ký kết khế ước luyện ngục, thần thai thủy tổ bên trong lại nhiều thêm uy lực luyện ngục. Khương Phàm, Tu La lần lượt thoát khốn, rốt cuộc cũng kích thích được Tử Kim Long Thần cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Hai người bọn họ ứng phó chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền đã rất có áp lực, nếu như lại có tiếp viện, nhất định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thái hư cổ long, tiếp ta rời khỏi. Chủ nhân Huyết Hà, tương lai chúng ta lại tái chiến. Long ngạo cửu thiên. Tử Kim Long Thần với cơ thể hơn 10 vạn mét mãnh liệt nhấc lên cương khí bạo động vô tận, huyết triều triệt để mất khống chế, long uy cuồn cuộn mãi không dứt, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn kinh khủng, như là cửu thiên đổ sụp, thần ma vẫn lạc, không gian đều sụp ra vô số vết nứt, âm dương nghịch loạn, sinh tử giao thoa, như là tận thế giáng lâm thế giới. Duy chỉ có cự long ngạo khiếu cửu thiên, chấn áp tất cả mọi thứ trên thế gian. Đây không chỉ là năng lượng kinh khủng, càng là uy thế cực hạn, có thể đè sập ý chí của chúng sinh, tan rã chiến ý đang tăng cao. Đây cũng là tôn uy vạn thú chân chính. Toàn bộ thế công chủ nhân Huyết Hà vừa mới nhấc lên đều bị lật tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, phun ra chiến trường. Tử Kim Long Thần không có một khắc nào ngừng lại, thân rồng 10 vạn mét mãnh liệt xoay quanh, thanh thế cực kỳ to lớn. Long khí cuồn cuộn tuôn ra hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, hủy diệt sơn hà, táng diệt nhật nguyệt, tràn ngập đất trời nhào về phía chủ nhân Huyết Hà. Cái này vẫn chưa hết, hai cái sừng rồng trên đầu Tử Kim Long Thần bộc phát cường quang kinh khủng, khí tức túc sát bao phủ khắp đất trời, sợ hãi cùng kiềm chế đang xâm nhập không gian. Sừng rồng bộc phát cường quang đến cực hạn, như là mặt trời rơi xuống u minh, hắc ám vô tận đều bị xua tan, ngoài vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm. Hai cái sừng rồng giống như tuyệt thế thần binh thức tỉnh, khuấy động ba động cường đại hủy trời diệt đất, lại như là viễn cổ hung thú mở cái miệng rộng, phun ra nuốt vào thiên địa, tất cả năng lượng đều trống không. Sừng rồng ba động bộc phát đạo cực hạn, giống như là đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Giống, cự long đánh ra hai nguồn năng lượng cực hạn đối với chủ nhân Huyết Hà. Đây là đại thần thông của long tộc, có thể cuồng kích ngàn dặm sơn hà, có thể tuyệt sát thần ma. Càng có thể hủy diệt tinh thần tại mênh mông thiên khải. Lại sau đó, Tử Kim Long Thần lần nữa sôi trào long khí cuồn cuộn, cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây cũng là đại thần thông của long tộc, chảm trời diệt đất, diệt tuyệt sinh cơ,
là thần đao thẩm phán để long tộc chém đầu mấy triệu yêu tộc. Chỉ vẻn vẹn trận ba động khủng bố kia mà đã có thể để tất cả yêu tộc đều sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng chờ đợi bị chém đầu. Tuyệt thế long đao dài đến vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém về phía chủ nhân huyết hà. Long thần giận dữ, đất trời gào thét. Liên tục bạo kích, không thể nghi ngờ là đã đạt tới thần uy cực hạn, cường thế đánh lui chủ nhân huyết hà đi 100 dặm. 200 dặm, 300 dặm, 500 dặm, long khí vô tận bao phủ chiến trường, uy áp kinh khủng để số lượng lớn các thánh linh ở xa xa đều sắp nứt cả tim gan, vô số ác quỷ đều bị chôn vùi ở bên trong huyết triều. Lúc này, phía trước không gian đột nhiên nổi lên sóng cả mãnh liệt, bạo động mãnh liệt, như biển gầm chồng chất, cuồn cuộn khắp tám phương, hình thành vòng xoáy không gian kéo dài 100 dặm. Một hình ảnh long ảnh mơ hồ đang bay lên trong vòng xoáy, phát ra tiếng gào thét hùng hậu với tử kim long thần. Thái hư cổ long, loài rồng bí ẩn nhất long tộc, có thể thao túng không gian, có thể điên đảo càn khôn. Sau khi tử kim long thần điên cuồng phóng thích, lạnh lùng liếc mắt nhìn chủ nhân huyết hà bị đánh lui, bãi động thân rồng khổng lồ kéo dài hơn 10 vạn mét, có vảy rồng chi chít, có vuốt rồng liệt thiên, lao vút tới phía vòng xoáy không gian kia. Toàn thể long tộc, tránh thoát trói buộc, ta tiếp các ngươi rời khỏi. Tử kim long thần đâm vào bên trong vòng xoáy không gian. Thân rồng mãnh liệt đong đưa, từ đầu tới đuôi nhanh chóng bị vòng xoáy không gian nuốt hết. Long tộc điên cuồng chém giết ở các chiến trường đều không ngoại lệ mà bộc phát long uy, long tinh, long hồn các loại, nhao nhao kích phát, thực lực tăng vọt, uy chấn chiến trường, cưỡng ép đẩy lui các cường giả đang dây dưa, một con tiếp lấy một con nổ bắn ra trời cao, sớm phóng tới không gian. Đuổi, đừng để bọn chúng chạy. Thái dương đồ đằng phát tỏa cường quang, chí dương chí phách, như là mặt trời nở rộ. Thái âm đồ đằng âm nhu giá lạnh, như là ánh trăng rơi xuống. Âm dương cũng thế, tuyệt thế khủng bố, khí tức của sự sống và cái chết cuồn cuộn như là rộng mở cánh cửa luân hồi, xông về phía các long tộc đang rút lui. Giết giết giết, Ngô Chính Nguyên và các cường giả liên tục truy kích long tộc. Thời khắc thế này há có thể để bọn chúng thoát khỏi. Không cần phải gấp gáp, sẽ có cơ hội tái chiến. Lôi đình cự long bộc phát lôi chiều tràn ngập đất trời. Cuốn qua mấy trăm dặm chiến trường, chặn đánh kẻ truy bắt. Thời khắc này huyết mạch sôi trào, tăng vọt uy thế đến thánh hoàng đỉnh phong, mỗi tia lôi điện đều ẩn chứa năng lượng hủy diệt to lớn. Các phương đang muốn truy kích nhau nhau né tránh, tràng diện trở nên bạo loạn đến cực điểm. Lôi đình cự long hừ lạnh, nó nhấc cái đầu cao ngạo ngóng nhìn phương xa. Tử kim long thần đang tiến vào không gian hư vô, chỉ còn bộ phận cuối cùng, chờ thái hư cổ long tiếp dẫn tử kim long thần. Rất nhanh sẽ có thể chạy tới nơi này. Long tộc còn lại thì liên tiếp tụ tập đến xung quanh của nó, căm tức nhìn chiến trường phía dưới, đều rất không cam tâm với cách rút lui như vậy, nhưng long thần đã hạ lệnh, bọn chúng chỉ có thể tuân theo. Nhưng, tại thời điểm tử kim long thần biến mất chỉ còn mỗi cái đuôi rồng, tại thời điểm thái hư cổ long chuẩn bị phong bế vòng xoáy không gian, bất chợt xuất hiện một mảnh cường quang xé rách đất trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi lao đến chiến trường, xuất hiện ở vị trí đuôi rồng. Đuôi rồng giống như núi lớn, thân ảnh kia lại nhỏ bé giống như sâu kiến, nhưng thân ảnh kia vừa đưa tay một kích, lại phát động ra dây leo càng cuồng bạo hơn so với lôi đình, nở rộ lên cường quang càng sáng chói hơn so với mặt trời. Dây leo đi nhanh, trong lúc thoáng qua đã cuốn lấy khổng lồ đuôi rồng. Cái thân ảnh tinh xảo kia bỗng nhiên quay ngược về lại, dây leo lập tức bị kéo căng. Lực lượng cự long sao mà khủng bố, tùy tiện một kích, thiên băng địa liệt. Nói là số một vạn linh cũng không khoa trương chút nào, nhưng mắt thấy đuôi rồng là phải xông vào vòng xoáy không gian, cứ bị cưỡng bức kéo chặt như vậy, còn lui về bên ngoài một phần nữa. Tử kim long thần giơ đầu rồng lên nhìn lại về phía sau, chủ nhân huyết hà trở về rồi. Không đúng. Rất tiếc, vậy mà tới chậm. Tuy nhiên, làm con rồng cũng không tệ nha. Một nam hài mặt mũi đầy kỹ xảo đứng ở phía sau đuôi rồng, thân thể tinh xảo như là ẩn chứa năng lượng vô tận. Bạo tạc trong nháy mắt, hoành kích về nơi xa 300 mét, thân rồng khổng lồ lần nữa dò xét ra bên ngoài một đoạn. Ở đâu ra ruồi trùng? Tử kim long thần toàn thân long khí sôi trào, chấn động u minh thâm không, cự long uy lực bộc phát, hướng về thâm không cưỡng ép co vào đuôi rồng. Nam hài một tay khống chế dây leo, kéo lấy đuôi rồng, một tay chỉ trời, trong chớp mắt nở rộ ánh sáng rọi khắp vạn dặm trên chiến trường, như là một gốc linh thụ thần thánh vượt qua dị độ không gian. Giáng lâm tại u minh địa ngục âm trầm. Linh thụ có đến hàng vạn cái cành, giống như xúc tu hoành kích khắp nơi,
sinh sinh bị giam cầm từng mảnh nhỏ tại bầu trời, rễ cây linh thụ thì uốn lượn như rắn, cuồng kích dưới mặt đất, kết nối 18 tầng địa ngục. Linh thụ nguy nga thông thiên, thần quang cuồn cuộn, theo chạc cây và rễ cây dây dưa, cùng u minh hòa làm một thể, định lại ở đó. Cứ như vậy, Nam Hải kéo đuôi rồng lại. Lúc này, chủ nhân huyết hà trước đó bị đánh tan vừa vặn giết tới, mặc dù kinh ngạc trước linh thụ đột nhiên xuất hiện, nhưng nó lại ra tay vô tình, không chần chờ chút nào, ngàn vạn bộ y phục đỏ kịch liệt xen lẫn, hóa thành một thanh tuyệt thế huyết đao, huyết hà bao quanh, sôi trào huyết khí vô tận, máu chiếu đất trời, phách chạm xuống. Keng! Phốc phốc! Đuôi rồng dài đến ngàn mét bị chém làm hai đoạn, vảy rồng cứng cỏi tung bay đầy trời. Sau khi huyết đao rơi xuống, ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số bộ y phục đỏ, trùng kích đuôi rồng, cưỡng ép kéo huyết khí ở bên trong đi ra. Dây leo đang quấn quanh lấy đuôi rồng thì thuận thế đuôi rồng đánh tới cây đại thụ kia, bị lít nha lít nhít cảnh cây nuốt hết. Nam Hải ngưng tụ đồng mâu, lạnh lùng tập trung vào chủ nhân huyết hà. Chủ nhân huyết hà nhìn đuôi rồng bị đoạt đi, cũng lạnh nhạt tập trung vào Nam Hải kia. Địch ý, bắn ra. Giống. Tử kim long thần tại U Minh gào lên đau đớn trong hư không, thân rồng khổng lồ lập tức muốn thay đổi phương hướng giết ra ngoài, nhìn xem là cái thứ không biết sống chết nào tấn công nó. Long thần, rút lui. Thái hư cổ long gào thét thật lớn, diễn biến không gian đại đạo, quét sạch chiến khu của tử kim long thần, muốn mạnh mẽ mang đi. Bất kể là ai, muốn ngăn chặn thần long, khẳng định đều rất mạnh, mà chủ nhân huyết hà lại còn giết trở về, không thể nào dây dưa thêm được nữa. Nhưng, hư không đột nhiên nở rộ lên từng mảnh nhỏ u quang, đầu tiên là từng cái lỗ xuất hiện miếng trên tấm vải đen hư không, từng bước xâm chiếm mảng lớn, xuyên suốt phía ngoài U Minh địa ngục. Hoàng kim hư thiên trùng. Không đúng, đó là Thái hư cổ long vần quanh hư không, tập trung vào bên trong một cái lỗ rách đang nhanh chóng mở rộng, nơi đó có một loại côn trùng quỷ dị chưa bao giờ từng thấy. Nhưng, dù cho chưa thấy qua nhưng hắn lại nhận ra. Lân trùng hư không. Đó là lân trùng hư không. Giống bên trên bích họa cổ như đúc. Chẳng lẽ là thế giới mới? Có lời đồn rằng trong thế giới mới có lân trùng hư không? Tử kim long thần, thú triều thế giới mới đến rồi. Thái hư cổ long lập tức nhắc nhở tử kim long thần, càng không để ý tử kim long thần đang giãy giụa, trực tiếp cưỡng ép lôi kéo, đồng thời nhấc lên chiều cường không gian trồng chất, muốn xua tan lân trùng hư không đang từng bước xâm chiếm không gian. Nhưng, trong lúc bất chợt toàn bộ lân trùng hư không lại rút lui, chỗ không gian bị ăn mòn lỗ lớn thì lại nở rộ cường quang, từng nhánh cây với hào quang rực rỡ từ nơi đó vọt vào, chạc cây tráng kiện mềm dẻo. Cường quang chói mắt, mà còn tỏa ra uy lực và năng lượng khác nhau. Có nhánh như là thái thản bạo kích, có nhánh như là ác thú đào ngột, có nhánh diễn biến kiếm chiều, có hóa thành đại dương mênh mông, mấy trăm cái nhánh trống rỗng khác xông tới diễn biến ra hàng trăm bí thuật khủng bố. Tử kim long thần lộ ra vẻ kinh sợ, long khí đại tác, hoắc loạn thâm không, hóa thành 100.000 cái vuốt rồng, không khác gì hủy trời diệt đất mà lao ra chặn đánh. Chạc cây nhao nhao bị ngăn trở. Bao phủ ở bên trong vuốt rồng vô tận, nhưng, năng lượng chạc cây thả ra còn mạnh hơn xa so với những gì tử kim long thần tưởng tượng, chỉ một bộ phận vậy mà lại cưỡng bức đẩy về phía trước mấy trăm mét đến mấy ngàn mét không giống nhau, có mấy nhánh còn đánh vào trên thân rồng, lưu lại vết khác ở mặt ngoài vảy rồng cứng cỏi. Tử kim long thần, bên trong quá khó chịu, đi ra hít thở không khí. Nam Hải nhi tà mị vậy mà xông vào thâm không, sau một khắc, hắn vung tay lên. Không gian bị thái hư cổ long khống chế vậy mà lại vô tình bị phá hủy. Tử kim long thần hoàn toàn bại lộ, thân rồng hơn 10 vạn mét bỗng nhiên chìm xuống. Đó là cái gì? Long tộc đang chuẩn bị rút lui nhao nhao nhìn về phương xa, cây đại thụ khổng lồ đột nhiên xuất hiện kia là cái gì? Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, trồng chất nở rộ, như chiều cường trên sông cực kỳ mãnh liệt, mà còn giống như giao hòa cùng toàn bộ U Minh địa ngục đến một chỗ. Thế giới mới. Bọn hắn tới. Bọn người thiên hậu bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn không gian đại loạn nơi xa. Hống hống hống. Tiếng thú giống to rõ vang lên tại phía chân trời xa xôi, đào ngột, cự luân, đăng xà, thái thản cự viên, hoàng kim hùng sư, vân vân. Số lượng lớn yêu thú như ẩn như hiện ở trong đất trời, khi thì xuất hiện U Minh, khi thì biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn nhanh chóng xen kẽ giữa hư không cùng U Minh, đến gần chiến trường bằng tốc độ kinh người. Bọn chúng có hình thể khổng lồ, sát khí ngập trời, mang theo tiếng oanh minh chấn thiên động địa nhấc lên thanh thế khủng bố tuyệt luân. Ha ha, đến rồi thật. Thú triều của thế giới mới,
ha ha, không ít nha. Tới chậm, không đúng thời điểm. Bọn Hồng Hoang Thiên Long phấn chấn hô to. Lúc này, Đông Hoàng Thánh Kiệt đến thần dụ chi hải thông báo đã đi đến bên cạnh Thiên Hậu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Thế giới mới, mang theo, đây đã là tốc độ nhanh nhất. Còn đang chờ cái gì, thời khắc phản kích đã đến, giết. Thiên Hậu tế lên Quang Minh Thần Kiếm, hạ đạt mệnh lệnh phản kích. Giống, địa ma thụ và tất cả cường giả phấn chấn đến cuồng nhiệt, chiến huyết sôi trào, linh hồn sao động, nhào nhào kích phát võ pháp mạnh nhất, bổ nhào đi qua phía mục tiêu. Thế giới mới quả nhiên có thần, nhưng cũng là một cái thứ không biết trời cao đất rộng. Mặc dù Tử Kim Long Thần đã rơi xuống, nhưng cũng lại không hề sợ một chút nào, long tinh thâm tàng ở trong thân thể kia đã triệt để phóng xuất ra. Trước đó là chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng với chủ nhân huyết hà, nhưng giờ phút này đứng trước một vị thần đột nhiên xuất hiện này, lại còn bị kéo người lại, hắn đã thật sự nổi giận. Đây là sát chiêu hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất của, càng là ỷ vào để cự long tiếp tục xưng bá, trăm vạn năm chưa từng suy bại. Cảnh giới thánh linh có thể lay thánh vương, cảnh giới thánh vương có thể kháng thánh hoàng. Thánh hoàng cự long, càng có thể hét giận với thần linh. Tử Kim Long Thần làm chí tôn thống lĩnh cự long tộc đương thời, uy lực long tinh dưới sự nở rộ cực hạn có thể bộc phát uy lực bán đế. Giống. Long tinh hóa rồng, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Thân rồng vạn mét dựng dục ra long tinh trăm mét, sát niệm vô hình giống như đại dương mãnh liệt, ba động đáng sợ giống như thiên băng địa liệt phóng thích, long tinh nhìn đẹp đẽ duy mỹ, lại mang đến khí tức tuyệt vọng khiếp người, như là một tôn cổ đế thức tỉnh, ngàn dặm chiến trường phải hồi hộp. Ngay cả bạch hổ và các loại yêu tộc ở xa xa đều hứng chịu xúc động. Nhận lấy cái chết. Long tinh là vũ khí chí tôn của cự long, nó hoành hành trong không gian sụp đổ, oanh kích thiên địa tàn lụi, tràn ngập áp lực không có gì sánh kịp, khiến cho người người đều phải ngạt thở. Giới chủ thế giới mới trong lúc bất chợt như lâm vào cự long thế giới, sơn hà cẩm tú, vạn vật tùm, nhưng ở giữa vạn dãy núi, quay quanh mấy trăm hơn ngàn, thậm chí là đến hàng vạn cự long. Hắn giống như con mồi nhỏ bé hèn mọn, dưới uy áp tại loại cực hạn này, huyết mạch của hắn bắt đầu yên lặng, linh hồn bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn quên đi phản kháng, mặc cho tàn sát. Nhưng, giới chủ thế giới mới cũng không phải thần linh tân tấn bình thường, mà là cây khô, trùng sinh, ngưng kết vô số bí thuật truyền thừa mà ra đời siêu thần. Lúc trước, khi sinh ra cái cây khô hắn đã còn từng mưu toan khiêu chiến thiên đạo, hóa thân đế thụ. Giới chủ rất nhanh đã bừng tỉnh từ uy áp long tinh. Lạnh lùng liếc mắt nhìn qua chủ nhân huyết hà nơi xa cố ý không chiến, vậy mà chủ động nghênh kích, thân thể hiển hiện lít nha lít nhít vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy nhìn như nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa một loại uy lực truyền thừa, hiện ra hư ảnh một người hoặc yêu, bên trong thậm chí còn có truyền thừa đã từng cướp đoạt từ Khương Phàm. Mấy vạn vòng xoáy, mấy vạn truyền thừa. Giới chủ đưa tay về phía trước, vòng xoáy lập tức ảm đạm, bàn tay lại sáng long lanh, bạo phát ra cường quang lạnh thấu xương, đại phồn như giản. Vạn đạo quy tông, một loại uy lực và năng lượng cường đại gần như trời để u minh yên lặng, để không gian sụp đổ. Bành! Răng rắc! Long tinh cùng cường quang va chạm, trong nháy mắt đã truyền ra răng rắc giòn vang, vô cùng một ngạt, không gì sánh được, giống như mênh mông u minh bị xô ra vết nứt, 18 tầng địa ngục đều nhận lấy trùng kích. Ngay sau đó, năng lượng va chạm bỗng nhiên phóng thích, khủng bố vô tận, bá liệt vô tận, năng lượng như gió bão quét sạch mảnh không gian này. Gần như là tai nạn, trùng kích phế tích, vỡ nát đất trời, giống như là muốn mênh mông u minh đều bị sụp đổ một cách tàn nhẫn. Nhưng, long tinh do long thần thả ra rõ ràng muốn mạnh hơn, mênh mông năng lượng đè ép càng bao phủ tới giới chủ nhiều hơn. Giới chủ run rẩy, máu thịt bay ra giống như là bị bốc hơi tươi sống, lộ ra, hài cốt, ở bên trong. Nhưng đây không phải xương cốt thật sự, mà là cành cây trong suốt như ngọc. Cái lùi lại này trọn vẹn hơn trăm dặm. Nhưng sau khi dừng lại, hài cốt bị lộ ra ngoài kia lại nở rộ hào quang sáng chói, huyết nhục tươi mới dùng tốc độ khó mà tin nổi tái tạo lại. Long tinh của Tử Kim Long Thần, quả nhiên không tầm thường. Giới chủ tái tạo chân thân, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức càng là lộn xộn, nhưng... Hắn vặn vẹo uốn éo cái đầu, lộ ra răng nanh, tà khí lẫm nhiên, thân thể. Khôi phục nguyên dạng, Tử Kim Long Thần nuốt long tinh trở lại. Cách rất xa đã tập trung vào cái tiểu hài nhi tà ác kia. Gia hỏa này là cái thứ gì? Sao hắn có thể còn sống khi bị long tinh bạo phát? Chủ nhân huyết hà đứng một bên chuẩn bị nhìn hắn chết thảm cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ,
khí tức cái, đồ, này rất quái lạ, chỉ từ cảnh giới ba động đến xem, hẳn là vừa mới đột phá không lâu, nàng đã sống mấy trăm ngàn năm, điểm này sẽ không nhìn lầm, nhưng khí tức của hắn lại cực kỳ minh mông đến nỗi giống như mấy tân thần giao hòa. Tử Kim Long Thần, xem ra ngươi hôm nay phải ở lại U Minh địa ngục này rồi. Giới chủ bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở phía trên Tử Kim Long Thần. Vượt qua không gian, giới chủ không sợ, hắn đưa một tay chỉ lên trời, vạn đạo thần thụ ầm vang nở rộ, từ thành hình đến bộc phát, thời gian ngắn ngủi đến mức như là trực tiếp vượt qua không gian đột ngột xuất hiện phía trên cự long. Vạn đạo thần thụ run rẩy dữ dội, đóa hoa yêu diễm nở rộ ở trên các cành cây, theo tiếng hét thê lương, hò hét bi thương, cùng bạo động hùng hậu, truyền thừa và bí thuật cường đại từ các loại mãnh thú cùng với nhân tộc, lấy thần uy thi triển, tràn ngập đất trời bổ xuống. Bạo động trong chớp mắt như là chư thiên thần ma giáng lâm, dắt tay trấn áp cự long, thẩm phán sinh tử. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, người muốn giết thần long. Nằm mơ, Tử Kim Long Thần bỗng nhiên quay quanh cơ thể khổng lồ của mình, tất cả long văn trên vảy rồng đều bộc phát cường quang giống như mặt trời, long khí cương khí cuồng bạo ra bốn phương, một tòa thiên trung nguy nga ầm vang thành hình, giống như cự nhạc kình thiên ầm vang đứng vững, phía trên lóe ra đường văn long lân, quay quanh lấy hàng vạn long ảnh. Tử Kim Long Thần Trung, phòng ngự trí cao của huyết mạch cự long, trí tôn truyền thừa mà cảnh giới thánh hoàng mới có thể lĩnh ngộ, lại có thể được thần linh cảnh phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, trạc cây tràn ngập đất trời oanh kích, Tử Kim Long Thần Trung bỗng nhiên chìm xuống, từ mấy vạn mét không trung trực tiếp đánh tới dưới mặt đất, sụp ra vết nứt dày đặc, mỗi một vết nứt đều to như vực sâu, hắc ám không đáy. Nhưng toàn bộ cành cây bạo động đều bị gánh vác, không có thương tổn long thần một chút nào. Ầm ầm, Tử Kim Long Thần xốc lên Long Hoàng Thần Trung, sôi trào long khí vô biên, không còn vội vã rút lui, nó khóa chặt tiểu tử kia mà triển khai trùng kích điên cuồng. Chủ nhân huyết hà rừng ở nơi xa, không có trực tiếp nhúng tay, nàng khinh thường liên thủ, nhất là vật sống của nhân gian. Chờ tiểu gia hỏa thua hoặc là chết rồi, nàng sẽ ra tay. Tử Kim Long Thần bị cưỡng ép ngăn chặn, long tộc không thể nào tự tiện rời khỏi, tất cả đều nhao nhao nằm xuống. Lao thẳng đến thiên hậu và các cường giả khác. Bạch hổ yêu tộc, cùng kỳ, đào một cùng với các loại cường tộc cũng nổi giận phản kích, làm cường tộc thiên khải kiêu ngạo, xưa nay bọn chúng không e ngại khiêu chiến, càng không sợ, người đông thế mạnh. Nhưng, hỗn chiến kịch liệt còn không có tiếp tục bao lâu, chiến trường trên bầu trời lại tái hiện biến cố. Chu Thiên Thần Tôn không màng sống chết mà chém giết, rốt cuộc cũng trọng thương được Thiên Mệnh Thần Tôn. Nếu thật sự mà nói đến, thực lực hai vị thần tôn hẳn là tương xứng nhau, thần khí đều gần như nhau, nhưng Chu Thiên Thần Tôn lại thắng. Bởi vì đấu pháp của hắn hoàn toàn là liều mạng, cái bộ dáng bạo tẩu đến điên kia giống như là đang phát tiết cho sự chật vật những năm này, đang tức giận cho sự bàng hoàng những năm này, càng giống là đang cố gắng tìm về mình đã từng. Hào tình vạn trượng, thần uy vô thượng. Hắn cuồng bạo hung tàn, hào khí vượt mây, liên hợp Chu Thiên Thần Kiếm đánh ra song thần tổ hợp. Không có bất kỳ cử động lùi bước gì, không sợ bất cứ sự chặn đánh nào, chính là lên lên lên, giết giết giết. Thẳng tiến không lùi. Trái lại là Thiên Mệnh Thần Tôn, mục đích tới đây ban đầu chỉ là gặp và chứng kiến Khương Phàm bị săn giết, thuận tiện trấn áp quỷ tộc, căn bản cũng không phải là đến liều mạng. Cho nên đối mặt với loại đấu pháp giống như đồng quy vu tận này của Chu Thiên Thần Tôn, cùng với thiêu đốt bản thân đổi lấy bộc phát cực hạn, chiến thuật mà hắn lựa chọn tính tiêu hao. Dựa theo chiến khu kiêu ngạo bất diệt, phối hợp với cường hãn Ngọc Tỷ Thần Triều, hắn tự tin có thể chống cự được chừng 10 phút đồng hồ. Chỉ cần thời gian vừa đến, Chu Thiên Thần Tôn liền có thể ngã xuống, đến lúc đó mặc cho hắn thịt cá. Nếu như thực sự đánh không lại, hắn sẽ rút lui khỏi chiến trường, không đấu cùng đối phương nữa. Nhưng, Chu Thiên Thần Tôn há có thể để hắn toại nguyện, kéo dài thiêu đốt, kéo dài bộc phát, uy lực song thần sau 8 phút đã đạt đến cực hạn. Huyết kiếm cùng thần kiếm giao kích kịch liệt. Phóng xuất ra khí tức để cho người ta kinh dị, lực công kích cử thế vô song, ép lên U Minh. Huyết kiếm phá vỡ Ngọc Tỷ biến thành Sơn Hà xã tắc kiếm, đánh tan hư ảnh thần triều, thần kiếm theo sát bay vào, nháy mắt đã phách chạm ra 300 đường, Thiên Mệnh Thần Tôn liên tục đón đỡ cũng dần dần chật vật bị chặt đứt ngang người. Thần triều sở thuộc, rút lui rút lui rút lui. Thiên Mệnh Thần Tôn huyết tế chiến khu, bộc phát chiến uy tuyệt thế, tất cả tế bào nở rộ cực hạn, như là vạn dân bạo thể. Sơn Hà sụp đổ, trong chớp mắt đã kích phát ra thực lực không có gì sánh kịp,
trực tiếp lấy trọng quyền ngạnh kháng huyết kiếm cùng thần kiếm song song giết tới. Keng! Huyết kiếm cùng thần kiếm bị cưỡng bức ngăn chặn lại, nhưng giữa vài giây va chạm chống cự này, bên trong huyết kiếm bộc phát tiếng gầm thét cuồng loạn, kiếm thể suýt chút nữa đã bị đánh lui bỗng nhiên lao về phía trước, thần kiếm nhận kích phát, như là các đời thần tôn của Chu Thiên Thần Điện khôi phục, tăng vọt thế công. Phốc phốc phốc, Thiên Mệnh Thần Tôn nâng hai tay chống cự kịch liệt đã liên tiếp vỡ nát, huyết kiếm thần kiếm giao thoa phách chạm, vô tình chém đầu hắn, tiếp đó là xoắn nát thân thể tàn phế. Thảm liệt, rung động, rút lui, đều rút lui. Thiên Mệnh Thần Tôn phun ra đầy máu, cuối cùng phát ra một tiếng hét bi phẫn thê lương, chỉ còn đầu huyết tế ngọc tỷ thần triều, bay thẳng lên trời, giống như là một ngôi sao chổi sáng chói, xẹt qua đêm tối, va vào cửu u thâm không. Chu Thiên Thần Tôn muốn ngăn cản, nhưng không có xông ra được bao xa thì đã như đèn cạn dầu, máu thịt be bét đánh tới mặt đất, thần kiếm cũng theo đó mà rơi xuống, bang ẩm ẩm cắm vào Côn Lôn Sơn. Thần Tôn! Từng tiếng gào thét vang vọng trên chiến trường. Chính là tiếng rên rỉ của Thiên Mệnh Thần Triều, càng là sự tuyệt vọng. Bọn người Tần Thế Võ thì phấn chấn lại lo lắng. Đừng nóng vội, ổn định. Đông Hoàng Càn quả quyết rời khỏi chiến trường, nhanh chóng phóng tới chỗ Chu Thiên Thần Tôn. Chu Thiên Thần Tôn tản ra kiếm thể, máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình, ý thức lâm vào hôn mê, thần uy hoàn toàn mở đi. Đông Hoàng Càn nhìn tràng cảnh trong phế tích, âm thầm hít một hơi, không hổ là thần tôn cấp chiến thần được Thiên Khải công nhận. Để hắn bày mưu tính kế, quyết đoán tương lai, xác thực còn kém chút, nhưng để hắn huyết chiến xa trường, vậy thì thật sự là uy vũ. Rút lui rút lui rút lui. Các cường giả Thiên Mệnh Thần Triều không còn kiên trì, tất cả đều nhao nhao chấm dứt trận chiến mà phá toái khung trời, đuổi giết cửu u thâm không. Mặc dù nơi đó vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, nhưng ở lại nơi này càng không có đường sống. Mà, huyết mạch của bọn hắn đều có cảm ứng cùng Ngọc Tỷ, chỉ cần đi theo vết tích Ngọc Tỷ, cái đầu kia của thần tôn hẳn là có thể dẫn dắt bọn hắn chạy thoát. Lúc này, huyết ma hoàng trong huyết ngục lĩnh vực đột nhiên tức giận gào thét. Huyết ma tộc, u ảnh ma tộc, chuẩn bị rút lui. Rút lui. Hai đại ma tộc đều bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên chiến trường huyết ngục phương xa. Đánh không lại man hoang thần kia sao? Thế nhưng ngài là huyết ma hoàng cơ mà. Dù cho đó là nhân ma thể chất truyền thừa song đế, nhưng thế nhưng ngài chính là huyết ma hoàng cơ mà. Đều chuẩn bị kỹ càng, rút lui. Huyết ma hoàng không lo được tôn nghiêm, chân thân cùng phân thể đều đang hỗn loạn gào thét. Man hoang chiến tộc, ngăn lại cho ta, thả chạy một tên. Ta không tha cho các ngươi. Man hoang đế tổ đánh đến điên cuồng, càng đánh càng tận hứng, tùy tiện hoành hành trong không gian huyết ngục vô tận, cùng huyết ma hoàng vừa đi vừa về liều mạng với nhau. Ngươi cản một kẻ thử một chút. Huyết ma hoàng đột nhiên bạo hống, thanh trấn huyết ngục, oanh minh đỉnh Côn Lôn. Huyết ma, tế thiên. Huyết ma, tế thiên. Tất cả đại ma của huyết ma tộc đều đang khiếp sợ, sau đó lại điên cuồng dẫn nổ chính mình. Đây là truyền thừa nghịch thiên nhất ngoại trừ phân hóa của huyết ma tộc, binh giải. Bọn chúng có được huyết khí bành trướng mạnh hơn toàn bộ sinh linh, mỗi cái chiến khu đều tương đương với một vùng huyết hải, cái gọi là binh giải, chính là lấy chính mình tế hiến cho đất trời, dẫn bạo chính mình, chỉ còn huyết linh châu đặc biệt trong thân thể thừa dịp loạn thoát khỏi. Tựa như là phượng hoàng niết bàn, nhưng bởi vì huyết khí bành trướng, mà năng lượng huyết dịch thì cực kỳ khủng bố, cho nên uy lực bộc phát càng mạnh hơn phượng hoàng. Ầm ầm, mỗi một huyết ma đều bạo tạc tại thời khắc này, tương đương với 2-3 tên, thậm chí nhiều hơn bộc phát chính mình, để bầu trời vô tận lập tức hóa thành mảnh huyết hải bạo động. Man Thiên Cương và các cường giả bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới huyết ma tộc lại lựa chọn phương thức này để rút lui, phải biết loại tế trời này rất khó khống chế, đừng nói thánh linh, xem như thánh hoàng, đều có hy vọng mất khống chế, thật sự bị chôn vùi ở chỗ này, binh giải biến thành tự bạo. Mà sau khi phóng thích triệt để huyết khí, muốn trở lại đỉnh phong, có thể so với trùng tu. Bạo tạc thảm liệt mà kinh khủng để số lượng lớn man hoang vỡ vụn tại CN gây hỗ, ngay cả rất nhiều cường giả u ảnh ma tộc cùng Hoàng Kim Thiên Phủ đều bị đánh chết. Mượn nhờ trận bạo tạc mất khống chế, huyết linh châu, bản nguyên của huyết ma hoàng và các cường giả huyết ma tộc đều trà trộn ở bên trong huyết triều, lít nha lít nhít bay lên không, xông vào cửu u thâm không. Lãng phí. Man hoàng đế tổ bị tạc toàn thân rách dưới, khí tức lộn xộn, hắn ngẩng đầu nhìn huyết triều trùng kích đầy trời, sắc mặt âm trầm khó coi. Mặc dù có thể sử dụng huyết triều sau khi binh giải, nhưng kém xa việc thật sự bắt giết.
Huyết Ma Hoàng không hổ là thần hoàng do đế tộc tạo nên, vừa mới chém giết đã suýt chút nữa bắt hắn giày xéo cho, nếu như không phải nghiền ép tiềm lực đế mạch thì suýt chút đã nữa ngỏm tại đây. Nhưng cũng chính là cái sự ba động cường thế bộc phát đế mạch kia đã kinh đến Huyết Ma Hoàng, để nó trong nháy mắt làm ra quyết định rút lui. Không biết Huyết Ma Hoàng có thể đoán được thân phận thật sự của hắn hay không, nhưng nuốt cả vùng huyết hải này, hắn khôi phục đến càng mạnh càng khó lường hơn. Mà, hừ hừ, đoán được thì như thế nào? Nếu thật sự náo gấp, hắn sẽ cùng tiết lộ vật trong sinh mệnh thần điện kia đi ra, lại bị kẻ khác kia nói ra không biết giấu cái đồ quỷ bí mật nào, không phải liền loạn sao, ai sợ ai. Trong vài phút ngắn ngủi, Thiên Mệnh Thần Tôn đã chết thảm, Huyết Ma Hoàng thì binh giải, đều dẫn phát thanh thế khủng bố giống như thiên băng địa liệt, cũng lần nữa chạm tới Tử Kim Long Thần. Mặc dù Tử Kim Long Thần cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể không từ bỏ. Chủ nhân Huyết Hà thấy tình huống không thích hợp, nàng lập tức phóng tới chỗ Tử Kim Long Thần. Sau khi ác chiến ngắn ngủi, Tử Kim Long Thần bi phẫn kéo lấy thân thể tàn phế không đến 20 ki, lô, mét của mình, được Thái Hư Cổ Long hiệp trợ, chạy đến Cửu U Thâm Không, bọn hắn thậm chí không lo được nghĩ cách cứu viện long tộc khác. Nhưng Bạch Hổ Yêu Thần không có may mắn như thế, chủ nhân Hoàng Tuyền không để ý mà liên thủ, cùng với việc Tu La đang ở tại vùng đất U Minh này, tại tuyệt địa tử vong này, đạt được phóng thích thực lực cực hạn cùng chủ nhân Hoàng Tuyền và Tu La. Sau khi Khương Phàm rất không hiểu hảo tặng cho ba lần liệp thần thương, cũng chính là sau khi Tử Kim Long Thần thoát khỏi nửa phút, Bạch Hổ Yêu Thần ầm vang ngã xuống bên trong tiếng kêu gào đau xót tuyệt vọng, linh hồn bị chủ nhân Hoàng Tuyền chôn vùi tươi sống. Bạch Hổ Yêu Thần cũng tại thời khắc cuối cùng, bắn ra sát khí như đại dương, 18 viên tràng hạt tượng trưng cho bản mệnh nguyên, đánh về phía Cửu U Thâm Không. Chiến trường thần ma, đến tận đây kết thúc. Các cường giả của Hoàng Kim Thiên Phủ, Bạch Hổ, Cùng Kỳ, Đào Ngột, cũng theo đó mà lâm vào tuyệt cảnh. Có một số quả quyết, đụng nát không gian, xông vào Cửu U, có một số xảo quyệt, mượn thần uy liên tiếp bộc phát gây nên hỗn loạn, nhanh chóng lui lại, rời khỏi chiến trường, biến mất trong hoang dã mênh mông, một số khác cố chấp hoặc là bất hạnh, thì vô tình bị vây bắt và chém giết. Hồng Hoang Thiên Long thuận tiện thả bát thủ thiên long khác, cũng đều có thể thoát thân. Đây không phải là nó tự tiện quyết định, là thiên hậu sớm đã dặn dò qua. Nếu như Cự Long trọng thương, cũng bỏ thiên long, liền lập tức thả thiên long đi, để bọn hắn trở về. Náo nhiệt đi thôi. Tản ra, tiếp tục lùng bắt, mỗi tổ nhất định phải ba vị thánh hoàng liên thủ dẫn đội. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, nhất định phải trở về tập kết. Thiên hậu cao giọng hạ lệnh, đám người ầm vang tản ra, riêng mình tổ đội sau đó triển khai truy kích về các phương hướng khác nhau. Khương Phàm hiểu rõ tình huống khắp nơi, may mà thương vong không lớn. Thức tỉnh ý thức cần 10 ngày 8 ngày, nhưng muốn khôi phục thực lực, ít nhất phải một tháng. Để tần thế võ lại, bảo vệ bên cạnh, thân thể tàn phế của Chu Thiên Thần Tôn. Khương Phàm gật gật đầu, nhìn về vị thần man hoang này, có chút kỳ quái, cũng có chút cảnh giác. Hắn lại có thể ép Huyết Ma Hoàng binh giải. Hắn chỉ vừa mới thức tỉnh mà thôi, xem như có được thể chất nhân ma, cũng không thể bức Huyết Ma Hoàng đến loại trình độ kia được. Từ tình huống Huyết Ma Hoàng lúc đó, rõ ràng là nhận lấy kích thích cực lớn, hoặc là sợ hãi. Nói vấn đề phân phối. Man Hoàng đế tổ nhìn rất chật vật, nhưng đã đánh rất tận hứng, tâm tình coi như không tệ. Khương Phàm nhìn qua huyết triều tùy ý chảy ngang, nói. Đồ huyết ma và hắc ma để lại, tất cả đều thuộc về ngươi. Nhưng ta muốn tinh luyện một viên huyết đan từ trong huyết triều binh giải của Huyết Ma Hoàng. Bởi vì huyết ma tộc chuyên tu huyết đạo, năng lượng ẩn chứa trong máu vô cùng to lớn, nếu như có thể loại trừ ma khí bên trong, hiệu quả khẳng định phi phàm. Khương Phàm thực sự không nỡ giao cho toàn bộ man hoang. Thống khoái. Man Hoang đế tổ không nghĩ tới Khương Phàm còn quá hào sảng như vậy, ngay cả mảnh vỡ di thể hắc ma hoàng đều cho hắn. Huyết ma, hắc ma, đây chính là hai đại đế tộc, một bên là huyết dịch cường đại, một bên là hài cốt cường đại, bất luận là dùng đến khôi phục thực lực của hắn, hay là bồi dưỡng đám man thiên cương, đều không có gì thích hợp hơn bằng. Ha ha, không biết tương lai khi tiểu gia hỏa này biết thân phận mình, sẽ hối hận về quyết định của ngày hôm nay hay không? Thiên mệnh, về Chu Thiên, Cự Long, về thế giới mới, những cái khác, về chúng ta. Khương Phàm không có chiếm lấy quá nhiều. Thiên mệnh là Chu Thiên lấy mạng liều, hẳn là nên về bọn hắn. Mặc dù Tử Kim Long Thần để lại trọn vẹn 8, 9 vạn mét chiến khu, nhưng dù sao cũng là giới chủ thế giới mới ngăn chặn,
về hắn cũng là chuyện đương nhiên, huống chi Khương Phàm cũng cần thế giới mới trưởng thành càng nhanh, trở nên mạnh hơn, cho bọn hắn lực lượng cùng lòng tin thủ vững Tây Bộ. Về phần huyết hà, để giới chủ thương lượng cùng nó đi. Tu La nói với Khương Phàm. Tu Di lão tổ phong ấn bản thân, là trực tiếp giết, hay là giữ lại? Khương Phàm biết ý nghĩ ngay lúc đó của Tu Di lão tổ, phong ấn bản thân đại biểu ngưng chiến, là để Khương Phàm thận trọng cân nhắc hậu quả nếu là địch cùng Phật đạo, tốt nhất là đưa hắn về Thái Sơ đại lục. Ta mang về, nếu như Phật đạo nguyện ý thỏa hiệp, có thể cân nhắc thả đi. Nếu như khăng khăng đối nghịch cùng chúng ta, vậy thì không có ý tứ nữa, chúng ta đều đã là địch của thiên hạ, không quan tâm nhiều thêm một cái này. Để lại địa ngục đi, ta có thể đưa hắn đến 9 tầng luyện ngục, áp chế Phật uy. Sau trận chiến này, rất có thể Thiên Khải sẽ nhắc lên một trận phản kích đại chiến U Minh, nếu như chủ nhân Tu Di ở chỗ này, Phật môn khẳng định sẽ giáng lâm toàn thể. Phật quang của bọn hắn đối với nơi này tổn thương quá lớn, vẫn là nên để ta mang về đi. Khương Phàm nhìn Tu La, vẻ mặt phức tạp. Ngươi lại ký kết một khế ước, ba khế ước trên người, ngươi không trở về được nữa rồi. Tu La không muốn bàn lại. Chúng ta đã nói qua, ta không thể nào trở về. Khương Phàm lại không cách nào tiêu tan. Ta bàn giao như thế nào cùng vị ương đây? Tu La rất nghiêm túc nói với Khương Phàm. Chúng ta đều có thể phụ trách vì lựa chọn của mình, không cần bất cứ kẻ nào bàn giao cho chúng ta. Ta sẽ nghĩ cách. Khương Phàm không đợi Tu La nói chuyện, hắn bay lên không rời khỏi, cô đọng huyết ma đan. Tu La càng làm nhiều cho hắn, hắn càng áy náy, hắn không thể nào cứ từ bỏ Tu La vĩnh viễn ở lại U Minh hắc ám vô tận này như vậy. Thiên Khải, cánh cửa sinh tử đột nhiên bị che lấp, dung chuyển mãnh liệt lay động hơn 2.000 dặm sinh tử giới, kinh động đến các cường tộc xung quanh. Sớm tại đầu tháng 1, thời điểm đế tộc các phương nhao nhao giáng lâm, nơi này đã trở thành tâm điểm, giờ phút này đột nhiên xuất hiện biến cố, tự nhiên sẽ đưa tới oanh động. Càng ngày càng nhiều cường tộc hội tụ tới nơi này, nhưng nhiếp tại cấm kỵ của sinh tử giới, không có một nào cường tộc dám tùy tiện bước chân. Chỉ là ngắm nhìn bảo tháp lộ nửa ở sâu trong sinh tử giới từ xa, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. U Minh dị động, tình thế thương huyền hỗn loạn, tất cả đế tộc đều đang suy đoán có thể phần thiên thần hoàng muốn nghênh đón Tu La trở về từ U Minh. Nhìn bộ dạng như thế này, là đánh nhau thật rồi. Phần thiên thần hoàng hẳn là không muốn nghênh đón Tu La nhanh như vậy, là thiên hậu và đám người đông hoàng càn kia bị bắt, kích thích hắn không thể không bí quá hóa liều. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới, đế tộc Thiên Khải lại càng phản ứng nhanh chóng như thế. Đế tộc trung quy vẫn đế tộc, làm việc quả quyết, thực lực càng cường đại, không giống đám hoàng đạo thương huyền kia, năm bè bảy mảng, do dự, cuối cùng tạo thành loạn cục bây giờ. Tuy nhiên, truyền kỳ Khương Phàm hẳn là dừng ở đây rồi. Chiến đấu khẳng định rất khốc liệt, Tu La, quỷ tộc, phần thiên thần hoàng, đế tộc Thiên Khải, một trận đại hỗn chiến nhỉ. Có ai biết tòa bảo tháp này không? Là trấn ở nơi đó, hay là xuyên qua con đường sinh tử? Có tư cách trấn ở chỗ này, hẳn là thần khí. Bên trong Thiên Khải Bách Binh bảng, giống như không có loại bảo tháp này. Bảo tháp trấn U Minh, ý nghĩa ở đâu? Là lo lắng đại quân U Minh thừa dịp giết lung tung đến Thiên Khải, hay là đề phòng phần thiên thần hoàng cùng đường mặt lộ, chạy đến Thiên Khải? Số lượng cường giả càng ngày càng tụ tập nhiều, tiếng nghị luận cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng bây giờ Hoàng Kim Thiên Phủ, Bạch Hổ Đế Tộc, Huyết Ma Tộc, Hắc Ma Tộc, Thiên Mệnh Thần Triều lại liên tiếp chấn động. Bọn hắn vẫn luôn mật thiết chú ý nguyên hỏa sinh mệnh trong tổ từ, từ Thánh Vương đến Thánh Hoàng, thậm chí là Thần Tôn, Yêu Hoàng, Ma Hoàng được phái đi, đều đang được theo dõi. Kết quả, đột nhiên số lượng lớn nguyên hỏa sinh mệnh đều bị dập tắt, ngay cả nguyên hỏa sinh mệnh của Thần Tôn, Yêu Hoàng, Ma Hoàng đều bỗng nhiên ảm đạm. Vụt sáng lên liên tục giống như là muốn dập tắt bất cứ lúc nào. Thần tộc, đế tộc nhao nhao kinh động, lập tức điều động cường giả lao tới sinh tử giới. Theo lý thuyết, hành động săn bắn nơi đó hẳn là nên không chút lo lắng nào, nhân tố không xác định duy nhất chính là phần thiên thần hoàng có thể thoát thân hay không, cùng với trình độ can thiệp của U Minh quỷ tộc, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến thánh hoàng của bọn hắn sẽ chết, lão tổ của bọn hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn một bên hành động, một bên liên hệ lẫn nhau. Đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh. Ngày 23 tháng 1, cuộc chiến Côn Lôn kết thúc sau 8 ngày, Hoàng Kim Thiên Phủ đến sinh tử giới trước nhất. Nhìn tòa bảo tháp đảo loạn lấy năng lượng đất trời ngăn ở sinh tử đại đạo kia, lại nghe tiếng nghị luận xung quanh, bọn hắn rất nhanh đã tỉnh ngộ,
đây không phải trấn áp U Minh và Khương Phàm, mà là chặn đường Thiên Khải Liên Quân. Bọn hắn là thần tộc Thiên Khải, lại còn là thần tộc phụ thuộc đế tộc, hiểu rõ tất cả thần binh thiên hạ, nhưng cái bảo tháp thần bí này lại hoàn toàn chưa thấy qua. Một cái tên cũng miêu tả sinh động thượng cổ thông thiên tháp. Là món thần khí mà lúc trước thiên hậu kêu gào với đám Chu Thiên Thần Điện kia, phải dùng để thay thế trụ trời, có thể tùy tiện ra vào Thiên Khải. Khương Phàm lại dùng cái thông thiên tháp kia ngăn chặn sinh tử đại đạo. Mà từ lúc bọn hắn phát giác được nguyên hỏa sinh mệnh của thần tôn ảm đạm đến bây giờ, đều đã 8 ngày, làm sao thượng cổ thông thiên tháp còn ở đây? 2 ngày sau, khi các cường giả của Thái Sơ đế tộc, Thiên Mệnh thần triều lần lượt đến đây, bảo tháp đột nhiên nở rộ cường quang, biến mất khỏi sinh tử đại đạo. Khí tức sinh mệnh tại Thiên Khải theo đó mà mãnh liệt mà kéo vào, tử khí u minh địa ngục cũng theo đó mà bay lên không. Hai loại năng lượng sinh tử ở bên trong sinh tử đại đạo va chạm mãnh liệt, nhấc lên thanh thế như núi kêu biển gầm. Khi mà các phương đang khẩn trương nhìn con đường sinh tử, chờ mong đội ngũ của bọn hắn, thắng thảm trở về, từng tiếng nói hùng hậu, lại thuận con đường sinh tử, vang vọng khắp sinh tử giới. Hoàng Kim Thần Tôn, chết! Thiên Mệnh Thần Tôn, chết! Hắc Ma Hoàng, chết! Huyết Ma Hoàng, chết! Bạch Hổ Yêu Thần, chết! Tử Kim Long Thần, phế! Tu Di Chủ Nhân, chấn. Long Âm Huy Hoàng, chấn thiên động địa, như là thiên đường tuyên án, phán quyết sinh tử thần ma. Từng tôn danh vang vọng Thiên Khải, từng lời tuyên án khiến linh hồn hồi hộp, để sinh tử giới hỗn loạn náo nhiệt nhanh chóng lâm vào yên lặng. Hoàng Kim Thiên Phủ và các cường giả có chút hoảng hốt, lập tức lạnh hết cả người, tê cả da đầu. Chi đội tấn mãnh liên hợp vây bắt của bọn hắn, bị diệt sạch. Đây là phô trương thanh thế sao? Hay là... thanh âm kia là của ai? Phần Thiên Thần Hoàng, Khương Phàm sao? Các cường giả tụ tập gần đó đều đung đưa ánh mắt nhìn phía Hoàng Kim Thiên Phủ cùng với các thần tộc và đế tộc, đang mong đợi nơi đó có người đáp lễ một câu. Nói bậy nói bạ, là giả, đó là giả. Nhưng, bọn hắn từ trên khuôn mặt của các đế tộc, thần tộc thấy được sự tức giận cùng sợ hãi. Sau khi yên lặng trong lúc ngắn ngủi, thanh âm lần nữa từ sinh tử đại đạo, truyền tới Thiên Khải chiến trường. Các ngươi chế giễu Thương Huyền mấy chục năm, tự nhận có thể so sánh Bát Bộ Hoàng Đạo làm càng tốt hơn, kết quả đây. Không gì hơn cái này. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi. Một vị đại thống lĩnh trong đội ngũ Hoàng Kim Thiên Phủ giận dữ uy hiếp, nhưng lời vừa tới miệng, lại nói không nổi nữa. Dù sao bọn hắn cũng đang chuẩn bị lấy xâm lấn Thương Huyền, dù sao hai bên cũng đã không chết không thôi, như là đã khai chiến, nên không có ai quan tâm uy hiếp. Trong không khí kiềm chế cùng khủng hoảng, bọn hắn tiếp tục chờ đến từng tiếng tuyên ngôn uy nghiêm mà bá đạo. Ta, Phần Thiên Thần Hoàng. Ta, Ngự Thiên Chiến Thần. Đế ước sắp tới, chúng ta, chờ các ngươi tại Thương Huyền Đại Lục, chịu chết, chịu chết, chịu chết, chịu chết. Tiếng hò hét hùng hậu liên tục vang vọng, như mấy triệu hùng binh đang tuyên chiến, rung động thiên khải, quanh quẩn đất trời, kéo dài không dứt. Hồi lâu sau, có người cả gan, cẩn thận từng ly từng tí tới gần sinh tử môn. Muốn nhìn qua con đường sinh tử quan sát tình huống tại U Minh địa ngục. Kết quả, một loại hồn uy thảm liệt mà kinh khủng nở rộ tại đỉnh Côn Lôn, xuyên qua con đường sinh tử, thẳng tới Thiên Khải, sau khi xông ra khỏi sinh tử môn, trong chốc lát, hóa thành một thanh chiến đao. Mặc dù là hồn uy, nhưng uy lực quá mạnh, người kia còn không có thấy rõ ràng cái gì thì đã bị đối diện băng thành mảnh vỡ, vẩy xuống huyết thủy đầy trời, các cường giả khác đang muốn đến gần thì kinh hãi từ từ lui lại. Đỉnh Côn Lôn, còn do Tu La ta trấn thủ, sống đủ rồi, có thể tới. Hồn uy nở rộ, biến thành thanh âm hùng hậu, xông mở sinh tử đại đạo, quanh quẩn tại sinh tử giới yên tĩnh. Tu La còn đang ở U Minh trấn thủ Côn Lôn. Không phải Khương Phàm thắng sao? Tại sao không có dẫn hắn rời khỏi? Các phương không nghĩ ra được. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong vòng vài ngày sau đó, huyết ma tộc và các yêu tộc liên tiếp đuổi tới. Nhưng Tu La trấn thủ đỉnh Côn Lôn, tử thủ con đường sinh tử, bọn hắn không biết cụ thể tình huống phía dưới, thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn lập tức triển khai thảo luận kịch liệt, có người đề nghị tập kết càng nhiều cường giả, giết vào U Minh địa ngục, cưỡng ép hiểu rõ liên quân sinh tử. Có kẻ thì đề nghị mau chóng trở về mình đại lục, tìm kiếm cửa vào địa ngục, tới đó tiếp dẫn người sống sót. Cuối cùng, đại bộ phận có khuynh hướng cứu viện trước. Dù sao ai cũng không biết rốt cuộc tình huống tại đỉnh Côn Lôn là như thế nào, ngay cả 7 vị thần tôn đều có thể chôn vùi,
nói không chừng Tu La đang khuyến khích U Minh quỷ tộc hợp tác cùng Khương Phàm. Bây giờ bọn hắn trừ phi tập kết 10 vị thần ma trở lên, nếu không nguy hiểm sẽ cực lớn, nhưng muốn tập kết nhiều thần ma như vậy, nói nghe thì dễ. Mà, bọn hắn không tin Hoàng Kim Thần Tôn và Thiên Mệnh Thần Tôn cùng những người khác đều chết hết thật, rất có thể là tán loạn thoát khỏi, hoặc là lưu vong cửu U Thâm Không. Cũng chính là năng lượng đặc biệt của cửu U Thâm Không đã quấy nhiễu nguyên hỏa sinh mệnh trong tổ từ bọn hắn, cho nên nhìn lấp lóe lúc sáng lúc tối. Cho nên mặc kệ như thế nào, nếu còn sống, hoặc là có hy vọng còn sống, thì phải cứu trở về trước tiên. Tại thời điểm bọn hắn lo lắng nghĩ cách cứu viện, chiến trường Thiên Khải lại lâm vào chấn động đã lâu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết phần Thiên Thần Hoàng chuyển thế tại Thương Huyền Đại Lục đã huyên náo oanh oanh liệt liệt, cũng biết hắn đang không ngừng mạnh lên, nhanh chóng tới gần thần vị, nhưng chung quy đây vẫn là chuyện của Thương Huyền Đại Lục, cách bọn họ thực sự quá xa, mà, từ tin tức giải rác bọn hắn hiểu rõ mà nhìn lại, mặc dù phần Thiên Thần Hoàng quét ngang bát bộ hoàng đạo, nhưng muốn triệt để nhất thống Thương Huyền, còn cần đứng trước hai cái thế lực quái vật khổng lồ là Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều kia. Chu Thiên Thần Điện cùng Xích Thiên Thần Triều liều chết phản kích, chắc chắn sẽ bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên, khi biết Thiên Hậu bị bắt, Đông Hoàng Càn bị bắt, có khả năng Khương Phàm sẽ không tiếc cái giá mà đắc tội U Minh cũng đều muốn mời Tu La về, bọn hắn liền biết đến bước ngoặt đại chiến Thương Huyền, cũng là thời điểm thảm thiết nhất. Nhưng Hoàng Đạo Thiên Khải tuyệt đối không nghĩ tới, đế tộc lại quả quyết xuất kích, từ sinh tử giới giết đến côn lôn quỷ giới, không kịp chờ đợi muốn cướp giết Khương Phàm, hủy diệt Tu La. Càng không có nghĩ tới chính là, đế tộc lại, thất bại, mà còn là thất bại thảm hại. Bảy tôn thần ma giáng lâm, lại bị một mẻ hốt gọn, thương thì thương, chết thì chết, chấn thì chấn. Mặc dù thương vong còn không có bị chân chính chứng thực, nhưng khẳng định là vô cùng thảm liệt. Mà đây cũng không phải là chuyện Khương Phàm cùng Tu La có thể làm được, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi U Minh quỷ tộc nhúng tay. Nói cách khác, Khương Phàm chẳng những không có đắc tội U Minh, ngược lại còn cùng U Minh liên thủ làm một cái sát cục kinh khủng tại đỉnh Côn Lôn, biến Côn Lôn thành mộ địa, mai táng một nhóm lớn cường giả Thiên Khải. Đây là một cái bẫy, một cái sát cục điên cuồng. Đây là sát cục Khương Phàm làm cho Thiên Khải chiến trường, là Khương Phàm chính thức tuyên chiến với Thiên Khải chiến trường. Mà chỉ một trận chiến lần này, Khương Phàm càng bằng vào tài nguyên săn giết, tăng vọt thực lực, nhất thống Thương Huyền cơ hồ đều không có lo lắng. Chỉ là, trong hoàng thành trấn thủ các phương nhìn tin tức trên bàn, trong lòng đều có một loại cảm giác phức tạp không nói rõ được. Phần Thiên Thần Hoàng nhanh như vậy đã muốn nhất thống Thương Huyền rồi. Chỉ mới ngắn ngủi mấy chục năm thôi. Phần Thiên Thần Hoàng nhanh như vậy đắc muốn tái nhập Thiên Khải chiến trường rồi. Lại còn là dưới cục diện triệt để thống nhất Thương Huyền. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Bọn hắn đều có chút cảm giác trở tay không kịp. Trước lúc này, tâm tình của bọn hắn đối với loạn chiến Thương Huyền càng là xem trò vui nhiều hơn, mặc dù biết Khương Phàm giết hung tàn, giết điên cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cho tới bây giờ sâu trong lòng bọn họ giống như đều không có cho rằng Khương Phàm thật có thể triệt để thống nhất Thương Huyền được, càng không có nghĩ tới Khương Phàm có thể tái nhập Thiên Khải. Nhưng đột nhiên, chiến hỏa đã đốt tới Thiên Khải. Bảy đại thần ma thương vong, như là một cơn gió lạnh thổi khắp chiến trường Thiên Khải. Khương Phàm không chỉ có tới, còn đằng đằng sát khí mà đi đến rồi. Khương Phàm không chỉ có tới, mà còn điên cuồng, càng không sợ mà đi đến hơn so với kiếp trước. Trong lúc hoảng hốt, bọn hắn như nhìn thấy liệt diễm chu tước che khuất bầu trời kia đã xuất bây giờ đỉnh đầu của bọn hắn, tràn ngập vô tận lệ khí đôi mắt gắt gao tập trung vào bọn hắn. Cùng lúc đó, Hắc Ma Hoàng đang tuyệt vọng giãy giụa tại cửu U Thâm Không, hắn chạy thoát trước hết nhất, dưới sự bảo vệ của Hắc Ma Bia, mang theo số lượng lớn người sống sót của Hắc Ma tộc cùng huyết ma tộc, lao thẳng đến Hắc Ma Đại Lục. Lại sau đó nữa chính là Thiên Mệnh Thần Tôn, Ngọc Tỷ Thần Triều bảo vệ đầu của hắn cùng với linh hồn bị trọng thương, xô ra khỏi cửu U Thâm Không kinh khủng. Thái Hư Cổ Long thì bảo vệ gần nửa đoạn thân thể của Tử Kim Long Thần, phá tan hư vô vùng đất U Minh, tái hiện thế gian. Không quan tâm gì mà lao tới Cự Long Đại Lục. Huyết ma tộc cưỡng ép binh giải được huyết châu của huyết ma hoàng dẫn dắt, gánh vác cửu U Thâm Không xâm nhập, quay về ma tộc. 18 viên tràng hạt bạch hổ gánh chịu lấy chấp niệm giết chóc của bạch hổ yêu thần, lao tới bạch hổ đại lục. Ngoài ra còn có u ảnh ma tộc, thiên mệnh thần triều, hoàng kim chiến tộc và các bộ phận thánh hoàng khác dựa theo vũ khí cường đại, hất ra truy sát, chạy thoát. Chỉ là cái giá so với bọn hắn trả ra. Còn có số lượng thi thể ở lại chiến trường Côn Lôn, thì bộ phận chạy trốn này quá ít.
Sau khi hiểu rõ chi tiết tình huống, Bạch Hổ đế tộc, Long tộc, Hắc Ma tộc, Huyết Ma tộc, Bắc Thái đế tộc, cùng Thái Sơ đế tộc, toàn bộ lục đại đế tộc đều vô cùng tức giận. Bọn hắn một mực cười nhạo đám ngu xuẩn Thương Huyền kia, luôn luôn lọt vào tính toán của Phần Thiên Thần Hoàng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phần Thiên Thần Hoàng cũng dám làm cục đối bọn hắn, lại còn dưới tình huống không có hoàn toàn thống nhất Thương Huyền mà hắn lại dám tuyên chiến với lục đại đế tộc. Nhưng sau khi cẩn thận tìm hiểu tình hình, rốt cuộc bọn hắn cũng phát hiện được rằng thật sự là mình đã coi thường Phần Thiên Thần Hoàng. Hắn lại kéo Chu Thiên Thần Điện đến dưới trướng. Hắn lại kết minh cùng thế giới mới. Man Hoang chiến tộc cao ngạo vậy mà lại dứt khoát đứng ở bên hắn đây. Ngay cả Tu La đều kéo động quỷ tộc U Minh, phụ trợ Phần Thiên Thần Hoàng trận sát cục này. Bọn hắn tức giận, bọn hắn rung động, cũng cực kỳ uất ức. Cái sự thảm bại này hoàn toàn không nên phát sinh, càng là không thể xuất hiện tổn thất. Bọn Hoàng Kim Thần Tôn chết thật sự là đáng tiếc. Bạch Hổ đế tộc tức giận đến mức muốn một lần nữa tập kết, đuổi giết Côn Lôn, tái chiến Tu La cùng quỷ tộc U Minh. Bắc Thái đế tộc, Thái Sơ đế tộc thì nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, xác thực có coi trọng qua Khương Phàm, nhưng chưa bao giờ thật sự coi trọng. Trận thảm bại này để bọn hắn rõ ràng ý thức được tính nguy hiểm từ Khương Phàm, lần tiếp theo. Tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa. Huyết Ma đế tộc. Huyết châu của Huyết Ma Hoàng giống như một mặt trăng máu lơ lửng trong đại điện Huyết Ma âm trầm kinh khủng. Phía trên cung điện, không gian sụp đổ, bạo động vặn vẹo, huyết khí kinh khủng liên miên bất tuyệt lao ra, kích động Huyết Ma đại điện, đánh thẳng vào Ma Hoàng Huyết Châu đang sợ hãi. Trong không gian đang sụp đổ, rõ ràng là một cái thế giới đỏ thẫm kinh khủng, huyết phủ đầy trời lớn như thác nước, biển đỏ bạo động liên miên bất tuyệt va chạm lấy. Nơi đó là thế giới mà Huyết Ma đế quân ngủ say. Nơi đó là thế giới mênh mông của Huyết Ma đế quân, nơi Huyết Ma Hoàng nhìn chằm chằm phía ngoài. Chỉ mới một năm ngắn ngủi mà thôi, vậy mà hai tôn Ma Hoàng của Huyết Ma đế tộc lại vừa chết một phế một, đây không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào chấp nhận được, càng là tổn thất không thể nào hiểu nổi. Linh hồn Ma Hoàng bên trong Huyết Châu không đợi đế quân hỏi thăm, đã lo lắng nói. Đế quân, ta khiến cho Huyết Ma đế tộc hổ thẹn, ta khiến cho ngài thất vọng. Nhưng... vị thần của Man Hoang chiến tộc này, là lạ, trên người hắn có đế uy. Trong không gian sụp đổ, huyết khí vô biên, sóng máu ngập trời, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Huyết Ma Hoàng lại nói, ta biết Man Hoang đế tộc từ sau khi vị đế tổ vẫn lạc kia đã không còn từng sinh ra đế quân, nhưng ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, trên thân vị thần này, không, là trong huyết mạch, có đế huyết. Làm Huyết Ma tộc, cảm giác đối với huyết mạch vô cùng mẫn cảm. Tại thời điểm tôn Man Hoang nhân ma kia đột nhiên bộc phát đế uy, hắn rõ ràng cảm nhận được đó cũng không phải là một loại binh khí hoặc là di cốt nào đó, mà là từ trong huyết mạch tán phát ra. Một khắc này, tên quái vật đó bất luận là từ ánh mắt hay là khí thức, đều trở nên đáng sợ không gì sánh được. Cũng chính là uy áp như vậy đã để cho hắn e ngại, quả quyết binh giải, đào thoát khỏi chiến trường. Mặc dù không cách nào hiểu nổi, càng không thể tin hơn, nhưng, nếu như vị thần Man Hoang này thật sự có đế mạch, thì cái chết của tôn Ma Hoàng mà Huyết Ma tộc bọn hắn phái đi trước đó kia đã có thể giải thích. Biết, trong thế giới đỏ thấm kia truyền ra thanh âm trầm thấp phiêu miểu, không gian sụp đổ khép lại từng mảnh, Huyết Ma đại điện màu bạc khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Linh hồn Huyết Ma Hoàng âm thầm buông lỏng, nhìn bộ như thế này, là đế quân muốn đích thân cha. Đúng, khẳng định là như thế này. Nếu như Man Hoàng có đế, chuyện sẽ lập tức thay đổi tính chất hoàn toàn. Thái Sơ đế thành. Lần vây bắt Khương Phàm này bọn hắn xuất lực nhiều nhất, lại bỏ ra cái giá thảm trọng nhất. Hoàng Kim Thần Tôn chiến tử, thần hồn câu diệt, chủ nhân Tu Di Sơn bị trấn, sinh tử khó liệu. Cả tòa đế thành đều bịt kín bóng ma, bầu không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người nói chuyện hay làm việc đều cẩn thận, sợ phạm vào kiêng kỵ, đảo mắt đã bị đánh thành bụi. Hai vị thần tôn của Thái Sơ đế tộc là Thiên Quân Đại Thần Tôn và Thiên Uy Thần Tôn lần lượt đăng lâm thiên khải, tỏa trấn đế thành. Mặc dù hai vị thần tôn đã lâu không xuất hiện tại Thiên Khải, nhưng uy danh của bọn hắn tại Thiên Khải có thể nói là được đặt ở trong lòng mỗi một người canh giữ tòa hoàng thành. Thiên Quân Đại Thần Tôn chính là người được công nhận, nhân tộc gần với đế quân nhất. Cái danh Thiên Quân, uy lẫm chúng sinh nhân tộc. Thiên Uy Thần Tôn, để chư thiên thần ma sợ hãi. Bởi vì hắn tỉnh lại, vạn kiếp môn, đã ngủ say trong thời gian vô tận, đó là thời khắc khai thiên tích địa, bản thân thế giới sinh ra cánh cửa pháp tắc. Từ khi Thái Sơ đế tộc đạt được vạn kiếp môn đến nay,
hắn là kẻ duy nhất có thể điều động nguồn năng lượng thần linh kia. Đại thống lĩnh trấn thủ Thái Sơ Đế Thành quỳ một chân xuống đất, trầm giọng bẩm báo. Hoàng Kim Thiên Phủ quần tình xúc động, tức giận, nhiều lần thỉnh nguyện nếu lại chiến Côn Lôn. Nhưng chúng ta đã minh xác một tin tức, Tu La đã ký kết khế ước cùng chủ nhân luyện ngục, thần thai đã ngưng tụ uy lực luyện ngục. Nếu chủ nhân Huyết Hà và chủ nhân Hoàng Tuyền tham dự cuộc chiến Côn Lôn, rất có thể chủ nhân luyện ngục sẽ ẩn núp ở dưới Côn Lôn quỷ giới. Ngoài ra, chúng ta còn được một tin tức không có hoàn toàn chứng thực, phong đô quỷ giới gần đây tấp nập dung chuyển, hư hư thực thực. Phong đô quỷ chủ đã thức tỉnh. Cho nên chúng ta vẫn luôn đang trấn an Hoàng Kim Thiên Phủ, bây giờ nếu như vội vàng xuất kích, trừ phi quy mô đặc biệt khổng lồ, nếu không còn có thể gặp phải thất bại. Thiên Uy Thần Tôn ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, khí tức kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, tràng cảnh tai nạn nhật nguyệt tiêu tan, mang cho đại thống lĩnh cảnh giới Thánh Hoàng Đại Hoàn mãn áp bách đến ngạt thở. Tình huống Bạch Hổ đế tộc nơi đó như thế nào? Đại thống lĩnh bẩm báo nói. Bạch Hổ yêu thần xác định đã chết, chỉ trốn về 18 viên sát lục niệm châu. Bạch Hổ đế thành vô cùng táo bạo, ngủ say lão yêu thần đều thức tỉnh, quanh năm ở bên ngoài vị thần này bí, thiếu hoàng, đang trở về. Nhưng Bạch Hổ đế thành còn giống như đang đợi tin tức của Long tộc, cũng đang liên hệ Huyền Vũ đế tộc, nếu như hai bên nguyện ý phối hợp, vô cùng có khả năng bọn chúng sẽ liên thủ giết vào U Minh. Nếu như Long tộc và Huyền Vũ từ chối, hẳn là bọn chúng sẽ không mạo hiểm. Thiên Uy Thần Tôn hừ một tiếng. Không cần quản bọn chúng, muốn đánh thì đánh. Đám súc vật kia dựa vào móng vuốt nói chuyện, sẽ không nghe lời khuyên. Trước tiên hãy làm yên lòng Hoàng Kim Thiên Phủ, cứ nói. Chúng ta sẽ đích thân hiệp trợ Kim Vô Song tiến đến thần linh cảnh trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm địa vị của Hoàng Kim Thiên Phủ không thay đổi. Lại đồng ý với bọn hắn, thời điểm xuất chinh Thương Huyền, Hoàng Kim Thiên Phủ sẽ là tiên phong, cho phép bọn hắn đại khai sát giới. Kỳ thật có thể khống chế Hoàng Kim Thiên Phủ, chúng ta không thể hiện thái độ, bọn hắn sẽ không thể nào tùy tiện tiến U Minh, điều duy nhất cần lo lắng chính là Tu Di Sơn. Chúng ta đang kiểm tra đối chiếu sự thật, chủ nhân Tu Di Sơn là bị kéo đến luyện ngục quỷ giới, hay là bị Khương Phàm mang về thế giới hỗn độn. Đại thống lĩnh cao mày, đây là vấn đề khó giải quyết nhất. Tu Di Sơn là thánh địa của toàn thể Phật đạo, chủ nhân Tu Di Sơn càng là thần Phật duy nhất của Phật đạo, địa vị cùng lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Bọn hắn không sợ chủ nhân Tu Di Sơn bị trấn tại U Minh, chỉ sợ Khương Phàm mang hắn về thế giới hỗn độn, sẽ vào ngày nào đó uy hiếp Phật đạo làm ra thỏa hiệp. Thiên Quân Đại Thần Tôn mở đôi mắt ra, trong đôi mắt không có con ngươi, chỉ có vòng xoáy hủy diệt kinh khủng, như là có thể đều kéo lấy linh hồn người ta đi vào mà xoắn nát. Phật đạo có liên hệ cùng chúng ta. Đại thống lĩnh lắc đầu. Tạm thời còn không có, nhưng tất cả thế lực Phật môn đều đã bắt đầu hành động, số lượng lớn thánh Phật tề tụ về Tu Di Sơn. Hai vị thần tôn đều trầm mặc, mặc dù Phật đạo thuộc về Thái Sơ Đại Lục, nhưng bọn hắn cho Phật môn đầy đủ quyền lợi, hai bên cho tới bây giờ đều không phải là quan hệ phụ thuộc, đến mức bọn hắn không có quyền can thiệp bất cứ việc gì của Phật môn. Thật lâu, Thiên Quân Đại Thần Tôn mới nói với Thiên Uy Đại Thần Tôn. Ngươi tự mình đi Tu Di Sơn một chuyến, cố gắng trấn an, làm tiếp chút cam đoan, nhất định phải bảo đảm thái độ Phật môn có khuynh hướng về chúng ta. Đáy mắt Đại Thống Lĩnh ở phía dưới hiện lên tia hung ác, đè thấp thanh âm nói. Đây thật ra là một cơ hội đặc biệt. Chủ nhân Tu Di Sơn đối với Phật môn mà nói quá là quan trọng, nếu như bọn hắn đàm phán cùng Khương Phàm, vì để bảo trụ tôn thần Phật kia, thật điều kiện gì cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng nếu như chủ nhân Tu Di Sơn chết rồi. Phần Thiên Thần Hoàng không phải người đơn giản như ngươi tưởng tượng, nếu như người ở trên tay hắn, hắn tuyệt đối không thể nào để ngươi tùy tiện xử tử hắn. Trừ phi, ngươi có kế hoạch gì? Chỉ cần thái độ Phật môn cường ngạnh, Khương Phàm đàm phán bất lợi thì có thể giết chủ nhân Tu Di. Bởi vì, bây giờ hắn quá cần thần vật kích phát tiềm lực, nếu Phật môn không thể để hắn sử dụng thì giữ lại thần Phật cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng giết nuốt luyện. Đề nghị của ta là, cho Phật môn tái tạo thần linh. Có tân thần, Phật môn sẽ không quá mức hèn mọn, đàm phán cùng Khương Phàm cũng có thể có lực lượng, chỉ ít thì không đến mức bị Khương Phàm ép buộc, mà chúng ta hiệp trợ bọn hắn tạo nên thần linh kia cũng sẽ có khuynh hướng về chúng ta. Ngươi là chỉ, Hứa Như Lai. Không sai, chính là hắn. Cảnh giới của hắn quá thấp, về thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng chúng ta có thể cung cấp tài nguyên, cung cấp đầy đủ tài nguyên có thể đẩy hắn lên thần vị. Hắn đã dung hợp xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, có tiềm lực xưng thần, chỉ là thiếu tài nguyên nhanh chóng tăng lên mà thôi.
mà, hắn đạt được xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, lực ảnh hưởng tại Phật môn đã đầy đủ cường đại. Không cần thật sự xưng thần, chỉ là tiến vào Thánh Hoàng thì đã có thể ảnh hưởng quyết định của Phật môn. Thiên Uy Thần Tôn từ chối cho ý kiến, lại nói. Trước tiên đi điều tra chủ nhân Tu Di Sơn đang ở đâu. Ta muốn tin tức chính xác. Đại thống lĩnh vội vàng nói. Ta đã sắp xếp người đi Thái Uyên cực địa, nơi đó có liên hệ cùng quỷ chủ U Minh, hẳn là có thể có câu trả lời chính xác. Thái Uyên cực địa, lão già kia đã chết rồi sao? Bọn hắn vẫn luôn đang phong tỏa tin tức, nhưng chuyện này ngược lại đã nói rõ. Rất có thể Thái Uyên thần tôn đã chết rồi, cũng có thể là sắp chết, tóm lại là không có uy hiếp. Đi xuống đi, làm tốt chuyện. Đại thống lĩnh vừa muốn rời khỏi, thiên quân đại thần tôn lại đột nhiên nói. Vĩnh dạ đâu? Đại thống lĩnh vội vàng xoay người, quỳ một gối xuống. Thuộc hạ vô năng, vẫn không thể liên hệ đến thánh tôn. Trước đó hắn không có hứng thú đối với phần thiên thần hoàng, nhưng bây giờ phần thiên thần hoàng đã trở thành uy hiếp, đám cường giả dưới trướng kia cũng đều không tầm thường. Tương lai đế tộc liên thủ giá lâm thương huyền, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Tiếp tục liên hệ, nhất định phải để hắn trở về. Thiên Uy thần tôn ở bên cạnh nói. Trước khi rời khỏi hắn đã nói qua, thời điểm trở về chính là lúc hắn chỗ sung yếu đâm đến cảnh giới thần tôn. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Mục tiêu cạnh tranh của hắn vẫn luôn là đế tử của Bắc Thái kia, bây giờ thực lực của đế tử. Hẳn là đã muốn đột phá. Thiên quân đại thần tôn uy nghiêm nói. Liên hệ đến hắn, trong vòng nửa năm, nhất định phải trở về. Ta muốn đích thân bảo vệ hắn, tiến đến thần cảnh. Bắc Thái đế thành. Đế tử, đây là tinh cầu ký ức ngài muốn. Một nam tử từ chiến trường Côn Lôn trở về, quỳ gối ở trước mặt đế tử. Trước hành động lần này, đế tử đặc biệt an bài một người thị vệ xâm nhập vào trong đội ngũ thiên mệnh thần triều. Hắn không cần tham dự chiến tranh, mà là dùng ký ức tinh cầu, ghi chép kỹ càng quá trình chiến đấu của Khương Phàm, còn có biểu hiện của Lý Dần. Đế tử cầm lấy quả tinh cầu ký ức đầu tiên, sau khi rót năng lượng vào, tinh cầu nở rộ lên tia sáng chói mắt, rất nhanh đã tạo thành hình ảnh rõ ràng. Mặc dù lúc ấy thị vệ này cách rất xa, nhưng loại chiến đấu thần cấp này lại có cảnh tượng khủng bố mà to lớn, cho nên coi như thấy rõ ràng. Quả tinh cầu ký ức này ghi chép tỉ mỉ toàn bộ quá trình từ lúc Khương Phàm giáng lâm đến bôn tập Hoàng Kim Thần Tôn, từ chống lên Thông Thiên Tháp đến ác chiến với Hắc Ma Hoàng, lại đến phát động Liệp Thần Thương, trọng thương chủ nhân Tu Di cùng Bạch Hổ Yêu Thần. Đệ tử yên lặng nhìn hình ảnh trong tinh cầu ký ức, lặp đi lặp lại quan sát đến toàn bộ quá trình chiến đấu của Khương Phàm, lưu ý đến mấy cái bí thuật được phóng thích, cùng thay đổi của Khương Phàm sau khi phóng thích. Thực lực này cũng không giống như Tân Tấn Thần Hoàng, hẳn là hắn đã đạt được một loại truyền thừa không tầm thường nào đó. Chu tước truyền thừa cũng đã là truyền thừa đế cấp, lại còn có truyền thừa càng mạnh hơn. Trách không được nhiều người như vậy mà đều thua ở trong tay hắn. Những truyền thừa khác đều là từ chỗ nào tới, thượng thương cổ thành sao? Đệ tử thì thào khẽ nói, an bài thị vệ đi ghi chép, càng muốn nhìn tràng cảnh Khương Phàm bị trà đạp ngược đánh hơn, không nghĩ tới vậy mà lại ghi chép được hình ảnh quý giá như thế. Đây là cái gì? Một nữ tử quốc sắc thiên hương mỹ diệu đi tới trong điện, nhìn thấy ánh sáng bành trướng phun trào, kiều nhan sau mạng che mặt có hơi kinh ngạc. Mẫu thân. Đệ tử khẽ vuốt cằm, xem như hành lễ. Tinh cầu ký ức ghi chép quá trình chiến đấu của Khương Phàm. Nữ tử xinh đẹp chính là mẫu thân của đệ tử, Cung Như Ngọc, nàng nghe vậy liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh. Nam tử vội vàng quỳ xuống đất, hành lễ với phụ nhân. Cặt kiều Cung Như Ngọc sau mạng che nhan có chút giá lạnh, nói với nam tử. Người ghi chép lại quá trình chiến đấu thần tôn không? Thuộc hạ, không có. Trong đầu nam tử trong chớp mắt đã lấp lóe lên số lượng lớn hình ảnh, trong nội tâm càng là dâng lên kịch liệt dẫy giụa, tốt xấu gì cũng là đầu chuyển nhanh hơn so lanh mồm lanh miệng, nếu không thì sẽ đắc tội vị nữ tử có quyền thế ngập trời tại đế tộc trước mặt này. Nhà mẫu thân ruột của Cung Như Ngọc chính là người thiên mệnh thần triều, đối với thần tôn vô cùng kính sợ, cho nên sẽ không cho phép hắn ghi chép cảnh tượng lại chật vật thảm bại của thần tôn, càng không cho phép truyền đi. Chuyện này đối với thần triều mà nói, chính là một vết bẩn. Đệ tử thản nhiên hỏi một câu. Thần tôn như thế nào? Đã bắt đầu dùng thần nguyên, hẳn là có thể đoàn tụ thần khu. Kỳ thật ngài ấy không nên bị thua, là chủ quan. Vương hầu thần triều thì sao? Trốn về được một nửa, những người còn lại, có một số chiến tử tại Côn Lôn, có một số thất lạc tại Cửu U.
hai đầu lông mày cung như ngọc tụ lên mấy phần tức giận, thần triều chưa từng có gặp qua tổn thất như vậy, đối với nàng mà nói, đó càng là chuyện không cho phép xảy ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong suy nghĩ đế quân. Nàng nhìn hình ảnh hùng vĩ trong tinh cầu ký ức, mang theo lời nhắc nhở đế tử nghiêm túc. Khương Phàm đã thành thần, còn bị rơi ở phía sau. Tốc độ của con, không nên không bằng hắn. Hôm nay ta sẽ bế quan. Đế tử thu hồi tinh thạch ký ức lơ lửng. Tỷ lệ lớn bao nhiêu, thời gian tốn bao nhiêu. Ngài không cần lo lắng, trước khi Thương Huyền đại chiến, ta sẽ thành thần. Nhưng Khương Phàm đã thành thần, trước khi đại chiến, sợ rằng hắn sẽ càng mạnh. Hắn mạnh, ta không mạnh, ha ha. Đế tử cười lạnh vài tiếng, lật ra quả tinh cầu thứ hai, kích hoạt hình ảnh bên trong lên. Hình ảnh này ghi chép Lý Dần. Cung Như Ngọc không tốt quá nghiêm khắc đối với đế tử, nàng liếc mắt nhìn hình ảnh, nhận ra người ở bên trong. Đây chính là phân thân kia của con, cảnh giới gì? Thị vệ bên cạnh nói. Thánh Vương. Ồ. Cung Như Ngọc kinh ngạc nhìn thị vệ, phân thân giải ra lúc ấy đều là thánh phẩm linh văn, cảnh giới cực hạn hẳn là Niết Bàn cửu trọng thiên, may mắn hơn thì chính là bán thánh, vậy mà cái tên này Lý Dần đã là Thánh Vương. Đây không chỉ là cần phải có thần vật biến đổi linh văn, tiến đến thiên phẩm, càng cần càng nhiều thần vật kích phát hơn, tiến đến Thánh Vương thiên phẩm, thì cần tài nguyên rộng lượng trồng chất. Khương Phàm thật cam lòng nhỉ. Mấy người này, đệ tử nhìn một chút rất nhanh đã nhìn xảy ra vấn đề. Bên trong tinh thạch ký ức, Lý Dần luôn cùng ba người khác liên thủ tác chiến. Lý Dần hóa thân thành mãnh cầm, hẳn là thiên mệnh bất tử điểu, một loại hung cầm cực kỳ quỷ dị và khó chơi. Nhưng trong liệt diễm bộc phát lại không ngừng xuất hiện cảnh tượng sơn hà cường thịnh lại rõ ràng, nhìn tựa như là một mảnh liệt diễm tạo nên thế giới to lớn, thanh thế vô cùng kinh người, cho dù là thông qua hình ảnh bày biện ra thì vẫn đều có thể cảm nhận được loại khí thế áp bách vô cùng mênh mông kia. Ba người khác cũng vô cùng bất phàm. Một người rõ ràng là Tử Kim Thiên Long, dị loại tuyệt đối trong long tộc. Trong lịch sử, Tử Kim Cự Long cùng Thiên Long tộc sau khi đã trải qua một trận nội đấu thảm liệt, vì để hòa hoãn liên quan mà đã thúc đẩy một lần kết hợp, sinh hạ tạp chủng, dị long mới Tử Kim Thiên Long. Tử Kim Thiên Long đã có thể phách của cự long, lại có tốc độ của thiên long, được vinh dự là chiến thú long tộc. Càng kỳ diệu hơn chính là, con dị long kia lại không phải, dòng độc đinh, ngược lại còn đang không ngừng kết hợp cùng cự long tộc cùng thiên long tộc, thành công kéo dài thành một loại long chủng độc lập. Sau khi nhìn thấy Tử Kim Thiên Long cường đại, cự long tộc cùng thiên long tộc đều muốn tranh thủ. Nhưng Tử Kim Thiên Long không chỉ có cường hãn, ngược lại còn dã tâm bừng bừng, mưu toan mưu phản. Kết quả có thể nghĩ. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Một kẻ khác là Bạo Phong Cự Long, tồn tại cấp thống lĩnh bên trong cự long tộc, nhưng kẻ này lại có lân giáp đen như mực, cùng cương khí màu đen, biểu hiện ra huyết mạch của hắn càng đặc biệt hắc long. Tên thứ ba là một kẻ con người, trong tay lại cầm tinh thần kiếm. Thanh kiếm kia xem xét cũng không phải phàm phẩm. Vài trăm dặm chiến trường đều hóa thành không gian tinh thần, vô số ngôi sao bộc phát nở rộ, lao nhanh tinh hà tràn ngập trong đó. Tử Kim Thiên Long liên thủ Phong Bạo Cự Long mạnh mẽ đâm tới, ác chiến với cường địch, Lý Dần hóa thân thành thiên mệnh bất tử điểu, bạo kích tập kích lại sát chiêu ngạnh kháng, lại có tinh thần kiếm thao túng chiến trường. Phối hợp tuyệt diệu quét ngang chiến trường, đụng phải Thánh Vương liền buồn ngủ mà giết, đụng phải Thánh Hoàng thì lại chạy xa, cuối cùng lúc các phương rút lui. Bọn hắn lại còn cưỡng bức kéo lại lão tổ Thánh Hoàng của cùng kỳ yêu tộc. Có chút ý tứ. Đế tử không nghĩ tới, mình, này lại phát triển tốt như vậy. Con còn không bắt hắn trở về. Cung Như Ngọc thưởng thức, Lý Dần, bất tử điều có thể diễn biến cảnh tượng sơn hà. Thật xinh đẹp. Làm xong chưa? Đế tử nhìn về phía người thị vệ kia. Sau trận chiến Côn Lôn, bọn hắn đã tiếp tục lùng bắt truy kích trong địa ngục, thuộc hạ thừa dịp loạn tới gần qua hắn. Theo lời ngài, đã nhắc nhở chi tiết. Ha ha, rất tốt, người đi Chí Tôn Kim Thành chờ xem. Thị vệ lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian muốn lui ra. Đế tử khối tinh thạch đầu tiên ghi chép cảnh Khương Phàm chiến đấu ném cho hắn. Trước tiên đi phục chế 5 cái, đưa cho khác ngũ đại đế tộc, để bọn hắn cẩn thận nghiên cứu quá trình chiến đấu của Khương Phàm, sớm làm chuẩn bị. Thị vệ lĩnh mệnh, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên nói. Đúng rồi. Thuộc hạ ở Côn Lôn chiến trường còn chứng kiến một kỳ lân rất đặc biệt, giống mặc kỳ lân có được 5 cái đầu biểu tượng cho ngũ hành, còn có được cái đầu ánh sáng như bạch kỳ lân, nó hình như là tọa kỵ của thiên hậu. Ngoài ra trên chiến trường còn có lôi kỳ lân, thủy kỳ lân cùng thổ kỳ lân.
tin tức này có cần để lộ cho Thái Sơ đế tộc hay không? Lúc ấy Hoàng Kim Thiên Phủ đều ở đại chiến Côn Lôn, nhưng bọn hắn là ở đỉnh núi, Kỳ Lân là ở hoang dã, thuộc hạ sợ bọn hắn không có chú ý tới bọn Kỳ Lân này. Đương nhiên phải thông báo Thái Sơ, để bọn hắn nhìn chằm chằm Bất Hủ Thần Sơn. Tuân lệnh, thị vệ cung kính rời khỏi cung điện, không gian vặn vẹo, biến mất khỏi tại chỗ. Một vị võ giả không gian. Võ giả không gian cảnh giới Thánh Vương. Cung Như Ngọc hỏi, con cho hắn nhiệm vụ gì? Đế tử cười nhạt nói. Nói cho hắn một câu. Câu gì? Đến Chí Tôn Kim Thành nhìn nữ tử ngươi đi, nàng điên rồi. Hỏi con của ngươi một chút đi, nó đã ném đi. Còn có, tự mình đến, sau 3 tháng, đừng làm chuyện điên rồ. Con đang dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn, loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ có hại cho thanh danh đế tử của con. Cung Như Ngọc không để ý đế tử dùng cái thủ đoạn gì lại làm cái chuyện gì, nàng để ý là thanh danh đế tử. Đế tử là hài tử của đế quân, tiềm lực thần vô hạn, càng là chủ nhân tương lai của đế tộc, nàng cần hắn hoàn mỹ đầy đủ, mà hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, ta đây là đang chơi trò chơi cùng chính mình mà thôi. Đây cũng không phải là uy hiếp, là nhắc nhở ta kia. Nên trở về nhà. Sớm tại thời điểm Khương Phàm săn giết Thiên Diện Ma Hoàng, đế tử đã cảm nhận được áp lực từ Khương Phàm, cho nên hắn nhất định phải phát triển nhanh hơn. Phân thân, kia còn lưu ở bên cạnh Khương Phàm, chính là một tài nguyên không tệ. Trước đó còn muốn chờ sau khi xâm nhập Thương Huyền lại dùng, lần này đã có cơ hội, gặp được, tại địa ngục, cũng không cần phải đợi thêm nữa, cho nên hắn đã an bài thị vệ đi truyền một lời. Không nghĩ tới chính là, phân thân này lại cho hắn một vui mừng, không chỉ có biến thành thiên mệnh bất tử điểu, thánh vương thiên phẩm, lại còn có năng lượng đặc biệt. Phân thân này huyết mạch càng mạnh, kích phát đối với hắn tất nhiên càng mãnh liệt. Được đế tử an bài xuống, tinh thạch ký ức đã phục chế thành 5 phần, trong thời gian ngắn nhất truyền đến tất cả đế tộc. Mặc dù chỉ là ghi chép Khương Phàm chiến đấu, mà không phải toàn bộ chiến trường, nhưng có thể cẩn thận nghiên cứu quá trình chiến đấu của Khương Phàm. Hiểu rõ một ít bí mật kiếp này của hắn, cũng coi như có thể. Bạch hổ đế tộc. Bạch hổ yêu thần chết thảm tại địa ngục, số lượng lớn bạch hổ cùng Đào Ngột và cùng kỳ mất mạng tại chiến trường làm cho cả bạch hổ đế tộc lâm vào cuồng nổi chiều giận. Lão yêu thần thức tỉnh từ trong ngủ mê, tự mình tiếp quản bạch hổ đế tộc, cũng truyền lệnh thiếu hoàng trở lại đế tộc. Thiếu hoàng, bạch hổ là huyết mạch mạnh nhất mà bạch hổ đế tộc sinh ra trong gần ngàn năm qua, từ khi sinh ra đã có được tổ mạch. Kinh động đến Bạch Hổ Đế Quân, cũng được Bạch Hổ Đế Quân tự mình bồi dưỡng. Hơn 500 năm trước đã tiến vào cảnh giới yêu thần, để Bạch Hổ Đế tộc kiêu ngạo bước lên thời đại tam thần. Nhưng Đế Quân hiển nhiên chưa vừa lòng với điều đó, Thiếu Hoàng càng bất mãn với chuyện này, cho nên bắt đầu từ 500 năm trước, Bạch Hổ Đế Quân đã tự mình tiến hành phong ấn huyết mạch Thiếu Hoàng tàn khốc, cảnh giới càng là áp chế đến thánh linh cảnh, ném tới các nơi trên Bạch Hổ Đại Lục, cùng Hải Dương bên ngoài Đại Lục, lịch luyện chiến kỹ. Ma luyện chiến thích, thể nghiệm sinh tử trong các loại cấm khu, bí cảnh khác nhau. Đế quân muốn tạo nó thành tồn tại đến gần với đế vị nhất trong yêu tộc. Cho nên cái danh thiếu hoàng tại Bạch Hổ đế tộc đã là, truyền thuyết, không có người nào biết sau khi thiếu hoàng kích hoạt huyết mạch, cảnh giới tăng cao, đến tột cùng là sẽ khủng bố đến mức nào. Cái đó là, thiên địa đại táng. Thiếu hoàng lặp đi lặp lại quan sát hình ảnh Khương Phàm đánh sụp đổ không gian, chôn vùi hắc ma hoàng kia. Mắt dọc có chút ngưng tụ, nổi lên huyết quang lạnh thấu xương. Thiên địa đại táng là cái gì? Lão yêu thần tản ra sát khí kinh khủng, nện bước móng vuốt kiên duệ, bước tới nhìn hình ảnh nở rộ trong tinh thạch ký ức. Thiếu hoàng xem xét đi xem xét lại, run run răng nanh, khí tức sát phạt đầy người. Thời điểm lịch luyện tại cấm khu hải vực đã nuốt một người. Từ trên thân người kia đạt được một loại truyền thừa, tên là chúng sinh đại táng. Rất đặc biệt. Lão yêu thần chưa nghe nói qua cái gọi là truyền thừa này. Ta đã hỏi qua đế quân đọc qua tư liệu lịch sử. Vô cùng đặc biệt, thiếu hoàng chăm chú tiếp cận hình ảnh nở rộ trong tinh thạch ký ức, trong đôi mắt lộ ra hung quang tàn nhẫn. Từ sau khi đạt được chúng sinh đại táng, hắn đã bắt đầu tìm kiếm khắp thiên hạ, trong hơn 10 năm nơi có thể đi cơ hồ đều đã đi. Vô hạn Sơn Hà, đã xác định, tại Huyền Vũ Đại Lục, sở thuộc đế tộc. Tự tại vũ trụ. Đã xác định, tại Hư Vọng Thần Hải, Võ Thần Điện. Nhưng này hai cái đều thuộc về hàng ngũ lục đạo, tạm thời không có liên quan gì với hắn, mà hai nơi kia cũng rất đặc biệt, hắn cũng không thể khiêu chiến. Thứ hắn truy tìm chính là uy lực lục táng.
người sở hữu luân hồi đại táng đã bị hắn đánh giết tại U Minh, nhưng thật đáng tiếc, truyền thừa kia đã biến mất, không có chuyển rời đến trên người hắn. Cực đoan nhất là thần ma đại táng, ở trong tay cái tên Thái Sơ điên cuồng kia. Hắn trước sau săn giết qua 7 lần, nhưng bị phong ấn hạn chế, chính hắn giải phong cao nhất là đến cảnh giới Thánh Hoàng, mỗi lần đều không thể thành công. Sau đó hắn tìm tới đế quân giải trừ phong ấn, tìm kiếm một lần nữa, tên kia lại biến mất, không còn tìm tới tới nữa. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại khống chế thiên địa đại táng. Chu tước truyền thừa, thiên địa đại táng, trách không được hắn có thể khinh thường đồng cấp, săn giết Thương Huyền. Đám ngu xuẩn vô tri kia bị thua cũng không trách được ai. Thiếu Hoàng hỏi, tinh thạch ký ức này là đều đưa đến mỗi đế tộc. Lão yêu thần nói, Hắc Ma, Huyết Ma, chúng ta, Cự Long, còn có Thái Sơ. Vị đế tử kia là muốn cho tất cả đế tộc cẩn thận nghiên cứu thực lực của Khương Phàm, tương lai đối mặt cũng có cái chuẩn bị tốt hơn. Thái Sơ đế tộc hẳn là sẽ triệu hồi hắn, nhìn thấy hình ảnh này, hẳn là hắn đã hiểu. Thiếu Hoàng có chút ngưng tụ đôi mắt dọc, nói. Lại phục chế hai phần, mang đến Võ Thần Điện cùng Huyền Vũ đế tộc. Võ Thần Điện. Đúng, Hư Vọng Thần Hải, Võ Thần Điện. Thái Uyên Cực Địa. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, Ngọc Tỷ Thần Chiếu các loại siêu cấp thần khí, cùng số lượng lớn Thánh Vương, Thánh Hoàng xông vào Cửu U Thâm Không, đảo loạn vong linh luân hồi tại Cửu U Thâm Không, xúc động luân hồi đại đạo ở bên trong, kinh động đến một người đang bế quan bên trong Thái Uyên Cực Địa, Triệu Thanh Duẫn. Thái Uyên Cực Địa là chủ nhân thần khấp chi hải, đỉnh cấp hoàng đạo truyền thừa đã lâu, không gần như chỉ có danh uy cực lớn ở Thiên Khải, còn có quan hệ đặc biệt cùng quỷ chủ địa ngục, được xưng là sứ giả địa ngục. Nhưng một trận chiến tại thế giới mới đã bị Khương Phàm làm trọng thương, tộc trưởng đương đại, Nam Cung Đấu Hồn, thiếu tộc trưởng, Nam Cung Minh, hám hải thú tộc trưởng. Số lượng lớn thánh linh thánh vương chết thảm, để thực lực Thái Uyên Cực Địa giảm mạnh. Rất nhiều cường tộc tại thần khắp chi hải cùng cường tộc hải vực lân cận cũng đã bắt đầu dục dịch. Nhưng bởi vì không biết vị thần Thái Uyên Cực Địa này còn sống hay không, nên không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là Thái Uyên Cực Địa đang tại thời kỳ vừa tức giận vừa khẩn trương, nên Triệu Thanh Duẫn đang ẩn núp tại hải vực đã đến nơi này. Mặc dù Triệu Thanh Duẫn đạt được hai khối đế cốt, cảnh giới và thực lực đều tăng nhiều, nhưng không có thời gian cùng tài nguyên trùng kiến thực lực của mình, đúng lúc nghe nói Thái Uyên Cực Địa tao biến, tiện bí mật tìm được Thái Uyên Cực Địa. Vị thần của Thái Uyên Cực Địa này kỳ thật còn chưa có chết, nhưng cũng thọ hết chết già, hắn rất không hy vọng Thái Uyên Cực Địa trong tương lai sẽ sửa họ, nhưng cũng không chống đỡ được uy hiếp cùng dụ dỗ của Triệu Thanh Duẫn, cuối cùng sau khi ký kết hiệp nghị vạn năm, hai bên đã đạt thành kết minh. Triệu Thanh Duẫn lấy thân phận Thánh Tôn, trở thành hộ giả Thái Uyên Cực Địa, Triệu Hoa Hùng và các truyền nhân giải rác của Triệu gia chính thức vào ở Thái Uyên Cực Địa, địa vị cùng Nam Cung gia tộc ngang nhau. Sở dĩ Cửu U Thâm không dung chuyển xúc động Triệu Thanh Duẫn, không phải là bởi vì nơi này kết nối cùng U Minh địa ngục, mà là bởi vì sau khi nàng dung hợp đế cốt 3 năm, ngoài ý muốn đã đạt được một loại truyền thừa thần bí, lực lượng truyền thừa cực kỳ khủng bố, vậy mà có thể táng diệt luân hồi. Hoàng Tổ, gia chủ Triệu gia bây giờ, cũng chính là truyền nhân mạnh nhất của Triệu gia trước đó, Triệu Hoa Hùng, cung kính quỳ gối ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Hắn biết lão tổ không thích cái chữ, lão kia, nên tất cả đã thống nhất để tộc nhân đổi tên thành, Hoàng Tổ, bởi vì lão tổ bây giờ của bọn họ đã là Thánh Hoàng Đại Hoàn Mãn. Nam Cung gia tộc mới từ U Minh quỷ tộc nơi đó đạt được một tin tức xác thực. Nguyên nhân Cửu U dung chuyển lần này, là Tu La bí mật liên hợp chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, phối hợp Khương Phàm bày một trận sát cục tại Côn Lôn chiến giới, lừa giết số lượng lớn cường giả Thiên Khải. Đoán chừng, Hoàng Kim Thần Tôn, Bạch Hổ Yêu Thần, hẳn là đã chết thật, linh hồn của Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Hắc Ma Hoàng được vũ khí bảo vệ đã chạy thoát, Huyết Ma tộc binh giải toàn thể, thoát khỏi chiến trường, Tử Kim Long Thần của Cự Long tộc bị trọng thương, thân rồng hơn 10 vạn mét còn sót lại không đến 20 ki, lô, mét, chạy thoát. Chủ nhân Tu Di Sơn bị Tu La trấn áp, trước mắt không rõ tung tích. Khi Triệu Hoa Hùng đang nói chuyện, vẻ mặt khó mà che giấu được sự chấn kinh. Đây là một trận đại chiến thảm liệt đến cỡ nào, lại là một trận sát cục rung động đến cỡ nào, Thánh Hoàng cao quý không gì sánh được trong mắt hắn, vậy mà lại vẫn lạc số lượng lớn, thần ma hay thậm chí là đế tộc chấp trưởng sinh tử dân chúng trong mắt hắn, đều mệnh tang nơi chiến trường. Chuyện này nói là vượt quá phạm trù tưởng tượng của hắn đều không đủ. Trận chiến này, không chỉ có triệt để chấn kinh Thiên Khải Hoàng Thành, đánh ra danh uy của phần Thiên Thần Hoàng,
cũng nhất định sẽ tụ tập được tài nguyên rộng lượng cho Khương Phàm, tiếp theo khẳng định Khương Phàm sẽ càng mạnh hơn nữa. Tu La đều đã bị nhốt tại U Minh, lại còn có thể vì hắn mà làm bố cục. Triệu Thanh Duẫn thản nhiên khẽ nói, trên khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo nhìn không ra một tia gợn sóng. Còn có một tình huống đáng chú ý, Chu Thiên Thần Tôn xuất hiện ở chiến trường, nghênh chiến Thiên Mệnh Thần Tôn, vị thần man hoang chiến tộc trong truyền thuyết oanh động thiên khải một thời gian trước kia, cũng đã xuất hiện, ép huyết ma tộc binh giải, ngay cả giới chủ thần bí của thế giới mới tại thần dụ chi hải đều xuất hiện ở nơi đó. Khương Phàm vì để tổ kiến sát cục này, có thể nói là nhọc lòng. Mặc dù rất khó tiếp nhận trận thảm bại này của đế tộc, nhưng không thể không nói, bọn hắn bị thua không oan. Tuy nhiên có một chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ, vị thần man hoang chiến tộc này lại có thể ép huyết ma hoàng binh giải. Xem như hắn là nhân ma, có truyền thừa song đế, rất đặc thù lại rất cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới thức tỉnh, có thể cùng giao phong cùng huyết ma tộc như thế là tốt rồi. Còn có thế giới mới, bọn hắn phối hợp Khương Phàm như thế này, không sợ bị vây bắt sao? Giới chủ thế giới mới kia lại là có lai lịch gì, mặc dù là chủ nhân huyết hà phối hợp hắn, nhưng có thể giết Tử Kim Long Thần loại trình độ kia, vẫn rất không thể tưởng tượng nổi. Triệu Hoa Hùng nhiều lần lắc đầu, không có đích thân tới hiện trường, chỉ là tin đồn, trong này có quá nhiều điều không tầm thường. Thế giới nhiều bí mật này lắm, chúng ta không cần hiểu quá rõ. Nếu Chu Thiên Thần Tôn tìm hắn nương tựa, hẳn là hắn sẽ khởi xướng vây bắt Xích Thiên Thần Triều trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành thống nhất Thương Huyền. Xích Thiên Thần Triều, đáng tiếc, 30.000 năm cường thịnh, lại muốn trầm luân ở trước mặt hắn. Chúng ta lấy được tin tức là, Chu Thiên Thần Tôn trọng thương, bọn người thiên hậu đều bỏ ra cái giá cực lớn, mà chiến trường nơi đó lại là U Minh địa ngục, rất nhiều người đều lây dính tử khí, muốn bôn tập Xích Thiên trong thời gian ngắn, chỉ sợ. Rất khó, nếu như ta là bọn hắn, hẳn là sẽ tu dưỡng điều trị trước, sau đó lại luyện hóa tài nguyên, tiếp đến là vây bắt Xích Thiên. Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng nói, hắn sẽ không kéo dài quá lâu. Tránh cho đêm dài lắm mộng, thứ nhất hắn sẽ lo lắng đế tộc bí mật nhúng tay, thứ hai, bọn hắn khí thế dâng cao, thực lực lại đủ để áp chế Xích Thiên Thần Triều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày 3 tháng 3 sẽ là thời gian bọn hắn vây bắt Xích Thiên. Ngày 3 tháng 3, đây không phải là thời gian Khương Phàm công khai tuyên bố, muốn kiến triều sao. Ngày 3 tháng 3, hắn sẽ ở trên phế tích Xích Thiên, tuyên bố với khắp thiên hạ, vạn thế thần triều. Lại nổi lên Thương Huyền. Vạn thế thần triều, thống ngự Thương Huyền. Giọng của Triệu Thanh Duẫn không lớn, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn, bởi vì, nàng hiểu rất rõ hắn. Triệu Hoa Hùng len lén nhìn bóng lưng lão tổ, lại vội vàng cúi đầu xuống. Xích Thiên Thần Triều, thật muốn hủy diệt sao? Đó là hoàng đạo chí cao vô thượng mạnh nhất Thương Huyền đại lục cơ mà. Trừ phi đế tộc nhúng tay, nếu không Xích Thiên Thần Triều tuyệt đối không có hy vọng. Biến cố duy nhất, là có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Chẳng lẽ, Xích Thiên Thần Tôn sẽ không đàm phán với Khương Phàm sao? Không thể nào, trong lòng của hắn, ai cũng có thể tha thứ, duy chỉ có Xích Thiên Thần Tôn là không thể nào tha thứ, ai cũng có thể buông tha, duy chỉ có Xích Thiên Thần Triều. Không thể nào, loại thù hận thì kia đã khắc vào trong lòng hắn. Đáng tiếc, Triệu Hoa Hùng lắc đầu, hắn sinh ra ở Thương Huyền, trưởng thành tại Thương Huyền, có thể nói là thuở nhỏ đã tắm rửa dưới thần uy của Chí Tôn Hoàng Đạo. Đó là tồn tại chí cao vô thượng, càng là tồn tại không thể kháng cự. Nhưng chính là trong hơn 10 năm ngắn ngủi, tứ đại chí tôn hoàng đạo có hai cái quy thuận Khương Phàm, một cái bị Khương Phàm hủy diệt, một cái thì đang chờ đợi diệt vong. Triệu Thanh Duẫn nhắm mắt lại, yên lặng suy nghĩ, nói. Phong đô quỷ chủ, trả lời chưa? Lần này ta tới chính là báo cáo cái này với ngài. Trở về, hắn, đồng ý gặp ngài. Thời gian, ngài quyết định. Ngươi trở về đưa tin, nửa năm sau, ta đích thân tới bái phỏng. Nửa năm, ta muốn tới Thương Huyền, gặp Xích Thiên Thần Tôn một lần. A, Triệu Hoa Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta sẽ mau chóng trở về. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi này, không được nổi xung đột cùng Nam Cung gia tộc, ngươi còn đấu không lại họ. Triệu Thanh Duẫn thật sự mẫn cảm chính là tin tức truyền đến từ Thiên Khải nơi đó, tại thời điểm hắn tuyên chiến Thiên Khải đã có đề cập tới một cái. Kỳ hạn đế ước còn nói muốn bọn hắn chờ chịu chết tại Thương Huyền. Không phải hẳn là đến Thiên Khải nghênh chiến đế tộc sao? Làm sao lại thành đợi chiến tại Thương Huyền? Đế ước lại là cái gì? Triệu Thanh Duẫn suy đoán khẳng định trong này dính đến bí mật mẫn cảm khác. Mà,
nàng há có thể để hắn tùy tiện chiếm đoạt Xích Thiên. Theo cuộc chiến địa ngục oanh động tiếp tục lan tràn, hoàng tộc hoàng đạo khắp thiên hạ đều một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thương Huyền Đại Lục, nơi là tổ địa chúng sinh nhưng sớm đã xuống dốc vài vạn năm kia. Bây giờ tuyệt đại đa số đám người đều không có trải qua đoạn lịch sử Phần Thiên Thần Hoàng xuất lĩnh vạn thế thần triều nghênh chiến quần hùng thiên khải kia, không biết ngay lúc đó Phần Thiên Thần Hoàng cường đại cỡ nào, không biết vương hầu đại tướng dưới trướng hắn là cảnh giới gì, nhưng hoàn toàn có thể xác định chính là, bây giờ Phần Thiên Thần Hoàng đã có được thế lực cùng lực ảnh hưởng càng kinh khủng hơn so với kiếp trước. Bởi vì, bây giờ Thương Huyền đang bị nhất thống chân chính. Bởi vì, tuyệt đại đa số thánh linh, thánh vương, thậm chí thánh hoàng, đều là hắn tự tay tạo nên. Hai đại chí tôn hoàng đạo là Cửu Thiên Thần Giáo cùng Chu Thiên Thần Điện này, một bên là một mực kết minh, một bên là làm quyết định cuối cùng, tự nhiên sẽ kiên định ủng hộ ở bên cạnh hắn. Mặc dù Phần Thiên Thần Hoàng còn kém trận chiến cuối cùng, cũng là nhất định thảm liệt một trận chiến, nhưng đã không có người nào hoài nghi vương miện vô thượng của chủ nhân Thương Huyền, đang hướng về Phần Thiên Thần Hoàng. Mà chuyện tăng lên suy đoán này, đồng thời tăng lên lực ảnh hưởng tại Thương Huyền Đại Lục, cũng phát sinh sau trận đại chiến Côn Lôn. Kỷ nguyên năm 19, đầu tháng 2, thế giới mới phiêu phù ở thần dụ chi hải đột nhiên nghiền ép đại dương mênh mông, lướt ngang về hướng đông, 10 vạn dặm đại lục kịch liệt di chuyển, nhấc lên sóng cả ở phía trước cùng hai bên, ở phía sau lôi ra vòng xoáy khủng bố, biển động tai nạn to lớn lần nữa quét sạch thần dụ chi hải, trùng kích hải vực xung quanh. Cùng lúc đó, Phần Thiên Thần Hoàng vừa mới trở lại Thương Huyền Đại Lục đã cao điệu tuyên bố tại Thượng Thương Cổ Thành thế giới mới nhập vào Thương Huyền Đại Lục, quy về tổ địa chúng sinh. Tin tức này đã chấn động thiên hạ. Đây đã không chỉ là hợp tác, mà là quy thuận. Phạm vi cương vực, cùng lực ảnh hưởng của tổ địa chúng sinh cũng theo đó mà tăng hơn nhiều. Mà đối với đế tộc mà nói, tin tức này càng đáng để cảnh giác, bởi vì nhìn chung Thương Huyền Đại Lục bây giờ, một cái bình chướng phòng ngự cường hãn đang được thành hình. Thế giới mới với 10 vạn dặm cương vực, chấn thủ Tây Bộ Thương Huyền. Vạn dặm cấm khu man hoang cổ địa, chấn thủ đông bắc bộ Thương Huyền. Tinh linh sở thuộc sinh mệnh thần điện, trung lập tại Thương Huyền đông nam bộ. Chu Thiên thần điện chấn thủ trung vực, kiếm chỉ thiên khải. Cùng ngày sau khi các tân thần được sinh ra, tất nhiên sẽ tỏa chấn các cương vực khác. Thế giới hỗn độn thì treo cao tại bầu trời, gấp rút tiếp viện các chiến trường bất cứ lúc nào. Toàn thể không võ niết bàn trở lên. Dắt tay cùng hư không lân trùng của thế giới mới lập tức lao tới Xích Thiên Thần Triều, trong thời gian ngắn nhất chặt đứt tất cả con đường không gian của Xích Thiên Hoàng Thành, vây chết tinh nhuệ Xích Thiên Thần Triều tại Xích Thiên Hoàng Thành. Liên hệ Tổ Sơn, nhắm Thương Sinh Cung ngay Xích Thiên Hoàng Thành. Chờ đợi mệnh lệnh phóng thích sát sinh tiễn bất cứ lúc nào. Ngày mùng 1 tháng 3, chúng ta tế cờ. Chiến Xích Thiên, ngày mùng 3 tháng 3, chúng ta nhất định phải triệt để bình định Thương Huyền tại ngày đó. Khương Phàm trở lại thế giới hỗn độn, ra lệnh trước tiên. Một trận đại chiến cuối cùng tại Thương Huyền, hắn muốn một trận chiến định càn khôn, càng phải tại thời gian quan trọng nhất, ngày 3 tháng 3. Hắn muốn đứng trên phế tích Xích Thiên Hoàng Thành, đứng trên thi thể quần hùng Xích Thiên, tuyên bố vạn thế thần triều trở về. Tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái bế quan. Một trận chiến u minh đã khiến bọn hắn thương vong thảm trọng, nhất là tử khí ăn mòn, để bọn hắn đau đớn khó nhịn. Thời gian còn có không đến một tháng, bọn hắn nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong, để tránh bỏ lỡ cuộc chiến Xích Thiên. Tất cả mọi người rất hưng phấn, tất cả mọi người đều đầy lòng chờ mong. Mặc dù trận chiến này sẽ vô cùng kịch liệt, cũng sẽ có thương vong, bởi vì Xích Thiên Thần Triều là hộ giả mạnh nhất Thương Huyền, càng biết liều chết phản kích, nhưng, ý nghĩa trận chiến này đối với bọn hắn, đối với Thương Huyền, đều là quá lớn. Sau trận chiến này, bọn hắn chân chính thống ngự Thương Huyền. Sau trận chiến này, bọn hắn trọng chỉnh cách cục Thương Huyền. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ ít ngay bây giờ, bọn hắn cũng đã sáng tạo nên lịch sử càng ghi khắc bọn hắn. Xích Thiên Thần Triều. Bọn hắn cắt đứt liên lạc với Thiên Khải, cũng không có liên hệ cùng địa ngục, cho nên hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài Thương Huyền. Từ trận sau sự kiện tháng 12 kia, Chu Thiên Thần Điện từ đầu đến cuối đều không chịu gặp mặt cùng bọn hắn, để bọn hắn dần dần tăng lên sự khẩn trương. Nhao nhao suy đoán Chu Thiên Thần Điện muốn kết minh cùng Khương Phàm. Nếu thật sự là như thế, Khương Phàm sẽ mang theo Chu Thiên Thần Điện cùng Man Hoang chiến tộc, khởi xướng cuộc chinh chiến cuối cùng với Xích Thiên Thần Triều bất cứ lúc nào. Chu Nguyên Bá oán trách Chu Phục Sinh, vì sao lúc ấy không có cưỡng ép ra tay, đoạt lấy Thiên Hậu. Nhưng Chu Phục Sinh kiên trì lúc ấy mình không làm sai,
dù sao khi đó bọn người thiên hậu cũng không có bị phong ấn triệt để, một khi ra tay, thiên hậu và bọn người Đông Hoàng Càn có thể tùy tiện thoát thân, nếu như Chu Thiên Thần Tôn đột nhiên đào ngũ, đến lúc đó kẻ thua sẽ là bọn hắn. Nhất là những tờ giấy vàng kia càng có thể làm cho bọn người Chu Nguyên Bá gặp phải nguy hiểm. Hắn không thể mạo hiểm, nếu không lại chết thảm mấy vị thánh hoàng, hắn sẽ trở thành tội nhân của Xích Thiên Thần Triều. Đầu tháng 1, Xích Thiên Thần Tôn thấy Chu Thiên Thần Điện chậm chạp không chịu tiếp kiến sứ giả của bọn hắn, hắn đã tự mình hạ đạt mệnh lệnh, trong 10 vạn dặm cương vực thần triều, tất cả cường giả tông môn cùng cường tộc cao giai linh hồn cảnh trở lên, nhất định phải thông qua tế đàn các nơi tề tụ về hoàng thành trong thời gian ngắn nhất, cũng mang lên tất cả bảo vật của bọn hắn, phong phú pháp trận hoàng thành. Không khí khẩn trương lập tức bao phủ trên đại địa rộng lớn tại Xích Thiên Thần Triều. Đây không thể nghi ngờ là lại rõ ràng cực kỳ chiến tranh tín hiệu. Rất nhiều thế lực cường giả thậm chí muốn rời khỏi, nhưng bức bách tại hoàng thành uy áp, suy nghĩ lại một chút bọn hắn một mực được an trí tại trong hoàng thành thành khu tổ từ, không có người nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh. Cho nên trong nửa tháng ngắn ngủi, tất cả cường giả niết bàn cảnh của Xích Thiên Thần Triều, 90% trở lên đều bị tụ tập đến hoàng thành, đa số cũng đều mang tới tinh thạch cùng bảo vật của riêng phần mình. Bọn hắn muốn lấy uy lực của mình bảo vệ một phần vùng đất. Ngày 30 tháng 1, tòa hoàng thành phồn hoa nhất Xích Thiên Thần Triều kéo dài mấy trăm dặm này, thậm chí toàn bộ Thương Huyền Đại Lục, đều phong bế toàn diện, triệt để cắt đứt liên hệ trong ngoài. Cửu khúc Trường Hà dâng cao lên những ngọn sóng lớn ngập trời, pháp trận ngoại thành tầng tầng mở ra, tất cả những người phòng giữ đều đề phòng cao độ. Sau mấy ngày ngắn ngủi cũng chính là sau đầu tháng 2, bọn hắn lần lượt phát giác được số lượng lớn võ giả bắt đầu xuất hiện phía ngoài hư không. Đây cũng là biểu thị chiến tranh sắp xảy ra, đã không thể tránh né. Nhưng, trong không khí khẩn trương và kiềm chế cùng bao phủ xuống, hơn hàng ngàn hàng vạn người sinh sống trong hoàng thành lần lượt xuất hiện những thanh âm không giống nhau. Ý nghĩa thủ vững hoàng thành ở chỗ nào? Trước đó là muốn lợi dụng Chu Nguyên Bá khởi xướng tập kích, thực lực bây giờ đã bại lộ, bọn hắn lấy cái gì phản kích? Chẳng lẽ chính là tử thủ hoàng thành, cho đến khi không kiên trì nổi, lại liều mạng cùng Khương Phàm? Sau đó tử chiến đến cùng. Hoàng thành, có thể kiên trì sao? Vạn thế, Chu Thiên, Man Hoang, Tam Hùng liên thủ, càng có Thánh Địa Tổ Sơn phụ trợ. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Sau khi thành bị phá, bọn hắn lại chém giết, có thể có được hiệu quả gì? Xích Thiên Thần Tôn, có thể giết Khương Phàm sao? Trong tay Khương Phàm có Liệp Thần Thương nữa cơ mà. Phục Sinh Thần Tôn có thể giết Chu Thiên Thần Tôn sao? Chu Thiên Thần Tôn là chiến thần của Thương Huyền cơ mà. Bùi Tu Nghiệp, có thể giết Thiên Hậu sao? Đây chính là Thiên Hậu. Suy nghĩ lại một chút số lượng Thánh Vương Thánh Hoàng bên cạnh Khương Phàm đã tăng thêm Thánh Vương Thánh Hoàng của Chu Thiên Thần Điện cùng Man Hoang chiến tộc. Một khi bọn người Xích Thiên Thần Tôn bị kéo lại, chiến trường Thánh Linh Cảnh không thể nghi ngờ là một chiến trường giết chóc. Chờ đến đánh chết bọn hắn Thánh Hoàng bọn họ, Thiên Hậu đám kia Thánh Hoàng top 5 top 3, gấp rút tiếp viện thần cấp chiến trường. Thảm bại, cơ hồ đã có thể dự đoán được. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh cuối cùng của Xích Thiên Thần Triều cao ngạo sao? Loại thanh âm này vừa mới xuất hiện thì đã nhanh chóng truyền khắp ngoại thành, sau đó truyền vào nội thành, từ tầng đầu tiên thẳng đến đỉnh tầng 9, truyền đến Xích Thiên Đại Điện. Không chỉ có rất nhiều vương hầu đều lâm vào trầm mặc, ngay cả hoàng thất bên trong đều chịu phải ảnh hưởng. Bọn hắn không sợ chiến tử, nhưng chết như vậy có ý nghĩa gì đâu. Trừ tăng thêm một trang nổi bật trên chiến tích huy hoàng cho Khương Phàm, còn có gì khác nữa sao? Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, vậy mà cuối cùng được đến thân phận không phải hộ giả trí cao của Thương Huyền, mà là ngoan thạch ngăn cản nhất thống. Thậm chí bọn hắn còn có thể tưởng tượng đến, sau khi hoàng thành bị hủy diệt, từng tông môn cường tộc cương vực đều sẽ lọt vào tẩy sạch tàn khốc, cơ nghiệp truyền thừa đời đời kiếp kiếp của bọn hắn đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là kết cục của Xích Thiên Thần Triều sao? Đây chính là kết cục của bọn hắn sao? Cha, cha cho ta, là ai đang mê hoặc lòng người, là ai đã tiên đoán vận mệnh thần triều, chán sống rồi sao? Nhân hoàng Chu Thái nổi giận gào thét, dọa đến bọn thị vệ trong tiệm ngoài điện im lặng như ve mùa đông. Chu Nguyên Chính cau mày. Phụ hoàng bất giận, nhi thần đã sắp xếp người đi cha. Nhưng, rất có thể chính là vài câu bực tức của một ít thế lực. Cũng có thể là từ Trà Lâu Tử Quán nói ra. Dù sao bây giờ trong thành cũng có hơn ngàn vạn người chú ý chiến tranh sắp đến nhất, cũng đều đang nghị luận ầm ĩ. Mà tin tức đã khuếch tán đến nội thành, đã hình thành hướng gió dư luận,
coi như giết người buông lời ban đầu, cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Mặc kệ nguyên nhân gì, cha trước cho ta lại nói. Còn có, từ trên xuống dưới lời đưa ra ngoài cho ta, bất kỳ người nào cũng đều không được nghị luận chuyện này nữa. Nhân hoàng Chu Thái biết chắn được miệng nhưng không chắn được nội tâm, tuy nhiên hắn nhất định phải làm, tuyệt đối không thể để loại ngôn luận này tràn lan hơn nữa. Phụ hoàng, ta cho là, chúng ta nên nghĩ biện pháp, đảo ngược dư luận. Chu Nguyên Chính cũng rất đau đầu, tính chất thế lực thần triều có ưu khuyết điểm cực kỳ tươi sáng. Ưu điểm đương nhiên không thể nghi ngờ là tính bao dung tạo nên to lớn và phồn thịnh, số lượng lớn cường tộc đại phái phát triển ngay trên thổ địa rộng lớn, trăm hoa đua nở, tạo nên số lượng lớn thiên chi kiêu tử, ra đời rất nhiều thực lực đỉnh cấp, cũng đã lắng đọng được tiềm lực chiến tranh hùng hậu. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là lực ngưng tụ làm cho người ta đáng lo. Ở giữa tất cả cường tộc đại phái cạnh tranh lẫn nhau vô cùng kịch liệt, thậm chí xen lẫn cả thù hận, nội bộ càng là lấy tông chủ tộc trưởng vi tôn riêng phần mình, mà không phải là thần triều. Nếu như bên trong thuận cảnh, thần triều có thể tùy tiện điều động cường giả, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, nhưng ở bên trong nghịch cảnh, lòng người khó đủ, ở trong tuyệt cảnh, tâm tư người ta có sự biến đổi lớn. Sớm tại lúc thần tôn cưỡng ép hạ lệnh tập kết toàn thể thần triều, hắn đã từng có lo lắng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lại tới nhanh như vậy. Ngươi có chủ ý gì tốt? Đối chọi gay gắt, từ tầng thứ 9 trở xuống, từ trong thành ra bên ngoài thành, giải tin tức. Mọi người trong thành một là không biết bí mật đế ước, đều cho rằng đây chỉ là Khương Phàm báo thù, hai là rằng là hoàng thất muốn ăn thua đủ, không chết không thôi, tất cả bầu không khí rất ngột ngạt. Chúng ta không ngại chỉ dẫn dư luận, ví dụ như chỉ cần chúng ta có thể gắt gao giữ vững hoàng thành, bọn người Khương Phàm thực sự gặm không nổi, sau đó sẽ chủ động từ bỏ, cuối cùng lựa chọn đạt thành hòa giải cùng Xích Thiên Thần Triều. Cứ như vậy, chỉ ít chúng ta có thể làm dịu bầu không khí hoàng thành, điều động các phương kiên trì chống cự. Chu Nguyên Chính nói có đạo lý, nói cho cùng các cường giả đóng giữ pháp trận chính là sợ chết, sợ hoàng thành sụp đổ, sợ hoàng triều hủy diệt, nếu như mục đích cuối cùng nhất là cùng nhau hòa giải, là muốn hiện ra tinh thần bất khuất cùng thực lực cường đại đến tranh thủ quyền đàm phán, cái tính tích cực kia của bọn hắn tự nhiên sẽ lập tức bộc phát ra. Nếu như đến lúc đó Khương Phàm trực tiếp để lộ bí mật đế ước thì sao? Từ giờ trở đi, kích phát toàn bộ pháp trận tầng ngoài đến cao nhất, dùng hỏa diễm ngăn cách cảnh tượng bên ngoài, dùng pháp trận ngăn cách thanh âm bên ngoài. Đến lúc khai chiến, tất cả mọi người trong thành không biết tình huống bên ngoài, chỉ có thể thuận chúng ta chỉ dẫn mà làm việc. Chúng ta còn có thể tuyên bố hiệu quả trọng thương bọn người Khương Phàm trong quá trình chiến đấu, bầu không khí nội bộ sẽ được ủng hộ đứng lên, các trấn thủ sẽ càng trở nên tích cực. Nhân hoàng Chu Thái nghiêm mặt ngồi xuống, không có trực tiếp trả lời. Phát ra tin tức tương lai sẽ cùng hòa giải, há không phải chính là đang yếu thế sao? Mà, đừng nói phía dưới đang nghị luận, chính hắn cũng đều rất mờ mịt, ý nghĩa kiên trì như vậy nằm ở đâu? Xích Thiên Thần Triều thật sự vẫn muốn làm bảo vệ Thương Huyền. Là tuyệt đối không thể nào lại thỏa hiệp cùng đế tộc, hoặc là làm bất luận cái giao dịch gì, bọn hắn chỉ có thể kiên trì ở chỗ này, kiên trì tới cùng. Kiên trì đến chết. Chờ sau khi bọn hắn hủy diệt, sẽ lấy được là cái gì? Là anh danh thể sống chết bảo vệ Thương Huyền sao? Không phải, là thánh địa tổ sơn thẩm phán ác liệt, Khương Phàm tùy ý chửi bới. Xích Thiên Thần Triều sẽ biến thành tội nhân Thương Huyền, nhận vạn thế phỉ nhổ. Nhân hoàng Chu Thái đứng dậy. Người đi làm việc trước đi, ta đi, gặp thần tôn một chút. Chu Nguyên Chính cung kính lui ra, lấy tay khống chế hướng gió dư luận. Ức chế thảo luận, cũng giải tin tức mới. Nhưng, chuyện này không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Khi hắn tràn tin tức ra đi không lâu, tin tức đã không thể kiểm soát lại được nữa. Sau khi ương ngạnh chống cự, suy nghĩ thêm hòa giải. Vậy còn không như trực tiếp hòa giải. Hoàng thất lại có ý đồ hòa giải. Vậy còn đánh cái rắm. Hai bên lưỡng bại câu thương, lại ngồi xuống hòa giải, còn không bằng trực tiếp hòa giải đi thôi. Xích Thiên Thần Triều chỉ có giữ vững đầy đủ tiềm lực chiến tranh, mới có thể thu được càng nói nhiều quyền nói chuyện hơn. Đều là Thương Huyền, người một nhà thôi. Khương Phàm đánh bát bộ hoàng đạo, đó là thanh trừ uy hiếp từ đế tộc, ở giữa chí tôn hoàng đạo không cần thiết không chết không thôi. Chu Thiên Thần Điện không phải đã hợp tác rồi sao? Trước đó đúng là không người nào dám nhắc tới chuyện hòa giải, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, sau khi Chu Nguyên Chính chủ động lại xảo diệu thả ra, chút, dị tượng, lại bị, người có tâm, xảo diệu thao tác, kết quả. Dư luận oanh động, thế như phong bạo, quét sạch hoàng thành.
Mục đích của Chu Nguyên chính vốn là ủng hộ khí thế, chống lại toàn diện, kết quả. Nhục chí. Cha, cha cho ta. Lần này kẻ gào thét không phải Chu Thái, mà là Chu Nguyên chính. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cẩn thận từng ly từng tí vận hành, vậy mà lại nhấc lên phong bạo kịch liệt như thế. Thật giống như hắn chỉ muốn làm chút thuốc cho một nữ tử, làm dịu không khí lúng túng, thuận tiện nâng lên hưng, kết quả một chút thuốc đổ xuống dưới, nữ tử kia liền trực tiếp sao động, ngao ngao nhào tới. Quá đột nhiên, quá mãnh liệt. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Xem như biết hoàng thất có mục đích hòa giải, suy tính nhiều, cũng không thể nhấc lên dư luận kịch liệt trong thời gian ngắn ngủi như vậy được. Cái này rõ ràng là đang có người ở bên trong trợ giúp. Chu Nguyên chính có chút luống cuống, thật sự rất luống cuống. Ý định là bài yêu giải nạn cho phụ hoàng, kết quả lại biến khéo thành vụng. Nếu như để dư luận tùy ý này tàn phá bừa bãi xuống dưới, hoàng thành hoàn toàn không có đấu trí, hậu quả tất nhiên là tính tai nạn. Lập tức cho ta giải tin tức, liền nói. Chúng ta không giống với Chu Thiên Thần Điện, nhất định phải thông qua chiến tranh bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta, nhất định phải để Khương Phàm, để toàn Thương Huyền, đều biết thực lực của chúng ta. Chúng ta vững chắc địa vị, là dùng chiến tranh thắng tới, mà không phải bố thí. Chu Nguyên chính lập tức thét lên ra lệnh ở hai bên đi giải tin tức. Kết quả không bao lâu sau, một người thị vệ vội vã chạy đến báo cáo. Bên ngoài dư luận càng lúc càng lớn, tin tức mới lại xuất hiện. Chu Nguyên chính và các vương tử tấp nập tiếp xúc thương hội, Cường Tông, Hầu Phủ, Vương Phủ khu nội thành, hư hư thực thực muốn tuyển chọn nữ hài nhi đẹp nhất hoàng thành, lấy phương thức thông gia, đạt thành hòa giải. Kiếp trước Khương Phàm vốn là con rể thần triều, tuy nhiên chút ý kiến náo loạn, bây giờ một lần nữa thông gia, cũng coi như là một loại thái độ hòa giải. Dù sao tin tức này cũng hơi hoang đường, nhưng dân chúng tầng dưới chót cứ vui vẻ bàn bạc loại chuyện này. Huống chi có ít người thông qua con đường đặc thù, vẫn thật sự là dò thăm Chu Nguyên chính xác thực tiếp xúc qua tất cả cường tộc nội thành, cũng tương đương là bằng chứng cho tin tức này. Mặc dù rất nhiều cường tộc cùng vương hầu khu nội thành kiêu ngạo rất phản cảm đối với tin tức này, dù sao cũng là chí tôn hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, không cần thiết phải luân lạc tới tình trạng như thế. Nhưng, ý nghĩa thật sự mà cái tin tức hoang đường này khuếch tán chính là ở để hòa giải cái từ càng, xâm nhập lòng người, này, không còn giống trước đó chỉ muốn tử chiến đến cùng. Triệt để phong bế nội thành cho ta, bắt một nhóm người nghị luận chém đầu dân chúng tại cửa thành nội thành cho ta. Tuyên cáo toàn thành, từ hôm nay trở đi, tử thủ hoàng thành 2 năm cho ta. 2 năm, trong vòng 2 năm, ai lại vọng nghị hòa giải, giết không tha. Chu Nguyên chính giận dữ gào thét, mặt mũi nổi đầy gân xanh, quả quyết lại cường thế khai thác phương thức thảm liệt đáp lễ. Chỉ có như thế này mới có thể áp chế hướng gió dư luận. Lần này, hắn ngược lại muốn xem. Ai còn dám vén lên dư luận, ai còn dám đối nghịch cùng hắn. Lần này người đối kháng cùng Chu Nguyên chính không phải người khác, mà chính là Độc Cô Kiếm Linh theo Phù Sinh Hội trà trộn vào. Sớm tại trước khi Phù Sinh Hội rút lui, Độc Cô Kiếm Linh đã thông qua cải trang đơn giản, biến thành một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng trong Phù Sinh Hội. Sở Sanh Ca tự mình giới thiệu nữ tử kia một ít thói quen cùng tình huống, để nàng bắt chước luyện tập. Tại thời điểm thoát khỏi cuối cùng, nữ tử kia bị Đông Hoàng Như Yên bí mật chu sát. Cứ như vậy, Độc Cô Kiếm Linh thừa dịp loạn xâm nhập vào Phù Sinh Hội. Các luyện binh sư của Phù Sinh Hội chưa bao giờ trải qua loại hỗn loạn kia, đều kinh hồn khó định, cũng không có phân biệt người bên cạnh quá kỹ càng, nhất là mấy nữ tử bị dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Kiếm Linh thuận lợi về tới Xích Thiên Hoàng Thành xa cách đã lâu, sau đó tìm cơ hội rời khỏi Phù Sinh Hội, chui vào ngoại thành liên hệ đệ tử Huyết Kiếm Đường lúc trước. Những đệ tử này lúc ấy không rời khỏi cùng bọn hắn, cũng không phải là không chung với Huyết Kiếm Đường, mà là tại Hoàng Thành có người thân và lo lắng, không thể nào đi theo rời khỏi. Bọn hắn vốn luôn áy náy trong lòng, cho nên sau khi Độc Cô Kiếm Linh tự mình tiếp xúc, đã một lần nữa tụ tập đến bên cạnh nàng. Các đệ tử Độc Cô Kiếm Linh tiếp xúc tụ tập lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, đều là danh sách mà phụ thân liệt kê đáng để tín nhiệm. Dư luận thời điểm ban sơ chính là bọn hắn ở trong các khu tửu lâu quán ăn ngoài ngoại thành, nói chuyện phiếm, nhấc lên tới. Sau khi dư luận phản kích, cũng là bọn hắn thụ ý Độc Cô Kiếm Linh phát lên. Xích Thiên Hoàng Thành là đệ nhất đại thành phồn hoa náo nhiệt tại Thương Huyền Đại Lục, cũng làm cho nơi này tụ tập đến ngàn vạn nhân khẩu. Không chỉ có rất dễ dàng tạo nên dư luận, mà còn rất khó truy căn tố nguyên. Cho dù phải điều tra sâu thì cũng không có 1-2 tháng thì rất khó truy căn được nguyên nhân. Đến lúc đó,
chiến tranh đã bạo phát, mà dư luận càng có thể truyền vào nội thành, tất cả đều quy công cho sở sanh ca của Phù Sinh hội. Hướng Vãn Tình cho bọn hắn chỉ lệnh chính là đảo loạn thế cục hoàng thành, nhét một cái ý nghĩ, hòa giải, vào trong đầu của tất cả mọi người. Vẻn vẹn một cái ý nghĩ đã có thể xảo diệu biến thành hạt giống này lúc đầu có khả năng bị ẩn giấu, nhưng thời điểm Xích Thiên Hoàng thành lung lay sắp đổ, hạt giống này sẽ vô cùng có khả năng nhanh chóng sinh trưởng ở trong đầu một ít người. Không cần rất nhiều người, sinh trưởng, một phần nhỏ, là đủ. Náo lớn như vậy sao, không theo. Sau khi Độc Cô Kiếm Linh biết được Chu Nguyên chính thức giận ra mệnh lệnh, nàng cũng đã không còn liều mạng, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo chỉ thị của Hướng Vãn Tình, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, quan sát thế lực phân phối đóng giữ các nơi tế đàn. Pháp trận ngoại thành chủ yếu do tứ đại chủ tế Tràng Đông, Tây, Nam, Bắc khống chế, phân biệt do tứ đại Thánh Hoàng, dắt tay số lượng lớn cường tộc đại phái liên hợp chấn thủ. Chỉ cần tứ đại chủ tế Tràng này vững chắc thì đã có thể cam đoan pháp trận ngoại thành hoàn chỉnh. Mà gần chỗ tứ đại chủ tế Tràng cũng đều có tế đàn không gian, một khi pháp trận ngoại thành gần như sụp đổ, đám người chấn thủ sẽ có thể vượt qua tế đàn không gian, trở về khu nội thành trong tại thời gian ngắn nhất. Mục tiêu của Độc Cô Kiếm Linh chính là nhìn số lượng cường giả tại chủ tế Tràng nào càng lộn xộn, lại càng dễ bị công phá. Chờ bọn người Khương Phàm giết tới, nàng sẽ dùng niết bàn thạch trong tay, cùng bên ngoài cảm ứng, để bọn hắn trực tiếp đánh nơi này. Cũng tại thời điểm cường giả trong chủ tế Tràng chuẩn bị rút lui, dùng ngọc khí không gian Đông Hoàng cản cho, đảo loạn không gian xung quanh, quấy nhiễu bọn hắn rút lui. Khu nội thành. Thời điểm Phù Sinh hội trở về tại tháng 12, sau đó đã lập tức được an bài tại tầng thứ 3, đó là vị trí đỉnh cấp thế gia. Nếu như bọn người La Ẩn Sơn còn sống, có lẽ bọn hắn còn có thể được an bài tại thành khu cao hơn, nhưng hoàng thất là hiện thực, một Phù Sinh hội bị phế một nửa, mà lại không có La Thuần Linh xưng là hoàng phi, cũng không có ý nghĩa quá lớn, cũng rất khó lại thực hiện lời hứa trước đó, có thể an bài tại tầng thứ 3 đã là chiếu cố đặc biệt. Địch Hồng Phong tự nhiên mà được làm hội trưởng mới, nhưng hắn rõ ràng không vững vàng được bọn luyện binh sư trong Phù Sinh hội này. Các luyện binh sư may mắn còn sống sót trước đó cũng không biết mục đích thật sự mà bọn hắn phải đi thượng thương, kết quả suýt nữa mất mạng ở nơi đó, loại hành vi, lợi dụng, này quá ác liệt, để bọn hắn phản cảm lại tức giận. Mà hội trưởng La Ẩn Sơn cùng phó hội trưởng La Trường Minh đều chết tại thượng thương, tụ tại hoàng thành này lại gặp phải chiến tranh, tâm tình của bọn hắn đều trở nên tức giận, táo bạo, thậm chí là sợ hãi. Có một ít người đều đề nghị Phù Sinh hội giải tán. Thậm chí Sở Sanh Ca còn công nhiên chất vấn Địch Hồng Phong, vì sao chỉ mỗi hắn sống tiếp được. Cứ như vậy, một tháng sau, Phù Sinh hội đã bạo phát nội loạn, cuối cùng một phân thành hai. Sở Sanh Ca còn không có khỏi hẳn mang theo phe phái của nàng cùng phe phái La Gia, chủ động liên hệ đến Hoàng Thất, hy vọng có thể thực hiện ước định trước đó. Mặc dù không đến mức lại lập Hoàng Phi, nhưng cũng phải cho bọn hắn đầy đủ địa vị. Nếu không thì thả bọn họ đi. Lúc ấy Chu Nguyên Chính không có tinh lực chào hỏi những luyện binh sư này, cũng không biết an bài như thế nào. Cho đến khi Sở Sanh Ca bái phỏng lần thứ 3, nhắc đến Chân Thiên Các, sau đó Chu Nguyên Chính đã thương lượng cùng Nhân Hoàng, cuối cùng an trí bọn hắn tại tầng thứ 7 của Chân Thiên Các. Chân Thiên Các là thế lực lệ thuộc Hoàng Thất trực tiếp, địa vị cực cao. Bọn hắn được an bài đến bên trong, cũng coi là một cái tán thành. Cũng có thể để bọn hắn ở lại nơi đó truyền thụ thuật luyện binh, bồi dưỡng luyện binh sư cho Hoàng Thất. Về phần Địch Hồng Phong, Chu Nguyên Chính cũng có chút hoài nghi ra hỏa này có vấn đề nên đã khống chế tại tầng thứ 3. Cứ như vậy, Sở Sanh Ca thành công xâm nhập vào tầng thứ 7 cao cao tại thượng. Đây cũng là chỉ lệnh Hướng Vãn Tình cho nàng lúc ấy. Thời điểm Khương Phàm vây công pháp trận phòng ngự nội thành, việc nàng phải làm chính là tìm một cơ hội, ném đạo văn hồ lô ra. Đạo văn hồ lô đã từng được Đan Hoàng tế luyện, phía trên khắc xuống bí thuật hư không, bí thuật đằng xà, bí thuật kim hống, bí thuật côn bằng, bí thuật cùng kim ô, ngũ đại bí thuật. Nếu như nhân lúc người ta không để ý, ném ở trong một cái tế đàn quan trọng, hiệu quả trong nháy mắt đủ để mang đến trùng kích cho pháp trận, mang đến nhược điểm. Khương Phàm lại lợi dụng đúng cơ hội, phóng thích càn khôn đại táng thì sẽ lập tức có thể để cho nhược điểm pháp trận bị phóng đại kịch liệt. Nhưng tại Độc Cô Kiếm Linh cùng Sở Sanh Ca ra sức vận hành, là thời điểm chuẩn bị chiến tranh sắp đến, tại thời kỳ đặc thù khi trong nội bộ Xích Thiên Hoàng thành nôn nóng hỗn loạn, một nhân vật thần bí lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa thành trống trải, thỉnh cầu tiếp kiến Xích Thiên Thần Tôn. Người này xuất hiện quá đột nhiên.
đột nhiên đến mức bọn người Đông Hoàng Trấn Nguyên đang tuần sát trong hư không ngoài thành đều không có phát hiện được sự xuất hiện của hắn, cũng đột nhiên đến mức pháp trận giám sát của Hoàng Thành lại không có kiểm tra đo lường được năng lượng cường đại tới gần. Hắn mang theo áo choàng, mang theo mặt nạ, xông ra từ dưới mặt đất ngoài cửa thành. Hắn truyền cho thủ vệ cửa thành, cũng chỉ là nói đơn giản một câu Triệu Thanh Duẫn, xin gặp Xích Thiên Thần Tôn. Sự bái phỏng ngoài ý muốn này đã khiến cho Hoàng thất chấn động. Triệu Thanh Duẫn, cái tên đã từng yên lặng ngàn năm kia, lại oanh động hơn 10 năm trước, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Ngàn năm trước, nàng là đệ nhất Hoàng Phi tranh đoạt địa vị cùng Thiên Hậu, bây giờ nàng, lấy được đế cốt yên lặng trăm vạn năm tại Thượng Thương. Cái thời điểm mẫn cảm này lại đột nhiên tới đây, là có mục đích gì? Nàng là đại biểu cho mình, hay là đại biểu cho người nào đó? Mời. Xích Thiên Thần Tôn tự mình hạ lệnh. Mời đến đây. Chu Phục Sinh rất cảnh giác, nữ tử kia đạt được hai khối đế cốt, còn có số lượng lớn đế huyết, nói không chừng đã là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, mà đại mộ bí thuật cùng Thái Âm Cực Diễm đều vô cùng bá đạo. Ngươi và ta đều ở đây, nàng còn có thể lật trời. Mời. Ta hoài nghi nàng đại biểu Khương Phàm. Thù hận giữa nàng cùng vạn thế so với chúng ta càng sâu hơn, giữa bọn hắn không thể nào lại có hợp tác, mời tiến đến. Trong đại điện Xích Thiên tại tầng thứ 9 nội thành, bầu không khí yên tĩnh như chết, chư vị thánh vương cùng thánh hoàng ở đây đều tái nhợt sắc mặt, khó mà che giấu được sự chấn kinh trong nội tâm. Khương Phàm đã thành thần. Chu Thiên Thần Tôn quy thuận Khương Phàm. Thế giới mới có thần, man hoang có thần. Khương Phàm lại còn liên hợp U Minh quỷ tộc, bố trí một trận sát cục kinh thiên như vậy tại Côn Lôn quỷ giới. Bảy tôn thần ma gần như toàn diệt. Đây là cái chiến tích kinh thế hãi tục gì thế này? Cho dù là kiếp trước, Khương Phàm cũng đều không thể làm đến cực hãn như vậy. Bọn hắn kinh ngạc nhìn nữ tử Mỹ lệ phong hoa tuyệt đại ở phía dưới, tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại đến đây, mà còn đưa lên rung động tin tức như vậy, rung động đến mức. Bọn hắn đều muốn hoài nghi tính chân thực. Thì ra là thế, thì ra là thế, Chu Phục Sinh đột nhiên đã hiểu rốt cuộc trước đó Thiên Hậu đang làm gì, cũng không phải làm cục cho hắn, mà là Thiên Khải đế tộc, là làm cục cho chiến trường Côn Lôn. Hắn và thần triều, chỉ là đồ đần bị lợi dụng mà thôi. Thương Huyền chưa định đã mưu đồ Thiên Khải. Đây rốt cuộc là mưu tính sâu xa, hay là cách cục của Khương Phàm và Thiên Hậu cao hơn kiếp trước, mục tiêu thật sự vẫn mãi là ngước nhìn chiến trường Thiên Khải. Khương Phàm, Chu Thiên, man hoang, thế giới mới, nếu như Thiên Hậu lại thành thần, đó chính là năm tôn thần nhân. Giờ khắc này ngay cả Bùi Tu Nghiệp thề phải chu sát Khương Phàm, đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có, loại áp lực này không chỉ có đến từ số lượng thần linh áp bách, càng đến từ tốc độ phát triển của bọn người Khương Phàm. Quá nhanh, nhanh vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Xích Thiên Thần Tôn ngồi ở trên đài cao, toàn thân lưu chuyển lên phù văn huyền hỏa, thần bí mà cường thịnh, thần uy nghiêm nghị, nhưng ánh sáng rạng rỡ lấp lóe lại là đang che giấu vẻ mặt thời khắc này của hắn. Từ khi Chu Thiên Thần Điện bắt đầu từ chối tiếp kiến, hắn đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận việc Chu Thiên Thần Điện muốn hợp tác cùng Khương Phàm, cũng biết sau khi Khương Phàm khôi phục sẽ dắt tay Chu Thiên Thần Tôn khởi xướng vây bắt nơi này. Hắn vẫn luôn đang lập mưu huyết chiến trận sau cùng, cũng đang tính toán làm như thế nào tại thời khắc mấu chốt để Chu Thiên Thần Tôn đào ngũ tại chiến trường. Đó là phần thắng duy nhất, nhưng bây giờ Xích Thiên Thần Tôn đã cảm nhận được sự bất lực xưa nay chưa từng có. Đầu tiên là Chu Thiên Thần Tôn chân chính thấy được thực lực của Khương Phàm, lại đạt được lợi ích từ Côn Lôn, cũng không khả năng lại quay đầu giáo. Thứ hai, ngay cả man hoang đều có thần rồi, còn ép huyết ma hoàng binh giải. Giới chủ thế giới mới vậy mà lại có thể có tư cách liên thủ cùng chủ nhân huyết hà. Đồng minh như vậy làm bạn ở hai bên Khương Phàm, Chu Thiên Thần Điện càng không có khả năng lại có ý khác, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó tấn công mạnh Xích Thiên Hoàng thành bọn hắn. Xích Thiên còn có thể chống đỡ sao? Triệu Thanh Duẫn nhìn Xích Thiên Thần Tôn ngồi trên đài cao, hai đầu lông mày hiện lên vài tia phức tạp. Vào thời đại đã từng có kia, vị thần tôn này không thể nghi ngờ là tồn tại chí cao vô thượng của Thương Huyền, nắm trong tay lực lượng quân sự lớn nhất Thương Huyền, ảnh hưởng hướng gió Thương Huyền với bên ngoài. Ngàn năm trước vung cánh tay lên một cái, toàn thể Thương Huyền đào ngũ, bách tộc dắt tay, nghịch chiến đăng thiên kiều, để vạn thế thần triều cường thịnh quật khởi biến thành bi kịch lịch sử như phù dung sớm nở tối tàn. Hiện nay thì sao? Hắn không chỉ có không thể khống chế Thương Huyền, càng không thể áp chế kẻ địch mình đã từng tự tay hủy diệt.
mấy chục năm kịch biến ngắn ngủi này đủ để cho anh danh mấy ngàn năm của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Hoàng Phi. Xích Thiên Thần Tôn mở miệng, thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn, tuy nhiên hắn hơi dừng lại, sửa lời nói. Triệu Thánh Hoàng, mục đích ngươi tới nơi này, không chỉ là đưa tin tức nhỉ. Ta cho các ngươi đưa những tin tức này, để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trước ngày mùng 3 tháng 3, Khương Phàm nhất định giải quyết triệt để Xích Thiên Hoàng Thành. Chiến tranh hẳn là sẽ chính thức khai hỏa tại cuối tháng 2 này, hoặc là ngày mùng 1 tháng 3. Trận chiến này không chỉ có sẽ có Chu Thiên Thần Điện, thế giới mới, càng có Man Hoang chiến tộc. Ta dám chắc chắn, phòng ngự ngoại thành kiên trì không đến một ngày, phòng ngự nội thành cũng không kiên trì đến ngày 3 tháng 3. Không phải ta xem thường phòng ngự của Xích Thiên Hoàng Thành các ngươi, mà là đối phương quá mạnh. Khương Phàm có Liệp Thần Thương, Chu Thiên Thần Tôn có Chu Thiên Kiếm, Man Hoang Thần Tôn phá diệt không gian, còn có chủ nhân thế giới mới quỷ dị, lực công kích của bọn hắn quá mạnh. Huống chi còn có chừng 20 vị Thánh Hoàng, trên 100 vị Thánh Linh Thánh Vương, mấy ngàn vị Niết Bàn. Khi Triệu Thanh Duẫn đang nói chuyện, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi lạnh, tê cả da đầu. Loại đội hình cường giả này, không thể nghi ngờ là đã đạt tới việc Thương Huyền đã từng tổng hợp tất cả hoàng đạo. Triệu Thanh Duẫn nói, nếu như ta có thể làm viện thủ, có lẽ có thể hiệp trợ các ngươi một vững Xích Thiên Hoàng Thành. Chu Phục Sinh lập tức nói, ta thừa nhận ngươi không phải ngươi trước kia, nhưng ngươi chỉ là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, vẫn chưa tới thần linh cảnh. Các ngươi có thể chúc ta tiến thần linh. Ngươi muốn cái gì? Hỏa nguyên bên trong vạn cổ hỏa trì. Thiệu Thanh Duẫn thông qua đế cốt cùng, luân hồi đại táng, kích phát, trong vài chục năm ngắn ngủi này, từ Thánh Linh khôi phục đến Thánh Vương, lại xông tới Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, lại lắng động 3 năm tại cảnh giới này. Nhưng muốn bước lên thần linh cảnh, đường tắt nhất chính là hấp thu nguyên lực một sợi thần viêm, kích phát tiềm lực của Thái Âm Thần Viêm. Sắc mặt bọn người Chu Nguyên Bá đột nhiên biến đổi, lập tức muốn đứng dậy quát tháo, lại bị Chu Phục Sinh đưa tay ngăn lại. Tiếp tục, Chu Phục Sinh nhìn xuống Triệu Thanh Duẫn, nữ tử này đã dung hợp đế cốt, xác thực có tiềm lực cực lớn, lấy tính đặc thù của Thái Âm Cực Diễm, không, bây giờ hẳn là Thái Âm Thần Viêm, có lẽ thật có thể thông qua hỏa nguyên trong hỏa trì, trợ giúp nàng bước lên cảnh giới thần linh. Kể từ đó, Tam Thần và Ngũ Thánh Hoàng, cùng tập kết toàn bộ lực lượng thần triều xây dựng pháp trận, có lẽ thật có thể kiên trì. Nếu như ta thành thần, chính là ba tôn thần phụ trợ vạn cổ hỏa trì, lực lượng phòng ngự tất nhiên tăng gấp bội, huống chi trong cơ thể của ta còn lắng đọng đế khí. Có ta phối hợp, phòng ngự của Xích Thiên Hoàng Thành đủ để chống đỡ bọn người Khương Phàm vây bắt. Sau đó nữa thì sao? Tử thủ Hoàng Thành, ngồi đợi tình thế hỗn loạn. Tình thế hỗn loạn gì? Bọn hắn chơi xinh đẹp tại chiến trường Côn Lôn, nhưng cũng đã triệt để đắc tội đế tộc, lúc nào cũng có thể xuất hiện phản kích, mà so với bọn hắn dự đoán sẽ càng mãnh liệt hơn. Một khi bọn hắn gặp phải tan tác, chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Ý của ngươi là, Khương Phàm bắt không được Xích Thiên thì sẽ rút lui. Ta có thể bảo đảm, trong vòng một tháng nếu bắt không được, hắn sẽ rút về thế giới hỗn độn, dung luyện chiến lợi phẩm tại Côn Lôn chiến trường, tăng thực lực lên. Đến lúc đó, tất cả đế tộc phản chế, cũng nên bắt đầu. Trong điện, đám người trao đổi ánh mắt với nhau, mặc dù cực mâu thuẫn việc giao hỏa nguyên cho Triệu Thanh Duẫn, nhưng bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, không thể không thừa nhận, nếu như có nhiều hơn một tôn thần chấn thủ, xác thực phòng ngự của bọn hắn sẽ tăng nhiều. Nếu không, hy vọng để thần triều chống đỡ thật không lớn. Xích Thiên Thần Tôn mở miệng. Ngươi hiểu Khương Phàm rất rõ, dưới tình huống bình thường, chuyện này cũng thật hợp lý. Nhưng, ngươi không hiểu rõ Thương Huyền, không hiểu rõ Thương Huyền bây giờ. Khương Phàm không bắt lấy nơi này thì tuyệt đối sẽ không rút lui, bọn hắn sẽ không ngừng liên tục giữ vững thế công, thuận tiện an bài bọn người Thiên Hậu trở về đột phá một tên lại trở về một tên khác, cho đến khi pháp trận bị phá toái mới thôi. Về phần đế tộc phản chế mà ngươi nhắc đến, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến, mà là đợi đến 2 năm sau. Bọn hắn sẽ không kéo tới 2 năm sau. Bọn hắn sẽ kéo dài. Vì sao? Triệu Thanh Duẫn nhíu mày nhìn Xích Thiên Thần Tôn ở trên đài cao, lần nữa nhớ tới tin tức Thiên Khải truyền đến kia kỳ hạn đế ước. Xích Thiên Thần Tôn sâu hít một hơi, hơi do dự, lại nói ra bí mật đế ước. Cho dù là Triệu Thanh Duẫn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẻ mặt vẫn biến rồi lại biến, từ nghi hoặc đến chấn kinh, lại đến khó có thể tin. Đây chính là cái gọi đế ước. Cái này không phải là bán Thương Huyền sao? Vị hộ giả Thương Huyền, Xích Thiên Thần Tôn này,
vậy mà lại mở rộng cánh cửa đối với đế tộc. Trách không được Khương Phàm phải mạo hiểm mưu cục Côn Lôn, trách không được Chu Thiên Thần Tôn nguyện ý phối hợp. Thì ra trong lúc vô tình, Thương Huyền lại phát sinh kịch biến kinh thiên như vậy. Xích Thiên Thần Tôn làm sao lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy? Là tức thì nóng giận nên hồ đồ rồi. Hay là, tất cả điểm xuất phát của chúng ta, cũng là vì bảo vệ Thương Huyền, nếu như lúc ấy biết Cửu Thiên Thần Giáo đã hợp tác cùng Khương Phàm. Xích Thiên Thần Tôn vừa muốn giải thích, lại lắc đầu, không cần thiết. Bốn tôn thần, Khương Phàm có lực lượng giải quyết triệt để nơi này. Mặc kệ nơi này làm ra chuẩn bị gì, Khương Phàm cũng sẽ không dừng lại. Nếu như phát hiện đánh lâu không xong, Thánh Địa Tổ Sơn cũng sẽ tiếp tục không ngừng phóng thích sát sinh tiễn. Chu Phục Sinh và đám người đều trầm mặc, đúng vậy, Khương Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn không chỉ có phải bình định Thương Huyền nhanh một chút rồi bố cục phòng ngự, càng cần tài nguyên nơi này, tăng thực lực lên hơn. Triệu Thanh Duẫn không nói thêm gì nữa, tầm mắt nàng cụp xuống, yên lặng suy nghĩ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đế tộc lại muốn chuẩn bị xâm lấn Thương Huyền. Trách không được trong khoảng thời gian này đế tộc Thiên Khải đều trở nên rất trầm mặc, thần tộc hoàng đạo sở thuộc đế tộc cũng đều không còn hoạt động, thì ra là đang bế quan chiều sâu, chuẩn bị chiến tranh. Thương Huyền, rốt cuộc cũng phải nghênh đón đế tộc xâm lấn sao? Đại điện rộng rãi không một người mở miệng, bầu không khí yên lặng lại kiềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như qua vài phút, lại hình như qua mấy tiếng. Triệu Thanh Duẫn phá vỡ trầm mặc. Khương Phàm khẳng định là muốn giết ngươi, thù kiếp trước, hắn sẽ không quên, càng nhất định phải báo. Chuyện đế ước không gạt được, hắn cũng nhất định phải giết ngươi, trấn an lòng dân. Cho nên, mặc kệ ngươi là nghiêm phòng tử thủ, hay là cân nhắc làm thương lượng gì cùng Khương Phàm, hắn cũng đều không tha cho ngươi. Ngươi ở lại Thương Huyền, chắc chắn sẽ phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng tình thế bây giờ là, ngươi chết, Xích Thiên Thần Triều triệt để xong. Cái xong này không chỉ là diệt vong, mà là cơ nghiệp thần triều lắng đọng 30.000 năm, danh uy đời đời duy trì, toàn xong, tất cả đều sẽ bị chôn vùi ở trên tay của ngươi. Ta đây có một đề nghị. Triệu Thanh Duẫn ngẩng đầu nhìn Xích Thiên Thần Tôn. Rút lui khỏi Thương Huyền. Sau khi Khương Phàm trở về hắn đã an bài Không Võ phong tỏa không gian trước tiên, mục đích là phòng ngừa tin tức cuộc chiến Côn Lôn truyền đến nơi này, để cho ngươi không biết thực lực bọn hắn bây giờ đã cường đại, tiếp tục ở lại nơi này chuẩn bị tử chiến. Nhưng ta đột nhiên tới, rất có thể đã để bọn hắn hoài nghi là đế tộc đến đưa tin tức, chờ sau khi Khương Phàm biết được, có khả năng sẽ sớm khởi xướng chiến tranh. Nếu như ngươi muốn rút lui, thì phải nhanh, trong vòng 3 ngày, nhất định phải rút lui. Chu Nguyên Bá tức giận quát lớn. Hoàng đường, nơi này là tổ địa Xích Thiên Thần Triều chúng ta, há có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Chúng ta là chí tôn hoàng đạo đầu tiên của Thương Huyền, chúng ta bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải rút lui? Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng nói. Ngươi hỏi ta vì sao? Ngươi không nên hỏi chính ngươi một chút sao? Chớ ngao ngao gọi ta, nếu không ta ăn ngươi. Ta chỉ là nêu ý kiến, đồng ý thì tiếp nhận, khách khí nói tiếng tạ ơn với chúng ta, không đồng ý tiếp nhận, vậy thì ngậm miệng lại. Chu Nguyên Bá kích động, nói với thần tôn. Chúng ta còn không có đi xa đến bước kia, không phải nàng đã dung hợp đế cốt sao? Giết nàng. Để Bùi Tu Nghiệp tiến vào thần cảnh, ba đại thần tôn chúng ta cũng có thể chống pháp trận đến cao nhật. Nguyên Bá. Chu Phục Sinh lập tức gầm thét. Chu Nguyên Bá không quan tâm, hắn chỉ vào Triệu Thanh Duẫn quát. Nói, có phải ngươi do Khương Phàm phái tới hay không? Cố ý gạt chúng ta ra ngoài, sau đó nửa đường phục sát. Triệu Thanh Duẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Nguyên Bá đang táo bạo. Xích Thiên Thần Triều luân lạc tới tình trạng bây giờ. Hẳn là ngươi đã cống hiến công lao thật lớn nhỉ. Đánh giám. Chu Nguyên Bá suýt chút nữa đã bổ nhào qua. Chu Nguyên Bá. Chu Phục Sinh lại quát tháo lần nữa, thần uy cường đại lao ra khỏi cơ thể, như lũ quét ép tới phía Chu Nguyên Bá. Chu Nguyên Bá run rẩy, chật vật quỳ trên mặt đất, nhưng hắn tức giận lại không cam lòng, còn đang giãy giụa kịch liệt. Bọn người Chu Ngạo Hoàng, Chu Thái cao mày, cái từ, rút lui, này giống như là cương châm đâm vào trong lòng của bọn hắn. Lập tức gây nên cảm giác nhói nhói và mâu thuẫn. Mà, Chu Nguyên Bá nói không sai, Hoàng Thành là tổ địa của bọn hắn, là tổ địa đời đời kiếp kiếp mà bọn hắn bảo vệ và gây dựng, không phải vạn lần bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nào từ bỏ. Bọn hắn bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, công lao khổ lao đều có, cuối cùng lại phải mang tiếng xấu chật vật chạy trốn.
mặt mũi bọn hắn để ở đâu, lại cam tâm như thế nào cho được. Triệu Thanh Duẫn nói, trước đó ta không biết chuyện đế ước cho nên mới phối hợp các ngươi, nhưng bây giờ, các ngươi không cứu nổi. Trong thời gian ngắn đế tộc sẽ không phản chế, Khương Phàm cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh, cho đến khi bắt lấy. Các ngươi ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào, kết cục chỉ có thể là bị tàn sát hầu như không còn, trở thành chất dinh dưỡng cho Khương Phàm, thuận tiện biến thành đối tượng lăng mạ của toàn Thương Huyền. Ta nói chạy khỏi nơi này, không phải nói vĩnh viễn không trở lại, mà là tránh né mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi có cơ hội thích hợp, lại trở về Thương Huyền, trùng kiến thần triều, một lần nữa tiếp quản Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền, cho các ngươi chính danh cho mình, cho các ngươi chính danh cho liệt tổ liệt tông. Rời khỏi rồi còn có thể trở lại sao? Chu Thái gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn là nhân hoàng thần triều, hắn là lãnh tụ thần triều bây giờ. Hắn muốn rời khỏi nơi này, chính là từ bỏ nơi này, từ bỏ 10 vạn dặm núi sông, từ bỏ hàng tỷ con dân. Tương lai, còn có mặt mũi trở về sao? Lòng dân, vẫn còn chứ? Khương Phàm bị các ngươi giết, đều có thể trở về. Vạn thế bị dẹp yên, còn có thể trùng kiến. Các ngươi không thể. Mục đích Triệu Thanh Duẫn tới nơi này là tăng thực lực lên, thuận tiện giúp trợ Xích Thiên giữ vững hoàng thành, đừng để bọn người Khương Phàm hoàn toàn công chiếm, sau đó chờ đợi cơ hội phù hợp để phản kích lại. Không nghĩ tới, Thương Huyền lại đứng trước tình thế hỗn loạn như thế này, nàng biết Xích Thiên khẳng định gánh không được, cuối cùng cũng chỉ có thể vô cớ làm lợi cho Khương Phàm, cho nên. Nàng muốn thu nạp cường giả bọn này, nàng muốn trước khi thiên hạ bộc phát đại loạn, chuẩn bị lực lượng mạnh hơn. Chu Ngạo Hoàng nói. Chờ tới khi chúng ta trở về, chỉ sợ Thương Huyền đã triệt để biến thiên. Khương Phàm căn bản gánh không được đế tộc tám phương xâm lấn, cuối cùng Thương Huyền sẽ bị đế tộc chia cắt, đến lúc đó. Thương Huyền nào có nơi cho chúng ta sống yên ổn? Chuyện tương lai, ngươi có thể mong muốn sao? Nếu như ngươi có thể có ánh mắt chiến lược như thế này, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng bây giờ. Triệu Thanh Duẫn đáp lễ không chút khách khí, lập tức chọc giận Chu Ngạo Hoàng một giây trước còn đang phiền muộn. Triệu Thanh Duẫn không quan tâm, lại nói với Xích Thiên Thần Tôn. Ta chỉ biết là, bây giờ các ngươi sắp xong rồi, từ các ngươi, đến Hoàng Thành, lại đến mặt mũi, triệt để xong. Ta chỉ biết là, các ngươi ở lại chắc chắn chịu chết, để tiếng xấu muôn đời, nhưng rời khỏi còn có một chút hy vọng sống, còn có cơ hội cứu vãn danh dự. Chuyện tương lai, ai cũng không dự đoán được, nhất là kịch biến bát đế xâm lấn thiên hạ như thế này. Nếu như muốn đợi đến trận chiến kia, nếu như muốn tham dự vào trong đó, việc đầu tiên phải làm là bảo toàn thực lực, sau đó, ngồi đợi tình thế hỗn loạn, tìm kiếm cơ hội. Xích Thiên Thần Tôn cụp tầm mắt già nua xuống, yên lặng nhìn Triệu Thanh Duẫn. Trong lòng bọn họ mỗi người và Chu Phục Sinh đều có suy nghĩ riêng, nhưng lại đều hỗn loạn mà mê mang. Một hồi lâu sau, Triệu Thanh Duẫn để lại một câu nói, sau đó quay người rời khỏi. Xích Thiên, không nên lưu lạc đến tận đây. Các ngươi, lại càng không nên chật vật như thế. Ta chờ ngươi ở ngoài, 3 ngày sau, ta sẽ rời khỏi, các ngươi. Tự làm quyết định. Rất nhiều độc giả chất vấn tôi, vì sao Triệu Thanh Duẫn dùng 2 khối đế cốt cũng nhanh thành thần, Khương Quỷ đạt được nhiều tài nguyên như vậy vẫn chưa tới. Tôi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích ở chỗ này. Đầu tiên Triệu Thanh Duẫn là dùng 2 khối đế cốt hoàn chỉnh, còn tràn đầy đế huyết, Khương Quỷ là dùng 1 khối đế cốt, còn không có đế huyết. Thứ hai, bản thân Triệu Thanh Duẫn đã là Thánh Vương, là Thánh Vương, là Thánh Vương, Khương Quỳ là bắt đầu từ Thánh Văn cùng bán Thánh. Trong hoang dã bên ngoài Hoàng Thành ở phía Nam, hư không vặn vẹo, nổi lên gợn sóng, Đông Hoàng Càn nhận được tin tức vội vã chạy tới nơi này. Xảy ra chuyện gì, các ngươi nói có người tiến vào Hoàng Thành. Mặt mũi Đông Hoàng Trấn Nguyên đầy nghiêm trọng. Xuất hiện từ dưới mặt đất tại cửa thành rất đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì cả. Đông Hoàng Càn cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Trấn Nguyên lại lộ ra mấy phần lăng lệ. Các ngươi chỉ dò xét mặt đất, không chú ý dưới mặt đất. Ngươi cũng đã 500 tuổi, còn có thể phạm phải sai lầm này. Không gian, thâm không, dưới mặt đất, chúng ta đều có dò xét, thật không có phát hiện bất cứ gợn sóng năng lượng nào. Không có năng lượng ba động, có thể đi ngang qua địa tầng. Hắn là chuột sao, đào hố bỏ qua xa. Giáo tôn. Không phải ta cố ý giải vây cho mình, thật sự là. Đông Hoàng Trấn Nguyên có nỗi khổ không nói được, hắn tự mình an bài đệ tử biên chế đạo ngấn không gian trong phạm vi vài trăm dặm tại Nam Bộ, tận hết khả năng bận tâm đến các mặt, mặc dù thời gian vội vàng, bây giờ còn không có hoàn toàn tổ kiến hoàn chỉnh,
nhưng đủ để kiểm tra đo lường đến năng lượng thánh linh tự nhiên trở lên, hoặc là sinh mạng thể cường hãn di chuyển. Mà người kia có thể trực tiếp đứng ở ngoài cửa nam, chống cự năng lượng pháp trận bạo động, cảnh giới khẳng định tại thánh vương, thậm chí là thánh vương trở lên. Thánh vương, cho dù lại áp chế cảnh giới, ba động khi di chuyển dưới địa tầng đều có thể trùng kích đến đạo ngấn không gian. Đông Hoàng cằn ngóng nhìn cửa thành nam bộ. Hắn là trực tiếp đi đến, hay là thông bẩm rồi? Ý của ngài là, mẫu thân nó, người già nên hồ đồ rồi. Cả cái này đều nghe không hiểu. Trực tiếp đi đến, nói rõ chính là người của bọn hắn, nếu như cần thông bẩm, nói rõ là kẻ ngoại lai. Đông Hoàng cằn bỗng nhiên gầm thét, uy nghiêm cường thịnh để không võ cao ngạo ở xung quanh nhao nhao cúi đầu, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đông Hoàng Trấn Nguyên nhắm mắt nói. Đối phương ở bên trong đó tới một giờ. Ta muốn đi tới thăm dò, nhưng năng lượng pháp trận quá mạnh. Ngươi, ta. Đông Hoàng càn giơ bàn tay to lớn lên, suýt chút nữa đã đập vào trên khuôn mặt già nua của hắn. Sau khi Khương Phàm trở lại thế giới hỗn độn đã an bài bọn hắn lao tới Xích Thiên Hoàng Thành trước tiên, chính là muốn phong tỏa nơi này, nghiêm cấm Xích Thiên Thần Triều điều tra tình huống bên ngoài, càng đề phòng cường giả đế tộc đến đây mật báo. Mục đích đúng là để Xích Thiên Hoàng Triều hoàn toàn không hiểu rõ cục diện bên ngoài, cùng việc bây giờ bọn hắn có thể tập kết thực lực, đến lúc đó đột nhiên giáng lâm, mãnh liệt bộc phát, lại phụ trợ thêm việc được bọn người Độc Cô Kiếm Linh chỉ dẫn xảo diệu thì đã có thể đánh Xích Thiên một cái trở tay không kịp, dung chuyển bình chướng phòng ngự, càng có thể bằng vào đội hình kinh khủng, đánh vào lòng tin của rất nhiều cường giả Xích Thiên, dẫn phát phản loạn từ nội bộ. Bây giờ đột nhiên có người ngoài tới bái phỏng, đã có thể là đế tộc, hoặc là cường tộc khác đến đây thông báo. Nói cách khác, khả năng Xích Thiên Thần Triều đã biết cuộc chiến tại Côn Lôn, cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị phản kích tương ứng, thậm chí là có khả năng đưa tới một loại bí bảo nào đó, hiệp trợ Xích Thiên Hoàng Thành tử thủ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thận trọng nói. Giáo tôn bất giận, nếu đối phương dám mạo hiểm bái phỏng Xích Thiên Hoàng Thành, khẳng định là có phương thức đặc thù tránh cho việc bị không võ của chúng ta dò xét, mà chúng ta vừa tới nơi này mới được mấy ngày, vẫn không có thể hình thành hoàn chỉnh mạng lưới phong tỏa, việc này không thể trách Trấn Nguyên lão tổ. Đông Hoàng càn không đếm xỉa tới hắn, cau mày, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn có thể phong tỏa ngăn cản tin tức hay không, là mấu chốt cho cuộc chiến vây bắt tiếp thai, tin tức truyền vào Xích Thiên, độ khó để bọn hắn vây bắt sẽ gia tăng thật lớn, cũng nhất định sẽ mang theo thương vong. Đây không phải trách nhiệm của Đông Hoàng Trấn Nguyên, là hắn an bài bất lực. Đông Hoàng càn phân phó nói. Đều nhanh hơn cho ta, phong tỏa không gian xung quanh Hoàng Thành. Đông Hoàng Trấn Nguyên. Ngươi dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, đến thế giới hỗn độn liên hệ Khương Phàm cho ta. Liền nói, hư thực thực cường giả đế tộc đột phá tuyến phong tỏa, tiếp Xích Thiên Hoàng Thành. Lúc này thế giới hỗn độn đang lơ lửng tại địa khu trung ương trung vực ở Thượng Thương Cổ Thành, chờ đợi Chu Thiên Thần Tôn của trung vực Nam Bộ khôi phục, cũng là chờ đợi thế giới mới sắp va chạm Tây Bộ. Về phần man hoang chiến tộc, Khương Phàm không có liên hệ bọn hắn. Một là phải đề phòng nơi đó, dù sao nơi đó cũng đã có thần. Còn có thể ép huyết ma hoàng tự bạo, sau khi đạt được hai đại tài nguyên từ hắc ma và huyết ma, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai là, đã hứa hẹn cho Chu Thiên 3/5, lại mời man hoang, thật không đủ phân chia, hắn còn muốn chừa cho mình một chút. Khương Phàm cũng đang bế quan, hấp thu huyết khí, khôi phục 8 bộ bản thân kia. Một khi Chu Thiên thần tôn khôi phục, giới chủ thế giới mới đến, thế giới hỗn độn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo bọn hắn ép lao tới Xích Thiên Thần Triều. Năm đó Khương Phàm chính là đi ra từ trong Xích Thiên Hoàng Thành, sau này đã từng liên thủ Thiên Hậu cùng Tu La phát lên thế công quá mạnh đối với Hoàng Thành, biết rõ hệ thống phòng ngự nơi đó vững chắc, bây giờ nơi đó sinh ra thần tôn mới, lực phòng ngự khẳng định sẽ càng mạnh. Cho nên, Khương Phàm liên hệ ngũ hành thần thụ, nếu như bọn hắn không thể đánh tan phòng ngự trong thời gian dự định, xin mời thế giới hỗn độn tấn công phòng ngự nơi đó một chút. Một chút là tốt, một chút đã đủ. Nhưng Khương Phàm không đợi đến bọn người Chu Thiên Thần Tôn, sau 7 ngày bế quan ngắn ngủi hắn đã chờ đến một cái tin xấu. Hư thực thực, đế tộc tiếp Xích Thiên. Tin tức này đánh hắn một trở tay không kịp. Nếu như Xích Thiên Thần Tôn biết chuyện phát sinh bên ngoài, khẳng định càng làm tốt chuẩn bị toàn diện hơn, muốn bắt lấy sẽ rất khó khăn. Mà, nếu đế tộc đã đến nhúng tay thì cũng không khả năng chỉ đơn giản là đưa tin tức tới như vậy, nói không chừng sẽ còn đưa tài nguyên, đưa pháp trận. Đề cao lực phòng ngự cho Xích Thiên Hoàng Thành, tăng số lượng cường giả nơi đó lên. Khương Phàm rất muốn lập tức phát động tiến công, nhưng,
hắn hao hết bản thân, tại chiến trường Côn Lôn đến bây giờ chỉ khôi phục được 3 cái. Bởi vì bây giờ là cảnh giới thần cấp, mỗi cái, bản thân, đều cần rộng lượng huyết khí và hồn khí mới có thể khôi phục đến bình thường, kích phát ra hiệu quả tăng gấp bội. Mà bọn người thiên hậu vừa mới bắt đầu thanh trừ tử khí, thực lực còn chưa khôi phục, huống chi Chu Thiên Thần Tôn còn đang bế quan, thế giới mới còn tại trên đường tới. Đi thông báo một chút, 10 ngày sau, xuất trình Thương Huyền. Liên hệ Chu Thiên Thần Điện, thế giới mới, tăng thêm tốc độ. Khương Phàm không thể xuất kích ngay bây giờ, nhưng cũng không thể chờ quá lâu. Sau khi liên tục suy nghĩ, Khương Phàm lại làm một quyết định rất bất đắc dĩ, mời Man Hoang chiến tộc tham chiến. Nhưng, sau 3 ngày Khương Phàm đưa mệnh lệnh cùng mời đi ra, lại có một cái tin tức ngoài ý liệu, thậm chí khó có thể tin truyền đến nơi này Xích Thiên Hoàng Thất, điên cuồng rút lui. Xích Thiên Hoàng Thành. Tối nay là ngày 11 tháng 2, tân nguyên lịch năm thứ 19. Cũng chính là sau đêm khuya ngày thứ 3 Triệu Thanh Duẫn tới bái phỏng. Khi Xích Thiên Thần Tôn đẩy cửa điện ra, ngoài điện đã tụ mãn các thành viên hoàng thất, sau khi cùng đạt được mật lệnh, vương hầu, đại tướng cùng các nhân vật quan trọng đã một mình đến đây. Bọn họ cũng đều biết tình thế bây giờ gặp phải, biết đề nghị của Triệu Thanh Duẫn hơn. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ hoàng thành, càng không nguyện ý từ bỏ hoàng triều. Huống chi phần này từ bỏ, càng giống như là đào vong. Xích Thiên Thần Triều làm đại biểu số một Thương Huyền 30.000 năm, bọn hắn là một phần viên trong đó, phần kiêu ngạo kia là đã khắc vào trong lòng, ở lại trong máu. Sao bọn hắn có thể không chịu nhận chiến mà chạy? Sao bọn hắn có thể chấp nhận lưu vong thiên hạ? Bọn hắn nên giải thích như thế nào cùng tộc nhân của mình? Bọn hắn lại giải thích như thế nào cùng liệt tổ liệt tông? Bọn hắn, còn có thể trở về sao? Rất nhiều người thậm chí tình nguyện chiến tử. Lôi kéo đám tên điên Khương Phàm kia tự bảo. Rất nhiều người thúc giục Chu Phục Sinh, đi biểu đạt ý nguyện của bọn hắn cùng thần tôn. Nhưng, tại lúc Xích Thiên Thần Tôn đẩy cửa điện ra, một khắc này, bên ngoài tràn ngập sự tức giận cùng tiếng cãi vã nôn nóng đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lão nhân trước mặt mình, gần như không dám tin tưởng vào chính con mắt mình. Xích Thiên Thần Tôn không có oai hùng và uy nghiêm như thường ngày, mà là tóc trắng phơ, sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng một trận, lại như già nua ngàn năm. Đứng ở trước mặt mọi người, cứ như chính là một lão nhân sắp chết, lộ ra vẻ suy yếu và mỏi mệt. Bọn hắn đầy ngập tức giận, quay cuồng, nhưng cũng đã dần dần lắng lại. Ngôn từ cuống đến yết hầu bọn hắn cũng cứ thế mà bị ngăn chặn. Phong tỏa nội thành, trước Hừng Đông, đều thu thập sạch sẽ hết thảy người và vật trong nội thành. Trước Hừng Đông, chúng ta, rút lui. Giọng của Xích Thiên Thần Tôn trầm thấp khàn khàn, lại vô cùng bình tĩnh. Thần Tôn, xin hãy nghĩ lại. Chúng ta còn chưa tới một bước này, chúng ta còn có thể tái chiến. Ngài là Thần Tôn, Ngài rõ ràng thực lực của chúng ta nhất. Ngài càng rõ ràng lực phòng ngự của Hoàng Thành hơn. Thần Tôn, không nên để ác nữ kia mê hoặc, chúng ta thà rằng chiến tử, cũng không muốn lưu vong thiên hạ. Khắp thiên hạ đều nhìn Thương Huyền, đều đang chứng kiến một trận chiến của Xích Thiên. Vậy mà chúng ta không đánh đã lui. Chúng ta vẫn là con dân Xích Thiên cao ngạo sao, chúng ta. Chúng ta gánh không nổi người kia sao? Thần Tôn, Ngài làm sao thế? Rốt cuộc Ngài làm sao thế? Ngài vẫn là Ngài trước kia sao? Thần Tôn, Ngài nhìn Hoàng Thành, Ngài nhìn Hoàng Thành đi. Ngài có thể bỏ được từ bỏ nơi này sao? Thần Tôn, Ngài xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Ngài xứng đáng với sự chờ mong của cả thần triều sao? Ngài không thể nào làm như thế này. Không thể nào. Thần Tôn, Ngài muốn mang vận mệnh Xích Thiên Thần Triều tới đâu? Xin Ngài hãy nghĩ lại đi. Đám người hô to, ánh mắt lắc lư, khóe mắt đung đưa cả nước mắt. Có người trực tiếp quỳ xuống với Xích Thiên Thần Tôn, khóc ròng ròng. Rút lui. Thật sự muốn rút lui sao? Tổ từ thì sao? Linh vị thì sao? Xích Thiên Thần Triều kiêu ngạo ở đâu? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ phải biến thành trò cười khắp thiên hạ sao? Xích Thiên Thần Tôn không để ý đến tiếng gào thét cùng quyền uy của bất luận người nào, hắn mang theo thân thể già nua còng lưng, yên lặng đi đến tổ từ. Chu Phục Sinh tràn đầy bi thống, tâm tình phức tạp, hắn không biết trong 3 ngày này Thần Tôn đã suy nghĩ cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên có một loại thật dự cảm không tốt. Phục Sinh Thần Tôn, Ngài hãy khuyên nhủ Thần Tôn đi. Số lượng lớn cường giả hoàng thất quỳ gối trước mặt Chu Phục Sinh. Mặc kệ trước đó là có ý tưởng gì, có bao nhiêu do dự, nếu bảo bọn hắn rút lui tại giờ khắc này,
trong lòng bọn họ có 10.000 lần không nguyện ý, linh hồn cao ngạo của bọn hắn đều cảm giác nhận lấy sự lăng mạ. Đi mời Triệu Thanh Duẫn đi. Giọng Chu Phục Sinh trầm thấp, cũng đi đến tổ từ. Thần tôn. Số lượng lớn lão nhân quỳ xuống một mảnh, thanh âm thê lương bi thương. Màn đêm bao phủ. Khu nội thành trước đó còn đang đắm chìm trong không khí sốt sắng chuẩn bị chiến đấu, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn đại loạn. Từ Hoàng Cung tầng thứ 8 đến Chân Thiên Các và các thế lực lệ thuộc Hoàng Thất trực tiếp tại tầng thứ 7. Từ Vương Phủ tầng thứ 6, Hầu Phủ tầng thứ 5, Phủ Tướng Quân tầng thứ 4, lại đến Thế Gia tầng thứ 3 cùng Thương Hội Tông Môn các loại tại tầng đầu tiên và tầng thứ 2, đều lâm vào trong hỗn loạn. Đào Vong. Đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh khẩn cấp làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, một lần cho rằng là nói đùa, thậm chí nghĩ đến có phải lão tổ nhà mình muốn làm phản hay không. Nhưng theo hỗn loạn lan tràn từ trên xuống dưới, rốt cuộc bọn hắn cũng biết đây không phải trò đùa, mà là muốn chạy trốn thật,